Người chồng vô dụng của nữ thần, Lâm Chính. Tập 123. Tuy nhiên, bóng đen di chuyển cực kỳ nhanh và tiếp tục lao về phía hội trưởng như một tia chớp. Trong tay bóng đen hình thành một sức mạnh hắc ám ép về phía hội trưởng. Trong mắt hội trưởng lóe lên một tia sáng sắc bén, ông ta hừ lạnh, một luồng khí tức uy nghiêm lập tức toát ra từ cơ thể ông ta. Chỉ bằng một cái phất tay, ông ta đã đánh lui bóng đen hàng chục bước. Đừng đánh giá quá cao năng lực của bản thân, hội trưởng lạnh lùng nói. Thấy vậy, Huyền Dương và những cao thủ khác lập tức thi triển pháp thuật tấn công bóng đen. Nhất thời, vô số chùm tia sáng đan xen, bao trùm lên bóng đen. Tuy nhiên, chuyển động của bóng đen cực kỳ kỳ lạ. Né trái né phải và tránh được hầu hết các đòn tấn công. Cho dù cậu là ai thì hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi đây. Huyền Dương gầm lên, dang rộng lòng bàn tay. Phiu 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 phiu. Rất nhiều vầng sáng lộng lẫy và cuồng ngạo tạo thành những thanh kiếm mảnh xung quanh ông ta, bay về phía bóng đen như một cơn mưa. Hừ, dựa vào các người cũng muốn giữ chân tôi, bóng đen hừ lạnh một tiếng, giơ tay hất ra. Bùm. Toàn bộ kiếm quang tiêu tán. Cái gì? Huyền Dương sửng sốt. Đám người lao về phía trước đều buộc phải rút lui. Có vẻ như hai bên đều không thể làm gì được đối phương. Tuy nhiên, bóng đen lại không vội tấn công mà nhìn những người tiến vào. Pháp trận một lúc rồi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi hiểu rồi, chẳng trách đại hội muốn mời mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến. Hóa ra là muốn lợi dụng khí vận của bọn họ. Nghe thấy lời này, mọi người đang đứng trong pháp trận đều run rẩy nhìn về phía bóng đen. Hội trưởng cũng cau mày, cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Tại sao đại hội phải lợi dụng khí vận của bọn họ? Sao vậy, muốn tôi nói toạc ra à? Trận pháp này chỉ là công cụ để các người hấp thụ khí vận của họ mà thôi. Bóng đen cười khẩy, mọi người đều bị sốc. Gia chủ nhà họ Trần nói, đừng nói nhảm nữa. Hội trưởng sao có thể làm như vậy? Bóng đen cười lạnh nói, không tin thì tùy ông, nhưng nếu hối hận thì không còn đường quay đầu đâu. Mọi người nhìn nhau không biết nên tin ai. Rốt cuộc, họ cũng không biết gì về nơi này. Hiện tại họ cũng không biết chính xác cái gọi là nghi lễ này nhằm mục đích gì. Hội trưởng lúc này không thể chịu đựng được nữa. Ông ta lập tức ngừng kích hoạt pháp trận, thờ ơ nhìn chăm chằm vào bóng đen và nói bằng giọng khàn khàn, có vẻ như cậu chính là người mặc áo choàng. Bóng đen không lên tiếng mà phân tán luồng khí đen ra xung quanh, lộ ra bóng dáng người mặc áo choàng. Hóa ra là cậu ở đây, Huyền Dương kêu lên. Xem ra nếu hôm nay không loại bỏ cậu, hội nghị của chúng tôi sẽ không thể tiến hành thuận lợi. Hội trưởng nói bằng giọng lạnh tanh trước khi bước về phía người đàn ông mặc áo choàng. Mọi người đều bị sốc. Đặc biệt là Huyền Dương và đám người của ông ta hai mắt nóng rực, hưng phấn cực độ. Thật vinh dự khi được tận mắt chứng kiến hội trưởng ra tay. Mỗi khi hội trưởng bước một bước, khí tức của ông ta càng mạnh mẽ hơn, và toàn bộ cung điện đều run rẩy trước áp lực này. Người đàn ông mặc áo choàng nhìn thấy điều này thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhưng anh không hề tỏ ra nao núng hay muốn lùi bước. Hội trưởng không hề giải phóng ra khí thế kinh thiên động địa, chỉ tùy ý giơ tay lên. Bùm! Một luồng năng lượng đáng sợ phóng thẳng về phía người đàn ông mặc áo choàng. Trong khoảnh khắc, vai của người mặc áo choàng dường như bị hàng vạn tấn lực đè lên, chân anh lập tức giẫm nát sàn cung điện. Cơ thể anh dần cong lại và chống đỡ một cách vô cùng khó khăn. Cơ hội tốt! Huyền Dương vui mừng, vội vã rút thanh kiếm bên hông đâm về phía người mặc áo choàng. Kiếm của Huyền Dương như tia chớp đâm vào người mặc áo choàng, có vẻ chẳng mấy chốc sẽ đâm trúng mục tiêu. Tuy nhiên, ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào người mặc áo choàng, một luồng sức mạnh đột nhiên bộc phát từ cơ thể anh, đánh bay Huyền Dương. Thanh kiếm của ông ta cũng nổ tung, Huyền Dương sau khi tiếp đất khí tức không ổn định, khóe miệng trào máu. Ngay cả khí ý ban nấy đè lên người đàn ông mặc áo choàng phần nhiều cũng bị tiêu tán. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Người mặc áo choàng thực sự có thể thoát khỏi sự đàn áp của hội trưởng. Nhìn thấy vậy, ánh mắt hội trưởng càng trở nên lạnh lùng hơn, xem ra cậu quả nhiên có chút năng lực, vừa nói hội trưởng vừa khua tay, trong lòng bàn tay xuất hiện những phù văn thần bí, sau đó phù văn này bay về phía người đàn ông mặc áo choàng. Những phù văn này chứa đựng sức mạnh vô song, khi chạm vào người đàn ông mặc áo choàng, chúng phát ra ánh sáng chói lóa. Người mặc áo choàng cố gắng hết sức để chống cự, nhưng dường như lực bất tòng tâm trước đòn tấn công mạnh mẽ này. AI, người mặc áo choàng gầm lên, khí tức hắc ám xung quanh càng ngày càng mạnh, tạo thành một lá chắn chống lại đòn tấn công bằng phù văn của hội trưởng. Lúc này, mọi người trong đại trận đều hoảng sợ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chúng ta phải làm gì đây? Ai đó hét lên kinh. Đừng hoảng hốt,
trước tiên xem xét tình hình rồi tính tiếp. Vậy chúng ta vẫn ở lại trong pháp trận này à? Làm sao, sao có thể ở lại được, mau ra ngoài trước rồi tính xô. Nói xong có người nhảy ra khỏi pháp trận trước. Tuy nhiên, động thái này ngay lập tức làm hội trưởng không hài lòng. Các người đang làm gì vậy? Quay lại ngay. Hội trưởng hét lên. Tuy nhiên, trong lúc ông ta đang phân tâm, người mặc áo choàng đã lợi dụng khoảng trống này để điều chỉnh lại tình trạng của bản thân, đột nhiên chắp hai tay lại và lẩm bẩm điều gì đó. Ngay sau đó, một vòng xoáy màu đen hình thành trước mặt anh, lực hút mạnh khiến các vật thể xung quanh lập tức bay về phía vòng xoáy. Không hay rồi, đây là hắc ám thôn phệ thuật, có người kêu lên. Làm sao cậu biết tà thuật này? Nét mặt hội trưởng căng lên, và ông ta lại tăng thêm lực trong đòn tấn công của mình, cố gắng ngăn chặn sự mở rộng của vòng xoáy. Huyền Dương và các cao thủ khác cũng dùng pháp thuật mạnh nhất của mình để tấn công người đàn ông mặc áo choàng. Nhất thời, các vòng xoáy ánh sáng và bóng tối va chạm vào nhau khiến toàn bộ cung điện rung chuyển dữ dội. Những người tới tham dự hội nghị nhân cơ hội lao ra khỏi cung điện, không ai dám đến gần hiện trường. Ai mà ngờ rằng có kẻ dám gây sự trên núi Thánh Huyền, thậm chí còn gây sự với người đứng đầu đại hội. Điên hết chỗ nói, không còn từ nào để diễn tả sự điên cuồng này. Rút lui, toàn bộ rút lui. Người nhà họ Long dẫn đầu đám người vội vã rút về sườn núi cao bên ngoài cung điện, vẻ mặt căng thẳng nhìn trận chiến khốc liệt trong đại điện. Bọn họ phát hiện có vô số cao thủ đại hội tụ lại đây từ bốn phương tám hướng. Người mặc áo choàng này là ai? Sao anh ta dám công khai tấn công hội trưởng đại hội ở đây? Hiện tại tất cả cao thủ của đại hội đều đã vây lại đây. Anh ta đơn thương độc mã, có mọc cánh cũng khó mà thoát nổi. Mọi người không khỏi lắc đầu. Những người còn lại cũng rút lui, nhìn các cao thủ đại hội phủ kín cả ngọn núi như những con sóng thủy triều, ai cũng hiểu rằng tình trạng hỗn loạn ở đây sẽ không kéo dài lâu. Tuy nhiên, vào thời điểm những cao thủ đại hội đang đến gần đây. Nhưng lúc này, toàn thân anh đầy máu, tựa hồ bị thương rất nhiều, tình trạng trông không hề khả quan. Cậu có mọc cánh cũng không thoát được khỏi đây, còn không nhanh chóng đầu hàng đi. Huyền Dương bước ra, hét lớn. Vậy sao? Người đàn ông mặc áo choàng không hề hoảng sợ, chỉ nhếch miệng cười khẩy, tôi nghĩ các người căn bản không hiểu tình hình hiện tại. Người mặc áo choàng hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt khuất dưới lớp áo choàng ẩn hiện vẻ giễu cợt và bông đùa. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng họ không dừng lại. Chẳng mấy chốc, người đàn ông mặc áo choàng đã bị đám người vây quanh. Đã đến nước này rồi mà còn dám nói nhảm. Người đâu, bắt lại cho tôi. Huyền Dương hét lớn. Vâng. Vô số cao thủ lập tức từ bốn phía lao ra, lao về phía người mặc áo choàng như những mũi tên. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo dõi được. Khí thế của họ đáng sợ đến nỗi khiến người ta tim đập chân run. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng khi những cao thủ này áp sát và chuẩn bị kết liễu người đàn ông mặc áo choàng. Bùm. Một tấm khiên khí màu đỏ như máu đột nhiên nổi lên xung quanh người đàn ông mặc áo choàng. Bang 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 bang. Đòn tấn công của các cao thủ đều đánh vào tấm khiên màu đỏ như máu, tạo ra những âm thanh nặng nề. Tuy nhiên, tấm khiên không hề tan biến mà các cao thủ kia dường như còn bị phản phệ. Họ đều bị thổi bay và ngã mạnh xuống đất. Mọi người đều bàng hoàng nhìn những bóng người lần lượt ngã xuống đất. Cảnh tượng này thật kinh hoàng. Trên người những cao thủ này bê bết máu. Nhưng như thể máu này không phải của họ, nó khiến cơ thể họ trở nên vặn vẹo và bắt đầu ăn mòn da thịt họ. Áp tiếng hét vang vọng khắp núi Thánh Huyền. Ma công. Hội trưởng nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn đối phương, là người của ma đạo. Sao? Cái gì? Hóa ra là người của ma đạo. Chẳng trách hẳn ta lại cố ý phá hoại hội nghị như vậy. Việc này đúng là không thể tha thứ được. Mọi người đều vô cùng phẫn nộ và la ó giận dữ. Mọi người, tên ma đầu tép diêu này dám tới đại hội khiêu khích chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để hắn đi. Trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của chúng a. Tiến lên giết hắn, Huyền Dương gầm lên. Trong phút chốc, những người xung quanh như thủy triều lao về phía người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng không chút hoảng sợ, anh đặt hai tay ra sau lưng và điều khiển tấm khiên đỏ như máu để chống lại các cuộc tấn công dội tới như mưa từ tứ phía. Người mặc áo choàng mở miệng, cất lên chất giọng ồm ồm như sấm sét. Tôi là người của ma đạo sao? Nếu các người nói vậy thì chính là vậy. Nhưng so với đại hội, tôi không giống ác ma, những kẻ trong đại hội mới chính là ác mai. Những năm qua, dưới ngọn cờ duy trì trật tự thế giới, đại hội đã tàn sát rất nhiều bậc trung lương và giết chết vô số người dân vô tội. Đến nỗi thi thể của bọn họ đã bao phủ toàn bộ núi Thánh Huyền. Những oan hồn chết oan cũng đã bao vây toàn bộ núi Thánh Huyền.
Các người cho rằng những kẻ rút gân chặt xương, lấy người sống hiến tế, luyện đan là ác ma sao? Không, ngoài ác ma còn có đại hội. Các người cho rằng vì bảo vật mà đồ sát cả tông môn, giết người phóng hỏa là ác ma sao? Không, cũng chính là đại hội. Ma quỷ làm được việc gì, đại hội sẽ làm được việc đó. Ma quỷ không làm được việc gì, đại hội cũng sẽ làm được việc đó. Đại hội hôm nay đã không còn là đại hội ban đầu được thành lập nữa. Đại hội đã từ bỏ sơ tâm ban đầu, trở thành công cụ để một số người thỏa mãn dục vọng ích kỷ của mình. Và các người cũng chỉ là con tốt trong tay ông ta. Giết, 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 giết kẻ đang lừa dối mọi người bằng những lời dối trá của mình. Huyền Dương hét lên, khung cảnh thật hỗn loạn. Nhìn đám người trong đại hội vẫn không chịu dừng lại, người đàn ông mặc áo choàng liên tục lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất lực và tàn nhẫn. Nếu các người đã cố chấp như vậy thì bỏ đi, giờ tôi cũng yên lòng rồi. Người đàn ông mặc áo choàng đột nhiên giơ tay lên và lẩm bẩm gì đó. Trong nháy mắt, tấm khiên màu đỏ như máu phát sáng rực rỡ, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ lấy người mặc áo choàng làm trung tâm và lan ra xung quanh. Những cao thủ đang lao về phía trước đều bị làn sóng này đẩy lùi, thậm chí có người còn loạng choạng ngã xuống đất. Nhưng sát ý trong mắt họ không hề giảm bớt, họ lại tiếp tục lao lên tấn công người đàn ông mặc áo choàng. Người mặc áo choàng hừ lạnh một tiếng, gần giọng quát, nếu các người đều muốn chết, vậy tôi sẽ giúp các người toại nguyện, sau đó anh vung mạnh tay, tấm khiên khí màu đỏ như máu trong nháy mắt hóa thành vô số tia máu bản ra mọi hướng. Huyết quang phóng ra đột ngột và cực nhanh khiến không ai kịp phản ứng. Chẳng bao lâu, những tia huyết quang này đã chiếu vào tất cả mọi người. Nhưng điều khó hiểu là huyết quang này dường như không hề gây ra chút sát thương nào. Mặc dù nó bao trùm lên mọi người nhưng chẳng ai bị tổn hại gì. Không ít người vội vàng kiểm tra thân thể, phát hiện không có vết thương nào. Giả thần giả quỷ. Còn tưởng đó là loại pháp thuật kinh khủng gì, có vẻ như chỉ là trò bịp bợm lừa người. Đáng chết. Đám người la hét và tiếp tục nhao lên. Nhưng hội trưởng đại hội dường như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Loại pháp thuật này, lẽ nào là... Hội trưởng thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị hét lên, mọi người, lập tức rút về ngay. Nghe thấy vậy, mọi người đều sửng sốt, nhìn về phía hội trưởng. Đến lúc này, hội trưởng cũng không thể ngồi im được nữa, ông ta lao lên trước, đồng thời dùng hai tay bắn ra một luồng sáng mạnh hòng dập tắt huyết quang. Luồng sáng mạnh giống như một dòng nước, lao thẳng về phía huyết quang tràn ngập không trung. Nơi nào luồng sáng đi qua, không khí dường như bị đốt cháy và bóp méo. Tuy nhiên, huyết quang không bị xua tan dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Huyết quang và luồng sáng va chạm vào nhau tạo ra tiếng rít chói tai, như thể có hai thế lực mạnh mẽ đang xung đột và tranh giành quyết liệt. Sắc mặt hội trưởng nghiêm lại, linh lực càng lúc càng tăng lên. Lồng ánh sáng rực rỡ trong lòng bàn tay càng trở nên chói lóa, ông ta đang cố gắng trấn áp sức mạnh kỳ lạ của huyết quang. Lúc này, những người ban nãy còn cười nhạo dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Huyết quang ban đầu dường như vô hại phát ra một khí tức rùng rợn sau khi va chạm với lồng ánh sáng của hội trưởng. Hội trưởng, chuyện gì đang xảy ra vậy, có người không khỏi kêu lên. Hội trưởng không buồn đáp lại, tập trung toàn lực đối đầu với huyết quang. Ống tay áo của ông ta bay phần phật dưới sự tác động của luồng lực cường đại và đôi mắt lộ rõ sự quyết tâm và kiên định. Mọi người rút lui, đây là thuật huyết tế. Cuối cùng, Huyền Dương ở đầu bên kia đã nhận ra huyết quang này là thứ gì, ông ta vội vã hét lên. Mọi người đều sững sờ khi nghe điều này. Thuật huyết tế là một loại tà thuật cực kỳ tà ác và tàn nhẫn. Một khi nó được thi triển, sinh lực của người bị bao phủ trong huyết quang sẽ bị hút cạn và trở thành nguồn sức mạnh cho người thi triển. Không ai tưởng tượng được rằng người đàn ông mặc áo choàng lại có năng lực thông thiên như vậy. Áp lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ thấy một cao thủ đại hội đột nhiên ngã xuống đất, toàn thân co giật dữ dội. Một luồng khí ý tươi mới nhanh chóng bị hút ra khỏi cơ thể anh ta với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường và bay thẳng về phía người đàn ông mặc áo choàng. Mọi người nhìn cao thủ vừa ngã xuống, nỗi sợ hãi lập tức dâng lên trong lòng. Đây là thủ đoạn gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tất cả đều không biết. Tuy nhiên, trong khi mọi người còn đang mải suy nghĩ, những cao thủ khác lại lần lượt ngã xuống đất. Cơ thể họ giống như những trái cây héo úa, hơi thở và sự sống bị hút đi một cách tàn nhẫn. Chạy đi, đột nhiên có người hét lên, đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mọi người lúc này như phát điên và bỏ chạy tán loạn về mọi hướng. Người đàn ông mặc áo choàng hạ xuống giữa không trung, giống như một ác ma giáng thế, hai cánh tay mở rộng điên cuồng hút lấy huyết khí từ đám đông. Huyết tế, là huyết tế,
Xem ra tất cả sức mạnh của Khải Uyên đều đã bị hắn a cướp đi, hắn đang cường hóa cơ thể, thi triển thiên ma giáng lâm. Sắc mặt Huyền Dương tái nhợt, trong lòng nóng như lửa đốt. Ông ta vốn định tập hợp mọi người chống cự, nhưng mọi chiêu thức dường như đều bất lực trước thuật huyết tế đáng sợ này. Không được làm loạn, mọi người, lùi lại phía sau tôi. Hội trưởng hét lớn, mọi người lập tức chạy về phía hội trưởng. Trong mắt hội trưởng chợt bùng lên một luồng bạch quang, trông ông ta giống như một vị thần đang tỏa ra khí tức cường đại. Khí tức mạnh mẽ của hội trưởng giống như một làn sóng cuồng nộ, cuộn về phía người mặc áo choàng. Động lượng mạnh mẽ dường như có thể xé nát khoảng không và khiến không khí xung quanh chấn động. Người đàn ông mặc áo choàng hơi ngẩng đầu lên, như thể cảm nhận được mối đe dọa, nhưng sau cùng vẫn bất động. Anh tiếp tục hút lấy huyết khí một cách điên cuồng, luồng khí xung quanh anh càng trở nên tà ác và mạnh mẽ hơn. Hội trưởng nhanh chóng dùng tay kết ấn và lẩm bẩm niệm chú, những phù văn bí ẩn xuất hiện trước mặt ông ta. Những phù văn này tỏa sáng rực rỡ, giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm và đều ẩn chứa sức mạnh vô tận. Đi, hội trưởng giận dữ hét lên, phù văn lập tức biến thành những tia sáng sắc bén, bắn về phía người mặc áo choàng như tia chớp. Thấy vậy, người mặc áo choàng vẫy tay, tạo thành một kết giới màu đỏ như máu trước mặt. Kết giới giống như huyết tương dày đặc, không ngừng cuộn trào. Sôi sục nhằm ngăn chặn sự tấn công của phù văn. Khi ánh sáng va chạm với kết giới màu đỏ như máu, một tiếng động lớn phát ra làm rung chuyển mặt đất. Cú va chạm mạnh khiến không gian xung quanh biến dạng, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến mọi người ngã xuống đất. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của hội trưởng vẫn chưa dừng lại. Đôi mắt ông A mở to, toàn thân tỏa sáng rực rỡ như mặt trời thiêu đốt. Ông ta lại lầm bầm niệm chú, những tia sáng từ phù văn lại hợp nhất với nhau tạo thành một luồng ánh sáng khổng lồ, tản ra khí tức có thể hủy diệt mọi thứ. Phá, hội trưởng lại hét lên, quả cầu ánh sáng lao về phía kết giới màu đỏ như máu của người mặc áo choàng với sức mạnh áp đảo. Lần này, ánh sáng do cú va chạm tạo ra chói mắt đến mức mọi người không thể nhìn thẳng vào nó, năng lượng dao động cực lớn khiến toàn không gian như sụp đổ. Dưới tác động mạnh mẽ này, vô số vết nứt xuất hiện trên kết giới màu đỏ như máu, cuối cùng khiến nó bị áp đảo và vỡ tan. Người đàn ông mặc áo choàng mất cảnh giác, ngực bị đâm xuyên qua, máu đen không ngừng phun ra. Nhưng anh vẫn cố chấp không chịu từ bỏ huyết tế mà càng tiếp tục hút lấy huyết khí một cách điên cuồng hơn. Ồ, xem ra cậu biết, chỉ với thực lực hiện tại của cậu thì không phải đối thủ của tôi, cho nên mới muốn thi triển thiên ma giáng lâm càng sớm càng tốt để chống lại tôi. Thật đáng tiếc, cậu sẽ không có cơ hội làm điều đó. Hội trưởng đã nhìn thấu mục đích của người đàn ông mặc áo choàng liền buông lời chế nhạo. Quang! Kiếm quang va chạm với vòng xoáy, tạo ra âm thanh ma sát chói tai và năng lượng khủng khiếp trực tiếp làm biến dạng không gian xung quanh. Cơ thể người mặc áo choàng run lên dữ dội, hơi thở đứt quãng. Anh hoàn toàn không thể tiếp nổi chiêu này. Ngay khi người mặc áo choàng sắp bị nhát kiếm của hội trưởng đánh bại hoàn toàn, trong mắt anh đột nhiên hiện lên một tia quyết tâm, vẫn điềm nhiên không chút hoảng sợ như trước. Hai chân anh đạp vào không trung, một luồng huyết khí còn nồng đặc hơn trước từ cơ thể anh trào ra, điên cuồng đổ vào vòng xoáy màu đỏ như máu trước mặt. Sau khi được sức mạnh này gia cố, vòng xoáy tạm thời chịu được áp lực từ nhát kiếm của hội trưởng. Lúc này, cánh tay lộ ra ngoài của người mặc áo choàng đã nổi gân xanh, nhưng vẻ mặt anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đến kinh người. Hội trưởng thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, chết đến nơi rồi còn giấy giụa. Nói rồi ông ta tiếp tục tăng cường sức mạnh, thanh kiếm ánh sáng trong tay càng ngày càng chói sáng, như thể muốn chiếu sáng cả thế giới. Người mặc áo choàng phải chịu áp lực cực lớn, trong khoảng không dưới chân anh xuất hiện những vết nứt. Nhưng anh nghiến răng không ca thán một lời, chỉ tập trung luân chuyển sức mạnh trong cơ thể, nỗ lực tìm kiếm cơ hội xoay chuyển tình thế. Cả hai bên rơi vào tình thế rằng co bế tắc, thời gian lúc này tựa như dừng lại. Mọi người xung quanh căng thẳng nhìn cảnh tượng trước mặt, không dám thở mạnh. Đột nhiên, người mặc áo choàng dùng hai tay đẩy mạnh, vòng xoáy màu đỏ như máu bắt đầu xoay tròn, tạo ra phản lực mạnh khiến kiếm quang của hội trưởng hơi văng ra. Lợi dụng thời cơ này, người mặc áo choàng khẽ lắc người, lùi lại mấy chục thước. Hội trưởng đương nhiên không để cho người mặc áo choàng cơ hội trở mình. Thân ảnh ông ta nhanh như chớp, lập tức đuổi theo. Kiếm quang trong tay hội trưởng lại vung lên, kiếm khí sắc bén gào thét lao về phía người đàn ông mặc áo choàng. Người mặc áo choàng múa tay, tạo thành những tấm khiên màu đỏ như máu trước mặt để chống lại sự tấn công của kiếm khí. Mỗi lần va chạm giữa kiếm khí và tấm khiên đều tạo ra những âm thanh chói tai và tia lửa bay ra khắp nơi. Tuy nhiên, các đòn tấn công của hội trưởng vẫn lao tới như một cơn bão dữ dội. Dần dần,
trên tấm khiên của người đàn ông mặc áo choàng bắt đầu xuất hiện những vết nứt khiến cho việc phòng thủ của anh ngày càng trở nên khó khăn. Nhưng người mặc áo choàng ánh mắt vẫn kiên định, không hề lộ vẻ nào. Đúng, thân pháp của anh biến hóa khôn lường, cố gắng tránh đòn tấn công chí mạng của hội trưởng. Lúc này, hội trưởng đột nhiên thay đổi phương pháp tấn công. Ông ta giơ cao kiếm và lẩm bẩm gì đó. Theo tiếng niệm chú của ông ta, ánh sáng trên thanh kiếm bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Để xem cậu chống đỡ chiêu này thế nào, hội trưởng hét lên, ném quả cầu ánh sáng trong tay về phía người mặc áo choàng. Quả cầu ánh sáng mang theo sức mạnh hủy diệt ngay lập tức bay tới trước mặt người đàn ông mặc áo choàng. Đồng tử của người mặc áo choàng co lại, anh biết uy lực của những đòn tấn công trước đó không thể so với đòn tấn công hiện tại. Nhưng anh không chọn cách chạy trốn mà thay vào đó chắp hai tay lại và niệm một câu thần chú cổ xưa và huyền bí. Trước mặt anh, một phù văn màu đỏ như máu khổng lồ chậm rãi hiện lên. Phù văn này toát ra một luồng khí tức mạnh mẽ và kỳ lạ, va chạm với quả cầu ánh sáng do hội trưởng ném ra. Huyền Dương và những người khác vui mừng khôn xiết, tuyệt quá, thuật huyết tế đã dừng lại rồi. Quả không hổ là hội trưởng. Danh con, xem lần này còn kiêu ngạo được không? Những người trong đại hội reo hò. Người đàn ông mặc áo choàng đã tới nước đường cùng. Người đàn ông mặc áo choàng quỳ một gối, máu chảy ra từ cơ thể nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh và kiên định. Hội trưởng lúc này vẻ mặt cũng nghiêm lại, không dám sơ suất dù chỉ một chút. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta nhìn kẻ thù của mình như vậy sau nhiều thập kỷ. Không được sơ suất, trước tiên phải giết kẻ này, mọi người cùng ra tay với tôi. Hội trưởng hô lên và bật về phía người mặc áo choàng. Theo hội trưởng, Huyền Dương cũng hô lên. Trong nháy mắt, vô số bóng người lao về phía người đàn ông mặc áo choàng từ mọi hướng. Dưới sức mạnh của hội trưởng, nỗi sợ hãi của mọi người đối với người mặc áo choàng cũng đã vơi đi nhiều lần. Ngay khi đám người chuẩn bị đến gần người mặc áo choàng, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Anh đột ngột giơ tay lên, huyết khí đáng sợ lại dâng lên. Trước khi đám người kia kịp phản ứng, huyết khí đột nhiên ngưng tụ thành vô số huyết châm nhỏ. Cái gì? Đôi mắt hội trưởng rất sắc bén. Huyết châm này tốc độ cực nhanh, giống như một cơn mưa máu bắn về phía những người xung quanh. Những người lao lên đầu tiên căn bản không phản ứng kịp. Ngay khi huyết châm đâm vào cơ thể, họ hét lên đau đớn, cơ thể bắt đầu mưng mủ và ngã xuống đất không biết là còn sống hay đã chết. Những người phía sau nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi dừng lại, muốn rút lui. Nhưng tốc độ của huyết châm quá nhanh, khiến rất nhiều người bị đâm trúng. Nhất thời, khung cảnh trở nên hỗn loạn, máu bắn tung tóe và tiếng khóc lóc nối tiếp nhau. Thú vị đấy! Hội trưởng hừ lạnh và lắc kiếm quang trong tay. Bộp! Kiếm quang cũng phát nổ, bắn ra một lượng lớn châm ánh sáng màu trắng, đối mặt với huyết châm. Khi hai loại châm gặp nhau, toàn bộ không gian dường như ngưng động lại. Chúng va chạm vào nhau, phát ra những tiếng tinh tinh sắc bén, tia lửa bắn ra giống như vô số vì sao nở rộ rồi vụt tắt trong nháy mắt. Huyết châm không ngừng vặn vẹo, xuyên qua, cố gắng vượt qua sự cản trở của châm ánh sáng. Nhưng châm ánh sáng giống như một bức tường không thể phá vỡ, chặn tất cả huyết châm lại. Không khí xung quanh trở nên hỗn loạn do bị khuấy động. Những dao động sức mạnh mẽ lan ra khắp nơi. Các lớp đất đá bị nhấc lên khỏi mặt đất, cây cối bị bật gốc. Bùm! Huyết châm bị cô lập, người đàn ông mặc áo choàng dường như bị chiêu thức của mình phản lại, liên tục rút lui, cơ thể run rẩy. Người mặc áo choàng đứng vững lại, trong mắt hiện lên một tia quyết tâm. Không thể trì hoãn lâu hơn nữa, nếu không chờ đợi anh sẽ chỉ có cái chết. Người mặc áo choàng trầm ngâm, hít một hơi thật sâu, đè nén khí huyết dâng trào trong cơ thể, đột nhiên nhanh chóng dùng tay kết ấn. Đất rung chuyển với những vết nứt sâu. Người mặc áo choàng lợi dụng khoảng trống ngắn ngủi này, lách người rồi phi nước đại về phía xa. Tốc độ của anh cực nhanh, giống như tia chớp đỏ như máu. Phong thiên, hội trưởng gầm lên, tỏa ra một khí ý mạnh mẽ chấn động trời đất. Khí ý này giống như một làn sóng, lao ra ngoài, sau đó ngưng tụ thành một bức tường ánh sáng, trong nháy mắt phong ấn một nửa ngọn núi Thánh Huyền. Tuy nhiên, tốc độ của người mặc áo choàng quá nhanh, khi sắp chạm vào bức tường ánh sáng. Anh đã sử dụng một kỹ thuật di chuyển kỳ lạ để dịch chuyển tới sát mép tường trong gang tấc. Hội trưởng tức giận đuổi theo anh như một tia chớp. Lúc này, nội thương của người mặc áo choàng đã trở nên nghiêm trọng hơn, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Hội trưởng nhân cơ hội thu hẹp khoảng cách và lại thi triển một loại pháp thuật mạnh mẽ, những tia sáng uốn lượn về phía người mặc áo choàng như những sợi dây thừng. Anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của nó. Thừng ánh sáng ngày càng siết chặt hơn. Cắm sâu vào da thịt người mặc áo choàng, máu chảy ra liên tục.
Ánh mắt người mặc áo choàng vẫn kiên định, không hề có ý định đầu hàng. Anh nghiến răng cố gắng tận dụng chút sức lực còn lại trong cơ thể, phá vỡ sự kìm kẹp này. Hừ, vẫn còn muốn giấy giụa. Hôm nay có mọc cánh cậu cũng trốn không thoát, hội trưởng tức giận hét lên, tăng thêm sức mạnh cho đòn tấn công của mình. Người mặc áo choàng cảm thấy như xương của mình sắp bị bẻ gấy. Vù 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 vù. Lúc này, người mặc áo choàng đột nhiên dùng mình, một lượng lớn huyết châm lại hình thành, bản về phía hội trưởng. Hội trưởng buộc phải rút lui. Nhưng ông ta không từ bỏ cuộc tấn công, chỉ với một cú búng tay, một năng lượng mạnh mẽ kinh thiên quét qua và đánh thẳng vào người đàn ông mặc áo. Choàng. Bùm. Huyết khí và ánh sáng va chạm, tạo ra một vụ nổ cực lớn. Tất cả những người đang lao tới vội vã dừng lại và nhìn chằm chằm vào khu vực vừa diễn ra vụ nổ. Sức mạnh kinh thiên động địa như vậy hoàn toàn không thể được giải phóng bởi một phàm nhân. Hội trưởng này quả đúng là thần tiên giáng trần. Mọi người đứng ngơ ngác nhìn, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Những người tới tham dự hội nghị cũng đều trợn tròn mắt và nín thở. Khi khói tan đi, người ta nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng nằm trên mặt đất, người đầy máu. Nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy, ý chí kiên cường của anh thật khiến người ta động lòng. Hội trưởng bước lại gần, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ và sát ý. Cậu không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể chịu chết, hội trưởng bình tĩnh nói. Có vẻ như mọi thứ đều đã được định sẵn. Tuy nhiên, mặc dù người mặc áo choàng đang ở trong tình trạng khốn khổ như vậy, nhưng anh vẫn không hề tỏ ra sợ hãi mà chỉ lặng lẽ nhìn hội trưởng đại hội đang đi tới. Hả? Hội trưởng cau mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này, người mặc áo choàng đột nhiên cười lạnh, như thể anh cảm thấy nhẹ nhõm. Sắc mặt của hội trưởng đại hội thay đổi, lập tức tăng tốc lao tới. Vầng sáng xung quanh hội trưởng lại bùng lên, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể ông ta, khóa thẳng vào trái tim của người mặc áo choàng. Rầm rầm rầm, đột nhiên, toàn bộ núi Thánh Huyền rung chuyển, bên trong núi bắt đầu nổ tung. Đặc biệt là mặt đất dưới chân người mặc áo choàng, từng vết nứt nối tiếp nhau xuất hiện, nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Đây là... Không hay rồi, chạy nhanh đi. Mọi người trong đại hội đều sợ hãi và vội vàng rút lui. Nhưng hội trưởng dường như đã nhận ra điều gì đó và đột nhiên tăng tốc. Đây là, thì ra hắn cố ý dụ chúng ta tới đây. Hội trưởng khàn giọng nói, xem ra từ đầu đến cuối đây đều chỉ là kế hoạch của hắn. Kế hoạch? Huyền Dương bối rối. Hội trưởng nhìn vào vết nứt không đáy với vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Huyết quang vẫn phun ra, giống như ngọn lửa giận dữ từ địa ngục khiến người ta rùng mình. Hội trưởng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Huyền Dương lo lắng hỏi. Hội trưởng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, người mặc áo choàng này là một kẻ rất mưu mô. Hắn ta dẫn tôi đến đây, chắc là vì pháp trận của thiên ma giáng lâm. Huyền Dương trợn tròn hai mắt, gương mặt lộ vẻ khó tin, pháp trận của thiên ma giáng lâm. Đây là thủ pháp của Khải Uyên đại nhân mà. Huyền Dương cúi đầu liếc nhìn vết nứt, chợt nhận ra điều gì đó khiến mặt ông ta hoàn toàn biến sắc. Hội trưởng, chẳng lẽ là, kẻ đó, đi. Hội trưởng đại hội không dám do dự chút nào, trực tiếp nhảy lùi về phía sau. Huyền Dương cũng điên cuồng rút lui. Tuy nhiên, hai người họ vẫn hơi chậm một chút. Lúc này, trong vết nứt huyết quang càng ngày càng mãnh liệt, một mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập không khí. Ngay khi huyết quang trong vết nứt mạnh tới cực điểm, toàn bộ không gian dường như bị một thế lực vô hình bóp méo. Bóng tối xung quanh hoàn toàn bị xua tan, thay vào đó là một màu đỏ thẫm như máu. Một áp lực mạnh mẽ phun ra từ vết nứt như muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh. Khi thiên ma giáng lâm quyết được kích hoạt, một tiếng gầm trầm đục và đáng sợ vang lên, như thể đó là tiếng gầm của thần ma thượng cổ. Trong làn huyết quang, vô số khuôn mặt méo mó hiện ra, đau đớn, hung dữ và tuyệt vọng, khiến người ta dựng tóc gáy. Một cột sáng đen khổng lồ từ trong vết nứt chậm rãi bay lên, bắn thẳng lên trời, nhuộm bầu trời thành màu đỏ sẫm. Xung quanh cột sáng màu đen, ánh điện lóe lên và kêu lách tách, mỗi tia điện đều ẩn chứa sức mạnh khủng bố vô tận. Nhiều người trong đại hội vẫn đang nghĩ cách trốn thoát. Nhưng tốc độ phản ứng của họ rõ ràng không nhanh bằng hội trưởng và Huyền Dương. Họ nhanh chóng bị ngọn núi rung chuyển dữ dội đánh ngã xuống đất, sau đó từng người một lăn vào khe nứt. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ các khe nứt. Hội trưởng, cứu tôi, cứu tôi. Huyền Dương đại nhân, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cứu tôi với. Tôi không muốn chết. Những tiếng la hét vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, lúc này cả hai người kia cũng đã bị choáng ngợp. Tốc độ phản ứng của họ tuy rất nhanh nhưng vẫn rơi vào bẫy của người mặc. Áo choàng. Bịch. Huyền Dương đang chạy trốn dường như đã va phải thứ gì đó,
ngã xuống khỏi không trung và nặng nề đáp xuống đất. Hội trưởng đại hội nhìn chằm chằm về phía trước và bất ngờ dùng lòng bàn tay đánh về phía đó. Bùm! Dường như có một bức tường trong suốt trong khoảng không trước mặt. Sau khi hội trưởng xuất chiêu cũng chẳng gây ra hiệu ứng gì. Xem ra muốn rời đi cũng không phải dễ dàng. Nói xong, hội trưởng nghiêng đầu hô, Huyền Dương, tới đây. Hội trưởng, ngài có mệnh lệnh gì? Huyền Dương vội vàng chạy tới. Nhưng giây tiếp theo, hội trưởng đột nhiên giơ tay, đâm vào trái tim Huyền Dương. Huyền Dương run rẩy, mở to mắt nhìn hội trưởng. Hội trưởng, ngài. Hội trưởng. Hội trưởng. Sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Huyền Dương, đừng trách tôi, chỉ có mạng sống của ông mới có thể giúp tạm thời trấn áp pháp trận này, câu giờ cho tôi giết chết kẻ mặc áo choàng. Hội trưởng, tôi, tại sao, tôi đã toàn tâm toàn ý dốc sức vì đại hội, tại sao, sao lại thành ra thế này? Huyền Dương miệng đầy máu, đau đớn và kinh hãi hét lên. Tôi biết ông trung thành với đại hội, hiện tại, tôi cũng cần ông trung thành với đại hội. Ông phải hiểu rằng đối phương đã cướp đi công pháp và tu vi của Khải Uyên, hắn đang thi triển Thiên Ma Giáng Lâm Quyết. Có thể ông không hiểu rõ sự đáng sợ của Thiên Ma Giáng Lâm Quyết. Một khi hắn thành công thi triển nó, vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc. Hội trưởng trầm giọng nói, trong mắt không có một chút thương cảm. Huyền Dương tuyệt vọng nhìn hội trưởng, đôi mắt dần dần tối sầm, cuối cùng khí tức cũng tắt dần. Hội trưởng ném thi thể Huyền Dương vào pháp trận, tạm thời ổn định sự luân chuyển của pháp trận. Những người trong đại hội xung quanh đều rất sốc và sau đó, nỗi sợ hãi vô tận bao trùm họ. Hội trưởng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hung dữ nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng đang thi triển công pháp. Sau đó, ông ta hai tay kết ấn và lẩm bẩm gì đó, tia sáng đen từ trong lòng bàn tay bắn ra, lao về phía người mặc áo choàng. Tuy nhiên, một tấm khiên màu đỏ như máu dâng lên xung quanh người mặc áo choàng, chống lại đòn tấn công của hội trưởng. Hội trưởng nhìn thấy vậy, gầm lên giận dữ, quay lại và hét vào mặt những tên thuộc hạ vẫn đang cố gắng sống sót, ra đây hết cho tôi, nạp mạng các người để tôi phá vỡ cái khiên này. Đám thuộc hạ kinh hãi nhìn hội trưởng và lùi lại. Bây giờ là lúc các người cống hiến cho đại hội, sao lại hèn nhát như vậy? Chẳng lẽ các người không muốn duy trì trật tự của thế giới này sao? Các người đã quên ý định ban đầu của mình rồi sao? Hội trưởng lạnh lùng nói, trong giọng nói không có chút cảm xúc nào. Chỉ bằng một cái vẫy tay, một thế lực mạnh mẽ lần lượt cuốn những người kia lại và ném thẳng về phía lá chắn của người đàn ông mặc áo choàng. Không! Hội trưởng! Tha cho tôi! Không, tôi không muốn! Cùng với tiếng la hét, cơ thể của những người đàn ông đó biến thành một làn. Xương máu ngay khi họ tiếp xúc với tấm khiên, nhưng tấm khiên vẫn không có một vết nứt. Máu thịt văng tung tóe giống như một sinh vật sống, ngưng tụ thành những móng vuốt sắc nhọn và bắt đầu điên cuồng xé nát tấm khiên. Trong mắt hội trưởng hiện lên một tia điên cuồng, ông ta lại bắt thêm nhiều người, phớt lờ lời cầu xin của họ và dùng họ làm vũ khí tấn công. Vẻ mặt của người đàn ông mặc áo choàng trở nên căng thẳng. Anh không thể ngờ rằng thủ đoạn của hội trưởng lại tàn nhẫn đến vậy. Có vẻ như không thể thi triển thành công gì. Thật đáng tiếc, trận pháp tự nhiên này. Hội trưởng đang định tiến lên thì bị chặn lại đột ngột. Ông đã thua rồi, người mặc áo choàng lạnh lùng nhìn lên khoảng không. Sao vậy, Thiên Ma Giáng Lâm Quyết bị gián đoạn khiến cậu sinh ảo giác à? Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Hội trưởng đại hội nói bằng giọng vô cảm, ông thực sự nghĩ Thiên Ma Giáng Lâm Quyết dễ thi triển như vậy sao? Người mặc áo choàng lắc đầu, bình tĩnh nói, ông không có được truyền thừa này, ông căn bản không biết sức mạnh này phức tạp và mạnh mẽ đến thế nào. Kỳ thực ông không cần phải hy sinh người của mình, tôi nghĩ ông cũng cảm nhận được điều đó, nhưng ông vẫn chọn hy sinh họ. Đây có phải là bộ mặt thật của đại hội không? Kể từ hôm nay, tôi nghĩ thế nhân sẽ nhận ra bộ mặt thật của ông. Anh vừa dứt lời, sắc mặt hội trưởng lập tức nghiêm lại. Đột nhiên, ông ta dường như nghĩ đến điều gì đó khiến sát ý bùng phát trong. Mát, lẽ nào cậu nói? Đúng vậy. Người đàn ông mặc áo choàng chậm rãi lấy ra một chiếc điện thoại di động trong người, bình tĩnh nói, tôi đã ghi lại tất cả cảnh tượng các người hiến tế người trong đại hội. Chẳng bao lâu nữa, cả thế giới sẽ biết cái gọi là đại hội của các người tàn nhẫn và tà ác đến mức nào. Nói xong, anh lắc mình một cái, biến thành một bóng đen phi nước đại về phía xa. Hội trưởng trừng mắt tức giận, các khối cơ trên gương mặt đều vặn vẹo vì giận dữ, muốn rời đi. Không dễ như vậy đâu, ông ta gầm lên như một con dã. Thú mất đi lý trí, tuyệt vọng đuổi theo người mặc áo choàng. Dọc đường gió rít bên tai, cơn tức giận trong lòng hội trưởng lại càng bùng cháy dữ dội.
Hóa ra ngay từ đầu người đàn ông mặc áo choàng chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh bại hội trưởng. Có thể trở thành người đứng đầu đại hội, thực lực của ông ta không có gì phải nghi ngờ. Một nhân vật như vậy sao có thể bị đánh bại bởi thủ đoạn của người mặc áo choàng? Nghĩ đến đây, cơn tức giận trong lòng hội trưởng càng thêm mãnh liệt. Hôm nay không giết được tên khốn này, tôi thề không dừng lại. Hội trưởng ánh mắt hung dữ, điên cuồng đuổi theo. Người mặc áo choàng phi nước đại về phía trước như một tia chớp. Đúng lúc này, hội trưởng đột nhiên chắp hai tay lại, lẩm bẩm điều gì đó, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể ông ta. Không khí xung quanh dường như bị nguồn năng lượng này làm cho đông cứng lại, tạo thành một kết giới vô hình lan về phía người đàn ông mặc áo choàng. Người mặc áo choàng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, khẽ cau mày, đành phải tạm dừng và quay người lại để xử lý. Anh khua tay, ánh sáng đỏ như máu tập trung trước mặt tạo thành một tấm khiên khổng lồ. Bùm! Năng lượng của hai người va vào nhau, tạo ra tiếng động kinh thiên động địa. Cây cối xung quanh bị bật gốc và đá thì vỡ vụn. Cú va chạm mạnh khiến người mặc áo choàng phải lùi lại vài bước, một vệt máu chảy ra từ khóe miệng. Nhưng anh không dừng lại và tiếp tục chạy. Hội trưởng lợi dụng tình thế tung ra một đòn tấn công khác, nắm đấm lao tới như sấm sét, mỗi đòn đều mang theo sát ý vô tận. Trong chớp mắt, người mặc áo choàng đã biến mất. Hội trưởng chạy rất nhanh, nhưng vẫn khó mà bắt được bóng dáng của đối phương. Hội trưởng lúc này mới nhận ra rằng việc thi triển thuật pháp của đối phương trước đó không hoàn toàn là một trò lừa bịp, mà nó có tác dụng giúp nâng cao tốc độ của đối phương. Có vẻ như người mặc áo choàng đã chuẩn bị sẵn một đường thoát. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của hội trưởng lại càng ngập tràn sát ý. Tới đây, hội trưởng gầm gừ, âm thanh lan ra mọi hướng. Những người của đại hội ở phía xa xa nhìn nhau sợ hãi, nhưng cũng có một số người vẫn to gan bước tới. Hội trưởng, mệnh lệnh của ngài là gì? Các người phải bắt lấy kẻ này bằng mọi giá, sử dụng toàn bộ sức mạnh của đại hội. Cho dù có phải lật nhào cả Long Quốc, tôi vẫn muốn biết hắn là yêu. Hội trưởng gắn giọng gầm lên. Tuân lệ ni ngoài ra, tất cả những người tham gia hội nghị lần này đang ở đâu? Bọn họ đã rút vào trong núi. Đưa tôi đi. Vâng. Cùng lúc đó, nói rõ ràng, có lẽ nào người mặc áo choàng đã bị giết, mọi người đều đặt câu hỏi. Người đàn ông thở hổn hển, giọng run run nói, hội trưởng. Đã hiến tế, rất nhiều người trong đại hội. Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi, kinh ngạc nhìn nhau. Sao có thể như vậy? Hội trưởng, tại sao ngài ấy lại vô cớ hy sinh những người trong đại hội? Có lẽ nào, họ đã phạm sai lầm nào đó. Mọi người môi run run, lắp bắp nói, cháu gái. Lúc này, bà cụ Hạ đột nhiên phản ứng lại, thấp giọng hô lên, nói với tất cả mọi người rời đi ngay lập tức. Rời đi. Cô gái ngạc nhiên nhìn bà nội, cẩn trọng nói, bà ơi, hội nghị vẫn chưa kết thúc, những người trong đại hội đã nói rằng chúng ta nên rời đi sau. Cứ đi đi, đừng nói nhiều như vậy. Nhanh lên, nếu không thì không còn thời gian đâu. Bà cụ lo lắng nói. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của bà cụ, cô gái không dám do dự thêm nữa mà gật đầu, lập tức tập hợp những thành viên còn lại trong tộc cùng bà cụ rời đi. Hừ, nhà họ Hạ sợ sao? Hội nghị vẫn chưa kết thúc, nếu bọn họ rời đi giữa chừng, nhất định sẽ chọc giận hội trưởng. Để xem sau khi xong việc đại hội hỏi tội thì họ trả lời thế nào. Nhiều người nói giọng mỉa mai. Nhưng có người cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn nên nhanh chóng gọi đệ tử rời đi. Trưởng môn, cảm giác có gì đó không ổn, chúng ta cũng đi thôi. Trưởng lão của Hắc Thạch Tông cũng nhanh chóng thì thầm với người phụ nữ bên cạnh. Đi cái gì mà đi? Tông chủ Hắc Thạch Tông cười khẩy, bọn họ rời đi càng tốt. Bây giờ là cơ hội vàng để thể hiện lòng trung thành của chúng ta với đại hội. Chúng ta kiên trì ở lại đây, khi hội trưởng đến, nhất định sẽ nhìn Hắc Thạch Tông chúng ta bằng con mắt khác. Cái này, trưởng lão kia lưỡng lự. Đúng lúc này, một thành viên trong đại hội vội vàng chạy tới. Nhìn thấy đám người đang tụ tập phía sau núi, người của đại hội lập tức kêu. N, mọi người xin hãy bình tĩnh giữ trật tự một lát. Hội trưởng đang xử lý một vài bên trong núi, ngài ấy sẽ tới sớm thôi. Các vị hãy đợi ở đây, đừng đi đâu cả. Vâng thưa đại nhân. Thưa ngài, bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vừa rồi lại có tiếng động lớn như vậy? Mọi người thi nhau hỏi, ai cũng vô cùng hồi hộp. Nhưng đối phương lại không thèm để ý tới bọn họ, hừ lạnh một tiếng, sao lại hỏi nhiều như vậy? Chờ ở đây đi. Nhìn thấy người của đại hội nổi giận, mọi người không dám tiếp tục tra hỏi. Đoàn người lại hồi hộp chờ đợi, mỗi giây dường như bị kéo dài tới vô tận.
Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, không khí tràn ngập căng thẳng và sợ hãi. Cuối cùng, một cơn gió gào thét lướt qua, áp lực vô tận tràn ngập toàn bộ phía sau ngọn núi. Bóng dáng uy nghiêm và sát khí đằng đằng của hội trưởng xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người rùng mình khiếp sợ, hội trưởng toàn thân đầy máu. Ánh mắt của ông ta quét qua đám người có mặt như một thanh kiếm sắc bén, như thể ánh nhìn đó có thể xuyên thủng cơ thể họ. Những người khác đâu, giọng nói của hội trưởng trầm thấp lạnh lùng, như thể đến từ địa ngục. Mọi người nhìn nhau, không ai dám trả lời. Tông chủ của Hắc Thạch Tông nghiến răng, run rẩy nói, hội trưởng, bọn họ. Bọn họ đều rời đi rồi. Lợi ích, ánh mắt mọi người đều sáng ngời. Phải chăng hội trưởng giữ người lại vì ông ta muốn tặng cho họ phần thưởng đặc biệt? Đúng vậy, tôi sẽ cho mọi người lợi ích. Hội trưởng quay đầu nhìn những người còn lại trước mặt, trên môi nở một nụ cười khinh bỉ tàn nhẫn. Nụ cười kỳ lạ của hội trưởng đã bị một số cao thủ nhìn thấy. Trong lòng bọn họ lập tức dâng lên một loại dự cảm không lành. Tuy nhiên, hầu hết những người có mặt đều bị mờ mắt trước cái gọi là lợi ích. Nhiều người trước đó vào thiên thần đạo đã nhận được lợi ích khổng lồ. Theo họ, lợi ích mà hội trưởng đưa ra chắc chắn phải là báu vật trong số những báu vật. Hội trưởng, không biết lợi ích mà ngài nói là gì? Hắc Thạch Tông chủ vẻ mặt nịnh nọt hỏi. Hội trưởng không trả lời ngay mà từ từ giơ tay lên, một sức mạnh mạnh mẽ tập trung trong lòng bàn tay ông ta. Chẳng lẽ hội trưởng dự định đích thân hướng dẫn mọi người tu luyện sao? Mọi người trợn tròn mắt, tim đập loạn xạ, chờ đợi điều bất ngờ sắp xảy ra. Đột nhiên, hội trưởng giải phóng một luồng sức mạnh, đánh trúng Hắc Thạch Tông chủ. Bụp! Hắc Thạch Tông chủ còn chưa kịp kêu lên một tiếng, thân thể nổ tung thành một làn xương máu, chết thảm tại chỗ. Á! Sự việc này diễn ra đột ngột khiến tất cả những người có mặt đều bị sốc, nỗi sợ hãi ngay lập tức bao trùm lấy họ. Đây là lợi ích các người được nhận, hội trưởng lạnh lùng nói. Mọi người đều ngơ ngác, sửng sốt và bối rối. Họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Họ hoàn toàn không hiểu hội trưởng đại hội rốt cuộc muốn làm gì. Nỗi sợ hãi vô tận bắt đầu bao trùm lấy họ. Đám người bắt đầu bỏ chạy tứ phía, hết người này đến người khác kêu khóc. Và cầu xin sự thương xót. Giết hết bọn chúng, hội trưởng nói một cách vô cảm. Ông ta dứt lời, các cao thủ trong đại hội xung quanh giống như hổ xông vào đàn cừu, bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng. Lúc này, mọi người đều hiểu tại sao nhà họ Hạ và các thế lực khác lại kiên quyết rời đi như vậy. Hội trưởng muốn giết người diệt khẩu. Ông ta không thể chấp nhận việc những thủ đoạn tàn ác của mình bị truyền ra bên ngoài. Ông ta không thể để danh tiếng của đại hội bị hủy hoại. Một vụ thảm sát kinh hoàng đã diễn ra trên núi Thánh Huyền. Cùng lúc đó, bên ngoài núi Thánh Huyền, bà cụ Hạ và cháu gái đang chạy trốn một cách khó nhọc. Mặc dù hai người họ đã được đại hội chữa trị, nhưng dưới sự truy sát gắt gao của các cao thủ đại hội lúc này, họ chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà chạy. Quần áo họ ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đồn dập như muốn xé nát lồng ngực. Khí tức khủng bố tràn ngập bốn phương. Tiếng bước chân của cao thủ đại hội càng lúc càng gần, giống như tiếng trống đòi mạng, đập mạnh vào tim họ từng nhịp. Cháu gái, chạy đi, bà cụ giọng khàn đặc, nhưng vẫn đẩy cô gái trẻ tiến về phía trước. Cô gái mặt đâm đìa nước mắt, đôi chân nặng như chì, nhưng được bà cụ động viên, cô vẫn nghiến răng kiên trì. Đột nhiên, một kiếm khí sắc bén tấn công từ phía sau. Bà cụ lập tức kéo cháu gái ra phía sau và dùng chính cơ thể mình đỡ đòn. Phụt, bà cụ phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo như con diều đứt dây. Bà ơi, cô gái kinh hãi ôm lấy bà cụ. Người nhà họ Hạ không cần chạy trốn nữa. Hội trưởng chưa cho phép mà các người dám tự ý rời khỏi hội nghị. Đây chính là tội chết, không được phản kháng. Nếu không tôi chỉ có thể xử các người ngay tại chỗ. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng một gã đàn ông tóc dài. Sau đó, hắn đưa theo hàng chục cao thủ đại hội kéo tới bao vây. Khí tức kinh hoàng đè nén khiến hai bà cháu không thể thở nổi. Bà cụ cố đứng dậy bảo vệ cháu gái phía sau, trong mắt bà đầy tuyệt vọng và bất lực. Nhưng vừa mới cử động, hắn đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Bà cụ và cô gái đang chạy phía trước chợt dừng lại. Họ dường như đã nhìn thấy điều gì đó. Gã đàn ông tóc dài ánh mắt tập trung, nhìn về phía trước. Sau khi nhìn rõ thứ ở phía trước, ra đầu hắn tê dại, thở dốc. Trong khu rừng phía trước, có một bóng người mặc áo choàng và toàn thân nhuộm đỏ máu. Có phải là người mặc áo choàng không? Gã đàn ông tóc dài và những người khác ngay lập tức trở nên lo lắng và vô thức nắm chặt vũ khí trong tay. Bóng người nhuốm máu bất động giống như một bức tượng kiên cố, nhưng lại toát ra khí tức lạnh lẽo. Cô gái trẻ và bà cụ cũng ngơ ngác nhìn bóng người đó,
không biết họ đang kinh hãi hay vui mừng. Ngay lúc mọi người còn đang bối rối, bóng người trước mặt từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt nghiêm nghị. Trong mắt anh là sát ý vô tận và sự mệt mỏi đến kiệt sức. Đại nhân, là ngài, bà cụ lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Người mặc áo choàng không nói gì, chỉ thờ ơ liếc nhìn gã đàn ông tóc dài, chậm rãi nói, mau rời đi. Đại hội hiện tại chỉ e là gặp người nào là giết người đó. Không thể ở lại thêm. Vâng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Bà cụ không dám chần chừ, nhanh chóng loạng choạng bỏ chạy cùng cô gái. Ngăn chúng lại. Trong mắt gã đàn ông tóc dài hiện lên vẻ đăm chiêu, hắn nghiến răng nghiến lợi hét lớn, lập tức thông báo cho hội trưởng, những người khác xế ở lại khống chế tên này. Hả, mọi người đều do dự, sức mạnh của người mặc áo choàng là điều ai cũng biết. Ngay cả hội trưởng đại hội cũng phải nếm mùi thất bại dưới tay người này, vậy thì làm sao những người ở đây có thể ngăn được anh? Đúng là lạc quan thái quá, nhưng gã đàn ông tóc dài dường như không còn lựa chọn nào khác. Hắn ta biết nếu không giữ người này lại, một khi bị hội trưởng phát hiện, hắn chỉ có đường chết. Nhìn thấy những người khác còn do dự, gã đàn ông tóc dài tức giận hét lên, các người còn đứng được ra đó làm gì? Muốn chết trong tay hội trưởng sao? Nghe vậy, những người kia nghiến răng nghiến lợi lao về phía người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh vụt qua như tia chớp, lập tức lao vào đám người. Những bước di chuyển của anh vô cùng chuẩn xác và mỗi đòn đánh đều mang sức mạnh to lớn. Trong chớp mắt, vài cao thủ đại hội đã bị đánh gục, ngã xuống đất. Gã đàn ông tóc dài sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng thầm kêu trời. Nhưng hắn không dám lùi bước, cầm trường kiếm đâm về phía người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng né sang một bên và dễ dàng tránh đòn. Với một cú vung tay trái, một lực cực mạnh đánh thẳng vào ngực gã đàn ông tóc dài. Gã đàn ông tóc dài cảm thấy lồng ngực đau nhói và bay về phía sau. Đúng lúc này, một cao thủ đại hội lợi dụng sự không phòng bị của người mặc áo choàng và tấn công anh từ phía sau. Tuy nhiên, người mặc áo choàng như thể có mắt sau lưng. Anh dùng tay trái vung nắm đấm về phía kẻ đang lao tới tấn công khiến hắn trúng đòn, thổ huyết và bay ra xa. Ồn ào, người mặc áo choàng hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên, châm khí đâm vào trái tim của những kẻ trong đại hội như dao găm. Trong nháy mắt, tất cả đám người đều ngã xuống. Tìm thấy rồi, một tiếng hét lớn phát ra từ đỉnh núi phía xa. Người mặc áo choàng cau mày ngẩng đầu, tự tản khí tức của mình đi rồi không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hội trưởng nhìn chằm chằm vào vết thương một lúc, và dường như nhận ra điều gì đó. Đây là thất thương tử châm, xem ra đối phương là một cao thủ y võ. Thất thương tử châm, người thông thạo loại châm thuật này trên phạm vi toàn bộ Long Quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ kẻ này là... Hội trưởng trầm tư, tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, sau đó đột ngột xoay người trở lại núi Thánh Huyền. Hiện trường đại hội lộn xộn đến mức không thể tổ chức hội nghị được nữa. Toàn bộ núi Thánh Huyền cũng loạn đến nỗi gà bay chó chạy. Hội trưởng đại hội vô cùng phiền lòng. Ông ta vẻ mặt vô cảm, vội vã quay trở lại đỉnh núi. Lúc này, một số quan chức cấp cao của đại hội cũng đã đến. Mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Hội trưởng ngồi trong cung điện đổ nát, lạnh lùng nhìn người đến báo cáo rồi hỏi. Hội trưởng, người ở phía sau núi đã xử lý xong xuôi. Còn những kẻ chạy trốn, chúng tôi đã phái người đi xử lý chúng, nhưng xem ra bọn chúng đã tiết lộ tin tức. Ở đây, một người phụ nữ bước tới, chắp tay nói. Mặc dù cô ta đã cố gắng bình tĩnh lại nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy. Hội trưởng lặng lẽ nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng. Một lúc sau, cô ta không thể chịu được nữa và quỳ sụp xuống đất. Hội trưởng xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để xử lý ổn thỏa chuyện này. Những người khác nhìn thấy vậy cũng quỳ sụp xuống, dập đầu xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Hội trưởng hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh nói, các người không cần sợ hãi, bổn tọa sẽ không ra tay với các người. Về phần Huyền Dương và những người kia, tôi chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Dù sao tên khốn đó đã cướp đi công pháp của Khải Uyên, có thể sẽ lợi dụng nó để thi triển thiên ma giáng lâm. Một khi hắn thành công thì đại hội của chúng ta sẽ có càng nhiều người chết, cho nên tôi phải vì nghĩa lớn mà hy sinh tình riêng. Hội trưởng thật sáng suốt. Mọi người đồng thanh hô lên. Về phần những kẻ đó, có thể xử lý sạch sẽ được là tốt nhất. Nhưng nếu không xử lý được, mọi người có thể tìm biện pháp khác. Hội trưởng, ngài đang nói đến biện pháp gì vậy? Có người thận trọng hỏi. Hội trưởng im lặng một lúc, khàn giọng nói. Mục đích chính của tên trộm này là lên vào hội nghị để hủy hoại danh tiếng của đại hội chúng ta. Trong trường hợp này,
chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ nguồn lực có thể để chủ động xuất kích, tuyên bố với thế giới rằng đại hội đã bị một kẻ lạ mặt tấn công. Như vậy cho dù hắn có lên mạng tiết lộ cái gọi là chân tướng thì cũng chẳng mấy ai tin. Nhưng hiện tại chúng ta thậm chí còn không biết thân phận của kẻ đó. Một người nữa lên tiếng. Hội trưởng cau mày và suy nghĩ. Đúng lúc đó, một nhóm người bước vào cung điện. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn về phía đó. Ở giữa những người này là một chiếc quan tài màu đỏ như máu. Hội trưởng hơi sững lại và nhìn chằm chằm vào người đi đầu. Triệu Tường, đây là cái gì? Khởi bẩm hội trưởng, đây là quan tài được lấy từ căn phòng trên núi của Khải Uyên đại nhân. Chúng tôi cảm thấy đây không phải là đồ của Khải Uyên đại nhân, rất có thể là do kẻ đó để lại. Vì vậy chúng tôi đã đưa nó đến chỗ hội trưởng. Hội trưởng, tôi hy vọng ngài có thể tìm thấy manh mối gì đó bên trong. Triệu Tường chắp tay nói. Mọi người xứng lại và thi nhau nhìn vào quan tài. Hội trưởng cũng bước xuống bậc thang và nhìn chằm chằm vào quan tài. Đột nhiên, ông ta dường như ngửi thấy mùi gì đó, vẻ mặt cứng đờ, lập tức hét lên, mở quan tài, nhanh lên. Từ khuôn mặt méo mó và những vết thương khắp cơ thể, không thể tưởng tượng được người này đã phải chịu sự tra tấn dã man thế nào trước khi chết. Lúc này, hai mắt hội trưởng đột nhiên đỏ ngầu. Ngay lúc mọi người còn đang chưa hiểu chuyện gì, hội trưởng đột nhiên khàn giọng gọi. Con trai! Mặc dù đại hội đã cố gắng hết sức để che giấu tình hình hỗn loạn ở đây nhưng thông tin vẫn lan ra toàn bộ Long Quốc nhanh như cháy rừng. Đặc biệt, những trang web đen đã sôi sùng sục trước thông tin này. Tin cực nóng, hội nghị lần này không thể diễn ra suôn sẻ. Hội trưởng tức giận, huy động toàn bộ sức lực của đại hội để bắt bằng được kẻ thần bí kia. Bài đăng đầu tiên được đăng và nhận được hàng nghìn phản hồi ngay lập tức. Đặc biệt, hầu hết các bình luận đều đến từ các võ giả trên khắp Long Quốc. Thậm chí nhiều cư dân mạng nước ngoài cũng tham gia. Suy cho cùng, hai chữ đại hội có sức ảnh hưởng quá lớn đến giới võ thuật trên hành tinh này. Truy nã một người bí ẩn. Người bí ẩn nào, chẳng lẽ có người cản trở việc triệu tập hội nghị? Một số cư dân mạng ngay lập tức đặt câu hỏi. Chẳng thế thì sao, nghe nói có một tên mặc áo choàng đen lẻn vào núi Thánh Huyền, tàn sát người của đại hội, phá hủy hoàn toàn hội nghị này. Ngay cả, hội trưởng đại hội cũng đã ra mặt. Nhưng người mặc áo choàng vẫn trốn thoát, cho nên hội nghị lần này còn chưa kết thúc đã bế mạc. Thật hay điều vậy, chém gió phải không, làm gì có ai dám đến núi Thánh Huyền làm loạn. Đó là đại hội kia mà, tin đồn này nhất định là giả. Người đăng bài này rõ ràng là đang bôi nhọ danh dự của đại hội. Nếu người trong đại hội nhìn thấy, cẩn thận kẻo gặp phiền phức đấy. Chủ thuyết nên nhanh chóng xóa bài đi. Nhiều cư dân mạng căn bản vẫn không tin bài đăng này. Cho đến nửa giờ sau, một cư dân mạng bất ngờ đăng tải một đoạn video. Video đó được quay ở núi Thánh Huyền. Những khung hình được ghi lại là những ngọn núi và những ngôi nhà đổ nát tan hoang sau một trận chiến. Dù không có ai xuất hiện trong video nhưng hình ảnh này cũng đủ cho thấy núi Thánh Huyền quả thực đã trải qua một cuộc chiến. Trong chốc lát, mọi nghi ngờ của cư dân mạng đều biến mất. Vô số cư dân mạng đã bị sốc trước cảnh tượng này. Thực sự có người đại náo núi Thánh Huyền sao? Điên rồi ư. Tuy nhiên, giây tiếp theo, một lượng lớn bài đăng đã được đăng lên web đen một cách hết sức trùng hợp. Đã xác nhận người mặc áo choàng rất có thể chính là Lâm Thần Y. Để báo thù đại hội, Lâm Thần Y không chỉ quấy rối hội nghị mà còn tàn sát vô số người tham dự hội nghị. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Ngay khi bài đăng này được đăng lên, cư dân mạng lại một lần nữa bị sốc. Cái gì, chủ thớt, ý anh là người phá hoại hội nghị là Lâm Thần Y sao? Không tin. Người đăng là tài khoản mới, hắn nhất định là kẻ tung tin đồn về Lâm Thần Y. Tên khốn kia, dám mò lên đây nói bậy, cẩn thận tôi cho người đóng hòm anh đấy. Tôi mà tìm được anh thì biết tay nhau. Hừ, chủ thất là người của đại hội phải không? Lâm Thần Y và đại hội trước nay luôn mâu thuẫn với nhau, việc đó ai cũng biết. Nhưng ân oán là một chuyện, đặt điều như vậy không được đâu. Đúng vậy, chúng tôi không quan tâm đến ân oán của các người, nhưng Lâm Thần Y quả thật đã làm rất nhiều việc tốt. So với một số tổ chức suốt ngày dương dương tự đắc hô hào về trật tự và hòa bình thì còn hơn xa. Nhiều cư dân mạng ủng hộ Lâm Thần Y. So với đại hội cao cao tại thượng kia, Lâm Thần Y đương nhiên có trọng lượng hơn trong lòng họ. Tuy nhiên, lúc này, một cư dân mạng lại đăng tải một video khác. Ngay lập tức, toàn bộ web đen bùng nổ. Làm sao có thể, thật sự là Lâm Thần Y sao? Làm sao hắn ta có thể, tàn sát những người dân vô tội này? Mọi người đều không thể chấp nhận được. Trong lúc cơn sốt trên web đen còn chưa lắng xuống, vô số cặp mắt của cộng đồng võ thuật Long Quốc cũng đang theo dõi sát sao tình hình này,
các chủ đề thảo luận và suy đoán dâng lên như thủy triều. Trong một tông môn võ đạo cổ xưa, một trưởng lão tóc trắng ngồi trong đại sảnh trang nghiêm với vẻ mặt trầm tư. Đôi mắt ông ta sâu thẳm, như thể đã nhìn xuyên qua những thăng trầm của thời gian. Bên cạnh ông ta là mấy đệ tử trẻ tuổi đang cung kính đứng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Trưởng lão chậm rãi cất lời, giọng nói trầm thấp mà uy lực, chuyện xảy ra với Lâm Thần Y có lẽ sẽ gây nên một đợt sóng gió trong giới võ lâm. Giới võ đạo của chúng ta luôn tôn trọng chính nghĩa và công lý. Nếu xảy ra sự việc bi thảm như, vậy và đúng là do Lâm Thần Y gây ra thì thực khiến người ta đau lòng. Một đệ tử không khỏi xen vào, trưởng lão, Lâm Thần Y quan tâm đến người dân, học viện Huyền Y Phái đã tạo phúc cho vô số người. Anh ấy làm sao có thể làm ra chuyện trời không dung đất không tha như vậy? Trong chuyện này nhất định có ẩn khúc gì đó. Đúng vậy, video mờ nhìn không rõ, còn không nhìn thấy chính diện gương mặt Lâm Thần Y. Đại hội không thiếu người giỏi thuật dịch dung. Bọn họ không phải không có khả năng làm giả video, dội gáo nước bẩn này lên người Lâm Thần Y. Một người khác nói thêm. Trưởng lão trầm mặc một lát rồi nói, thật ra, chân tướng là gì đã không còn quan trọng nữa. Tôi gọi mọi người tới đây để nói cho mọi người biết, giới võ lâm Long Quốc sẽ không còn yên bình. Thậm chí không chỉ giới võ lâm Long Quốc không yên bình mà giới võ lâm toàn thế giới cũng không được yên bình. Mọi người đều giật mình. Ý trưởng lão là gì? Bởi vì Lâm Thần Y đã hoàn toàn xé nát bức màn che đậy của đại hội. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi cao, một quái nhân đơn độc đứng chắp tay sau lưng. Đôi mắt người này sáng như ngọn đuốc, dõi theo những thay đổi ở phía xa. Đại hội, bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có người dám đứng lên thách thức uy nghiêm và địa vị của đại hội. Có lẽ đã đến lúc nên ra ngoài đi dạo, nếu bỏ lỡ cơ hội này, lẽ nào trăm năm sau vẫn còn bị đám khốn nạn này đè đầu cưỡi cổ. Trong một võ quán ở thành phố Sầm Uất, quán chủ triệu tập rất nhiều đệ tử. Họ đi tới căn phòng tối ở nơi sâu nhất của võ quán. Căn phòng tối này quanh năm khóa trái, không ai mở ra. Mọi người đều nghĩ đó là nhà kho chứa những món đồ lặt vặt. Nhưng khi quán chủ đến gần, ông ta lại quỳ xuống đất lạy ba lạy trước khi mở cửa. Sau khi mở cửa, mọi người nhìn thấy một ông lão quần áo rách rưới, mái tóc bạc trắng đang ngồi bên trong. Ông ta hơi ngước mắt lên nhìn quán chủ. Sao vậy? Sao lại tới làm phiền? Lão Tổ Tông, cơ hội đã đến. Nghe thấy lời này, đôi mắt đang nheo lại của ông lão già nua đột nhiên mở to. Toàn thân bộc phát ra nguồn năng lượng bá đạo chưa từng có, sau đó đứng phắt dậy. Tưởng rằng kiếp này đã không còn hy vọng, thật không ngờ lại có cơ hội này. Là ai làm vậy? Có lẽ, là Lâm Thần Y. Ở một thị trấn biên cương xa xôi, một cao nhân võ đạo ẩn giật nghe được chuyện này chỉ mỉm cười. Những âm thanh tương tự như vậy được nghe thấy trên khắp Long Quốc. Cùng lúc đó, các quan chức chính phủ Long Quốc cũng bị sốc trước thông tin này. Bà cụ và cô gái trẻ bộ dạng lếch thếch quay về nhà họ Hạ. Vừa bước vào đại sảnh, họ đã nhìn thấy vài ông già lạ mặt đang ngồi trong đại sảnh. Cùng với sự kiện của đại hội, các forum bàn luận trên Internet cũng vô cùng rôm rả. Ngày càng có nhiều video về đại hội được đăng tải trực tuyến. Trong số đó có đoạn video ghi lại cảnh hội trưởng đại hội hiến tế người của đại hội trong trận chiến khốc liệt. Và video này đương nhiên đã làm dậy sóng cư dân mạng. Rất nhiều người ủng hộ đại hội cho rằng video này do AI cắt ghép. Phía đại hội cũng đưa ra thông báo rằng sẽ tìm ra kẻ tung lời đồn thất thiệt và trừng phạt theo luật pháp Long Quốc. Sau đó, rất nhiều video bất lợi về đại hội đã bị gỡ xuống và ngay cả những người đăng video cũng đã đưa ra lời xin lỗi công khai. Chỉ có video nó vẫn chưa bị xóa, nó vẫn ngang nhiên tồn tại trên web đen. Người đăng video thậm chí còn công khai tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm về nội dung video. Đánh giá từ kết quả thẩm định được công bố bởi những chuyên gia thẩm định video chuyên nghiệp, không hề có dấu hiệu cắt ghép hay sử dụng AI trong video. Nhất thời, các cuộc thảo luận về đại hội vẫn tiếp tục râm ran trên Internet. Danh tiếng của đại hội lúc này cũng đang bị đe dọa. Giang Thành, trong học viện Huyền Y Phái đổ nát. Mã Hải ngồi trên xe lăn, lặng lẽ quan sát công việc xây dựng lại học viện. Phía sau ông ta là một cô gái mặc vest đen và đeo kính râm. Cô gái đã kiềm chế bớt khí tức của mình lại, nhìn thoáng qua cũng có thể biết cô gái này là người tu luyện. Cô gái nhìn quanh, có vẻ rất hứng thú với mọi thứ xung quanh. Chú, đây chính là học viện Huyền Y Phái sao? Vì sao nó lại trở nên hoang tàn như vậy? Cô gái không khỏi tò mò. Đừng hỏi nhiều làm gì. Mã Hải khàn khàn giọng nói, nhóc con, chú đã khuyên cháu hết nước hết cái rồi. Cháu phải rời Giang Thành ngay khi còn có thể,
vậy mà cháu không những không chịu nghe, còn muốn làm vệ sĩ riêng cho chú. Cháu có biết bao nhiêu vệ sĩ của chú đã mất mạng rồi không, có biết công việc này nguy hiểm thế nào không? Lẽ nào cháu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Chú sợ cái gì, cháu nghe nói Lâm Thần Y có khả năng khiến người chết sống lại. Có Dương Hoa ở đây, đám chó mèo này thì si nhê gì? Cô gái cười khúc khích, người chết sống lại, Dương Hoa. Mã Hải cười khổ, tùy cháu thôi. Dù sao chú cũng đã gọi điện cho bố mẹ và sư phụ cháu rồi, bọn họ sẽ sớm tới đón cháu đi. Hả? Cô gái lo lắng, lập tức ra đứng trước mặt Mã Hải, tức giận trừng mắt nhìn ông ta, chú, sao chú lại làm vậy? Cháu khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài, chú. Mã Hải không nói gì. Nhưng vào lúc này, ông ta tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt nhìn về phía một bóng người trên đoạn đường dốc cách đó không xa. Cô gái còn đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Mã Hải đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến cô ấy không khỏi nhìn theo ánh mắt của ông ta. Đó là một người đàn ông trung niên lịch sự đeo kính gọng vàng. Người đàn ông có làn da trắng, mặc áo khoác đen, đôi bốt da nện rầm rầm trên con đường đá. Với nụ cười trên môi, anh ta bước đến trước mặt Mã Hải và đưa tay ra. Mã tiên sinh, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của ông từ lâu. Cậu là ai? Mã Hải không đưa tay ra, thận trọng hỏi. Phó giám đốc cục võ uy của Long Quốc, Thu Thủy Sinh. Người đàn ông lấy chứng minh thư ra khỏi người và mỉm cười nói. Cục võ uy. Mã Hải run rẩy thở hắt ra. Đó không phải là tổ chức võ đạo cao nhất của Long Quốc chúng ta sao? Cô gái bên cạnh thì thầm. Thu Thủy Sinh đáp. Giang Thành có rất nhiều người của chính phủ, vì sao không phải họ đến nói chuyện? Mã Hải suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi. Thu Thủy Sinh khóe miệng nhếch lên, sao vậy? Mã tiên sinh, ông đang nghi ngờ tôi sao? Phó cục Thu hiểu lầm rồi, tôi không có ý gì khác. Chỉ là tôi cũng không biết hiện tại Lâm Thần Y của chúng tôi đã đi đâu, cho nên yêu cầu của cậu e rằng tôi không thể đáp ứng được. Mã Hải lắc đầu, bình tĩnh nói. Mã tiên sinh, tôi hy vọng ông có thể hiểu được công việc của tôi. Hiện tại mâu thuẫn giữa Đại hội và Lâm Thần Y ngày càng gay gắt. Cả Đại hội và Lâm Thần Y đều là những thế lực có sức ảnh hưởng to lớn và năng lực đáng sợ. Nếu bất kỳ bên nào có hành vi mất kiểm soát, chính phủ phải can thiệp khẩn cấp để tránh gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Một khi cao thủ như vậy nổi giận sẽ là cảnh tượng hàng triệu người chết. Tôi tin Mã tiên sinh ông cũng không muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán, người vô tội bỏ mạng phải không? Thu Thủy Sinh mỉm cười nói. Mã Hải cau mày khi nghe lời này. Nhưng rất nhanh, ông ta vẫn lắc đầu, Phó Cục Thu, tôi đã nói rồi, tôi không biết Lâm Thần Y hiện tại ở đâu. Về phần sinh linh đồ thán, người vô tội bỏ mạng thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Có lẽ cậu không hiểu, nhưng thực tế tôi chỉ là một doanh nhân. Cái nơi gọi là Học viện Huyền Y Phái này không do tôi đứng tên. Những việc thiện mà nơi này làm cũng không phải chủ trương của tôi. Mã tiên sinh thật là thực tế. Cũng không sao, nếu ông đã không biết Lâm Thần Y ở nơi nào, vậy tôi chỉ có thể dùng phương pháp của mình. Nói xong, Thu Thủy Sinh lấy điện thoại di động trong người ra, bấm một dãy. Số, được rồi, ông ta không hợp tác, mọi người có thể ra tay. Rõ, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ điện thoại. Đồng tử Mã Hải co rút lại, vội vã hét lên, Phó Cục Thu, cậu muốn làm gì? Mã tiên sinh, ông có biết Lâm Thần Y ở đâu hay không tự bản thân ông biết rõ? Nếu ông không chịu hợp tác thì cũng không thể trách tôi được. Nói xong, Thu Thủy Sinh đưa điện thoại cho Mã Hải. Mã Hải giơ tay lên, run run cầm lấy rồi áp vào tai. Một tiếng hét hoảng sợ nhanh chóng vang lên trong điện thoại. Sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai Mã Hải. Bố! Cứu con, bố ơi, tới cứu con không muốn chết, tiếng khóc lóc không ngừng vang lên. Phong Nhi, Mã Hải cuống còng. Ông ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thu Thủy Sinh, Phó Cục Thu, cậu dù sao cũng là quan chức, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thật ra ông cũng biết tôi là ai rồi mà. Thu Thủy Sinh mỉm cười, đại hội. Mã Hải nghiến răng, hai mắt đỏ hoe. Ông là người thông minh, bây giờ không cần tôi phải bảo ông làm gì đâu, đúng không? Thu Thủy Sinh nheo mắt lại nói, Mã Hải sao có thể không hiểu ý của hắn? Nếu là người của chính phủ, trước khi tới chắc chắn sẽ có công văn thông báo. Và cho dù đúng như lời Thu Thủy Sinh nói thì chính quyền đóng tại Giang Thành cũng sẽ thông báo trước cho Mã Hải. Thu Thủy Sinh không biết từ đâu xuất hiện, đi thẳng vào vấn đề muốn hỏi thăm tung tích của Lâm Thần Y, chuyện này không bình thường chút nào. Nhưng Mã Hải không ngờ rằng đối phương lại thực sự bắt cóc con trai mình là Mã Phong. Vì sự an toàn của gia đình, Mã Hải đã sắp xếp cho gia đình mình ra nước ngoài và giấu họ ở vùng ngoại vực.
Ông ta thực sự không ngờ rằng người của đại hội vẫn tìm được nơi ẩn náu của gia đình mình. Tôi cho ông 10 giây để trả lời. Hết giờ rồi. Chẳng bao lâu, Thu Thủy Sinh nhấn nút tạm dừng, trong con ngươi lóe lên một sát ý. Tôi nói. Mã Hải đột nhiên lên tiếng. Vậy mới đúng chứ. Thu Thủy Sinh nhếch khóe miệng và bước về phía trước với vẻ mặt giễu cợt. Doanh nhân theo đuổi lợi nhuận, sao có thể nói đến lòng trung thành. Giám đốc Mã, ông là một doanh nhân thành đạt, không cần thiết phải hy sinh gia đình. Mình cho một người không liên quan như Lâm Thần Y. Mã Hải hít sâu một hơi, không nói gì, quay sang nói với cô gái bên cạnh, cháu về trước đi. Chú hai, chú có ý gì? Chẳng lẽ, chú định phản bội Lâm Thần Y? Cô gái lo lắng, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã và phẫn nộ, Lâm Thần Y một lòng vì dân, trừng trị cái ác. Chú là một trong những người mà anh ấy tin tưởng nhất, sao? Chú có thể phản bội anh ấy? Nhóc con, cháu thì hiểu cái gì? Chẳng lẽ cháu bảo chú từ bỏ thím và anh họ cháu vì Lâm Thần Y sao? Mã Hải khàn giọng nói. Nhưng, người ta nói đúng, chú là thương nhân, không phải thánh nhân, thương nhân chỉ nên theo đuổi lợi nhuận. Huống chỉ, cháu không biết kết cục của những người. Muốn làm thánh nhân trên đời này sao? Giọng Mã Hải trở nên nghiêm túc, dù sao thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Đi! Cô gái nắm chặt hai tay lại, cúi đầu nghiến răng. Nhưng rõ ràng cô không có quyền lựa chọn, cô trừng mắt nhìn Mã Hải một cách hung hãn rồi vội vàng bỏ chạy. Cháu gái của ông à? Được đấy, mong cô ta sẽ không làm trò gì ngu ngốc. Thu Thủy Sinh ngẩng đầu nhìn cô gái, mỉm cười nói. Phó Cục Thu, nếu như người nhà của tôi bao gồm cả cháu gái tôi bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc thì dù tôi không đủ sức đánh đổ đại hội nhưng nhất định cũng sẽ khiến con đường các người đang đi không dễ dàng. Mã Hải vẻ mặt lạnh lùng nói. Chúng ta hãy bắt tay vào việc thôi. Thu Thủy Sinh đến gần, nhìn chằm chằm vào Mã Hải. Mã Hải trầm mặc một lát, đột nhiên hạ giọng nói ra mấy chữ. Thu Thủy Sinh sững một chút, kinh ngạc nhìn Mã Hải. Cửu Tiêu Chi Địa, nơi đó là nơi nào? Chỉ là một vùng đất cổ xưa, nơi Lâm Thần Y tu luyện mà thôi. Mã Hải bình tĩnh nói. Trong mắt Thu Thủy Sinh lóe lên một tia sáng, khóe miệng hơi nhếch lên, Mã Tiên Sinh, ông tốt nhất đừng nói dối tôi. Nếu điều ông nói là sai sự thật, hậu quả ông nên nhận thức rõ. Người nhà tôi đều ở trong tay các người, cậu cho rằng tôi sẽ lừa cậu sao? Mã Hải lạnh lùng nói, cậu mau đi đi, nếu như đến muộn, Lâm Thần Y đã rời đi thì cậu không thể trách tôi. Thu Thủy Sinh không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra bấm vài cái, sau đó mỉm cười nói, giám đốc Mã, ông có thể đi với tôi một chuyến được không? Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi nghĩ những việc đó đều không quan trọng bằng việc trước mắt này. Ông nghĩ sao? Mã Hải căn bản không có quyền từ chối. Mã Hải hít sâu một hơi, khàn giọng nói, đi thôi. Thu Thủy Sinh không khách khí đẩy xe lăn của Mã Hải ra phía ngoài. Người của Thu Thủy Sinh nhanh chóng sắp xếp một chiếc xe tiến về nơi được gọi là Cửu Tiêu Chỉ Địa dưới sự hướng dẫn của Mã Hải. Cửu Tiêu Chỉ Địa này cách Giang Thành không xa, chỉ hơn 500 km mà thôi. Nhưng vị trí của nó rất đặc biệt. Bởi vì nơi này là lăng mộ hoàng gia cổ xưa. Nơi này đã được biến thành một điểm ngắm cảnh thuộc Phượng Thành. Ngay khi xe của Thu Thủy Sinh dừng lại, một vài người đàn ông và phụ nữ mặc thường phục đã vây quanh ông ta. Chắc chắn là nơi này chứ. Họ cũng tới đây sao? Không chỉ bọn họ, hội trưởng cũng đang tới đây. Cái gì, hội trưởng đích thân tới? Chẳng lẽ ngài ấy đã xác nhận được Lâm Thần Y chính là người mặc áo choàng? Không, hội trưởng không chắc chắn, nhưng hội trưởng đã nói thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Gió mùa thu xào xạc, thổi qua lăng tẩm cổ kính, như đang thì thầm kể lại những vinh quang và thăng trầm của quá khứ. Mã Hải ngồi trên xe lăn, sắc mặt bình tĩnh như nước. Trong mắt chỉ thoáng hiện một sự lo lắng khó nhận ra. Một lúc sau, tiếng gào thét vang lên từ trong Hoàng Lăng năm thương hiệu đã đăng ký bảo hộ e hoàng gia. Mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Người đứng ngoài cổng căng thẳng, cảm nhận được mùi máu tanh nồng bay ra từ bên trong lăng mộ. Xem ra Lâm Thần Y đang phản kháng. Thu Thủy Sinh liếc nhìn Mã Hải ngồi trên xe lăn, khàn giọng nói, mang ông ta vào trong, theo tôi đi gặp Lâm Thần Y. Vâng. Đoàn người đẩy chiếc xe lăn của Mã Hải và từ từ tiến vào lăng tẩm cổ xưa dưới sự dẫn đầu của Thu Thủy Sinh. Càng đi sâu, mùi máu càng nồng nặc. Sau khi đi qua phần lộ thiên phía trên của lăng mộ, đoàn người đã đến ngôi mộ cổ nằm ở phần phía dưới hoàng lăng. Bên trong lăng mộ cổ kính, ánh sáng mờ ảo, bầu không khí u ám khiến người a rùng mình. Những hình chạm khắc cổ xưa trên tường thấp thoáng ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo, dường như đang tường thuật lại lịch sử vinh quang và
huyền bí của nơi này. Nhưng vào lúc này, vùng đất cổ xưa này đã bị náo động bởi tiếng ồn ào của trận chiến. Lâm Thần y mặc bộ quần áo màu trắng, dù dính vài vết máu nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Xung quanh là một nhóm người nằm trên mặt đất kêu khóc. Thu Thủy Sinh dừng lại, nheo mắt nhìn Lâm Thần y, khóe miệng hơi nhếch lên. Mã Hải yên lặng ngồi trên xe lăn, nhìn Lâm Thần y. Nhanh như vậy sao? Lâm Chính ngẩng đầu nhìn Mã Hải. Đúng vậy, Chủ tịch Lâm, tôi cũng không ngờ người của Đại hội Đô La Đại hội lại tìm đến tôi nhanh như vậy. Mã Hải lắc đầu, sau đó nói với Thu Thủy Sinh, Lâm Thần y đang ở trước mặt các người, bây giờ các người có thể thả gia đình tôi ra được chưa? Việc này e là hơi khó. Thu Thủy Sinh mỉm cười lắc đầu. Tôi sớm đã biết các người sẽ giết người diệt khẩu. Dù gì chuyện này quá dơ bẩn, sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của đại hội. Ám đốc Mã nghĩ được như vậy thật là đáng ngưỡng mộ. Tôi thích làm việc với những người thông minh. Mã Hải im lặng một lúc, nhỏ giọng nói, các người có thể đợi đến qua 12 giờ đêm nay rồi ra tay với họ có được không? Tại sao? Bởi vì hôm nay là sinh nhật con trai tôi. E là không được. Thu Thủy Sinh cười nói, đêm dài lắm mộng. Mã Hải nhắm mắt lại, không nói nữa. Thu Thủy Sinh, một người làm đến chức phó cục lại là tay chân của đại hội. Thật không ngờ đại hội đã nhúng tay sâu như vậy vào bộ máy chính phủ Long Quốc. Lâm Chính bình tĩnh nhìn Thu Thủy Sinh nói. Lâm Thần y, người mặc áo choàng làm gián đoạn hội nghị của chúng tôi là anh phải không? Thu Thủy Sinh mỉm cười hỏi. Việc đó giờ còn quan trọng sao? Các người trực tiếp ra tay với tôi thế này thì chẳng phải muốn giết nhầm còn hơn bỏ sót sao? Lâm Chính bình tĩnh đáp. Những trang bị này đều là đỉnh cao vũ khí của Long Quốc. Sản xuất ra mỗi một vũ khí này đều cần rất nhiều tiền bạc và nguyên liệu quý hiếm. Thứ này được thiết kế đặc biệt để đối thủ với các võ giả. Lâm Thần y, nếu không chịu đưa tay chịu trói thì đây sẽ là mồ chôn của anh. Thu Thủy Sinh cười nhẹ. Lâm Chính nghe xong chỉ khẽ lắc đầu. Cái đó thì chưa chắc. Thu Thủy Sinh hơi nheo mắt lại, nụ cười trên gương mặt dần dần nhạt đi. Lâm Thần y xem ra rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Hắn ta xua tay, đội quân được trang bị vũ khí ngay lập tức vào trạng thái sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Lâm Chính trên mặt không hề lộ ra vẻ sợ hãi, bộ quần áo màu trắng trong ánh sáng mờ ảo trông đặc biệt bắt mắt. Anh hơi ngước mắt lên, ánh mắt như tia chớp, Thu Thủy Sinh, hiện tại là đại hội các người chủ động ra tay với tôi. Nếu đã như vậy, có phải tôi cũng không cần khách sáo với các người nữa không? Là do Lâm Thần y không chịu sự quản giáo của đại hội. Quản giáo, cái gì, từ khi nào mà đại hội có quyền quản giáo tôi? Trong trường hợp đó, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Thu Thủy Sinh bình tĩnh ra lệnh, thanh trừ ác mai giết. Theo lệnh của hắn ta, đội quân vũ trang lập tức bóp cò. Đột nhiên những tiếng nổ lớn vang lên và tia lửa bay tứ tung. Một khí ý đáng sợ tràn ngập toàn bộ không gian. Dưới sự tác động của khí ý này, khí tức của võ giả không thể được sử dụng một cách thuận lợi. Tuy nhiên, Lâm Chính dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Thân ảnh của anh như một bóng ma, tự do di chuyển trong làn mưa đạn. Tốc độ của anh nhanh đến mức những viên đạn không thể bắn trúng. Thu Thủy Sinh nét mặt căng thẳng, xem ra ngay cả loại vũ khí đặc biệt này cũng không có tác dụng với anh, long khí. Những người trong đại hội nghe vậy thì đều rút thanh trường kiếm đeo sau lưng ra. Trên thân những thanh kiếm dài sáng chói được khảm đầy những phù văn kỳ lạ. Với sự kích thích của khí tức, những hình phù văn này đều tỏa ra ánh sáng chói lóa. Khi ánh sáng này chiếu rọi, một sức mạnh bí ẩn và mạnh mẽ tỏa ra từ thanh kiếm. Thu Thủy Sinh khóe miệng hiện lên vẻ giễu cợt, Lâm Thần y, kiếm long khí này được chế tạo riêng cho võ giả. Để xem anh có thể chống cự được bao lâu. Nói xong, hắn lại vẫy tay, những người cầm kiếm long khí lập tức lao về phía Lâm Chính. Ánh kiếm lóe lên, những tia sáng đan xen như dệt thành một tấm lưới. Lâm Chính né sang một bên và nhanh chóng tránh được kiếm ảnh đang lao tới. Anh có thể cảm nhận được uy lực của những thanh kiếm long khí này thật phi thường, điều đó khiến anh không dám sơ suất chút nào. Lâm Chính hừ lạnh một tiếng, dùng tay kết ấn, một khí tức cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể. Một tấm khiên vô hình dường như xuất hiện xung quanh anh, ngăn chặn kiếm ảnh hung hãn. Nhìn thấy vậy, Thu Thủy Sinh lấy ra một tấm lệnh bài màu đen và lẩm bẩm điều gì đó. Một khí tức tà ác đột nhiên phát ra từ nó khiến không khí xung quanh dường như đông đặc lại. Lệnh bài xoay nhanh trong không khí, giải phóng những vệt sáng đen. Lâm Chính nhanh chóng sử dụng thân pháp của mình để tránh nó. Nhưng những vệt sáng đó dường như có linh tính, cứ bám chặt lấy anh không buông. Lâm Chính dùng phi châm bắn về phía lệnh bài kia, lệnh bài bị dừng lại đột ngột, Lâm Chính không dám sơ suất,
lập tức nhảy lên tấn công Thu Thủy Sinh. Nhưng giây tiếp theo, vô số thanh kiếm long khí lại lao tới muốn lấy mạng anh. Ngay khi Lâm Chính gần như đã rơi vào bước đường cùng, thân ảnh anh đột nhiên biến mất. Cái gì? Thu Thủy Sinh hãng một nhịp thở. Anh nghĩ những thanh kiếm này thực sự có thể giết được tôi? Anh có thực sự hiểu sức mạnh của tôi không? Tỉnh tang. Những âm thanh giòn giã vang lên. Tất cả kiếm long khí vỡ thành từng mảnh. Và những người cầm kiếm long khí dường như đều bị đóng băng tại chỗ. Đôi mắt Thu Thủy Sinh mở to, vẻ khó tin hiện trên khuôn mặt. Thanh kiếm long khí được Đại hội Kỳ Công chế tạo và được thiết kế đặc biệt để đối phó với y võ giả. Vậy mà giờ nó lại vỡ nát ngay lập tức bởi đòn phản công của Lâm Chính, đây là điều hắn ta không ngờ tới. Không khí căng thẳng như một thùng thuốc súng chuẩn bị nổ tung. Sắc mặt Thu Thủy Sinh âm trầm đến đáng sợ, hắn nắm chặt lệnh bài màu đen trong tay, các đốt ngón tay vì gắng sức siết chặt mà trở nên trắng bệch. Lâm Thần Y, thực lực của anh so với thông tin chúng tôi thu được thì còn mạnh hơn rất nhiều. Xem ra chỉ dựa vào một mình tôi thì đối phó anh sẽ rất khó khăn. Thu Thủy Sinh lạnh lùng nói, nhưng cơ thể lại thành thật lùi về phía sau. Có vẻ như hắn đã quyết định từ bỏ việc tấn công Lâm Chính. Nhưng Lâm Chính đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu chúng ta đã trở mặt, vào thế cục cá chết lưới rách như vậy, tôi không thể để các người rời đi. Các người đã đến tận đây mà tôi không giết các người thì... chẳng phải sẽ rơi vào thế bị động sao? Giọng nói của Lâm Chính bình tĩnh và chắc chắn, anh bước từng bước về phía Thu Thủy Sinh. Lâm Thần Y, tôi khuyên anh không nên làm bậy. Nếu không, người nhà giám đốc Mã, thậm chí một số người xung quanh anh cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà anh không muốn nhìn thấy. Thu Thủy Sinh khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đe dọa tôi. Lâm Chính bình tĩnh hỏi lại. Đây là thuyết phục. Vậy thì tôi e là anh đã tính toán sai. Lâm Chính lắc đầu. Thu Thủy Sinh cau mày. Lúc này, chuông điện thoại di động chói tai vang lên. Thu Thủy Sinh hơi giật mình, nhìn điện thoại di động trong túi đang rung lên, vẻ mặt không được tự nhiên. Sao thế, không định trả lời à? Lâm Chính bình tĩnh hỏi. Sắc mặt Thu Thủy Sinh âm trầm bất định, nhạc chuông điện thoại di động giống như chú Nguyền chết chóc, đặc biệt chói tai trong bầu không khí căng thẳng này. Thu Thủy Sinh chăm chú nhìn Lâm Chính, nhưng vô thức đưa tay vào túi, từ từ lấy điện thoại di động ra. Dãy số nhấp nháy trên màn hình giống như một câu thần chú bí ẩn, khiến trái tim Thu Thủy Sinh đột nhiên trùng xuống. Hắn ta lưỡng lự một lúc rồi cuối cùng nhấn nút trả lời. Alo, Thu Thủy Sinh giọng run run, trong mắt hiện lên một tia bất an. Đại nhân, đã xảy ra chuyện, chúng ta bị phục kích, con tin đều bị đối phương bắt đi. Một tràng tiếng hét hoảng sợ vang lên từ đầu bên kia của điện thoại, xen lẫn vài tiếng kêu run rẩy. Thu Thủy Sinh sốc đến mức lùi lại vài bước, gần như mất thăng bằng. Làm sao có thể, người, làm sao người của anh có thể cứu được bọn họ? Bọn tôi rõ ràng đã chuyển địa điểm. Thu Thủy Sinh nhìn chằm chằm vào Lâm Chính và nói bằng giọng run rẩy. Anh nghĩ chỉ có đại hội được quyền giám sát người dân. Trong khi các người đang theo dõi chúng tôi, người của chúng tôi cũng đang điều tra đại hội. Lâm Chính bình tĩnh nói. Cái gì? Thu Thủy Sinh sửng sốt. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ. Anh đã sớm biết ý đồ của chúng tôi, tại sao lại chờ sẵn ở Hoàng Lăng này? Chẳng lẽ, lần này anh muốn ra tay với hội trưởng? Thu Thủy Sinh sợ hãi trước ý nghĩ này, vội vã nhấc điện thoại di động lên và cố gắng gọi cho hội trưởng. Hiện tại chỉ có bắt được con tin Mã Hải, hắn mới có cơ hội sống sót. Nhưng vừa lúc hắn chuẩn bị đến gần Mã Hải thì Mã Hải đột nhiên từ trong túi móc ra một quả bóng ném về phía hắn. Bang! Quả bóng nổ tung. Năng lượng đáng sợ lập tức khiến Thu Thủy Sinh bắn ra xa. Cơ thể Thu Thủy Sinh giống như một con diều đứt dây, vẽ một vòng cung trên không trung và nặng nề rơi xuống đất. Hắn ta cảm thấy như toàn bộ nội tạng của mình đã bị dịch chuyển, cơn đau dữ dội ập đến như thủy triều, khiến hắn gần như ngất đi. Hắn ta khó nhọc đứng dậy, há miệng và phun ra một ngụm máu. Sau đó hắn nhìn về phía Mã Hải. Thu Thủy Sinh nhìn thấy một gợn sóng mờ nhạt nổi lên xung quanh cơ thể Mã Hải. Gợn sóng này đã chặn hoàn toàn sóng xung kích do vụ nổ tạo ra, khiến Mã Hải không hề bị thương dù chỉ một chút. Ông, một người bình thường hoàn toàn không biết chút công pháp nào như ông, làm sao có thể kích hoạt được loại bảo vật này? Thu Thủy Sinh nghiến răng gầm gừ. Đương nhiên, tất cả đều nhờ có sự tính toán khéo léo của Chủ tịch Lâm. Thu Thủy Sinh, ngay từ khi cậu bước vào Giang Thành, mọi chuyện về cậu và đại hội đều đã nằm trong kế hoạch của Chủ tịch Lâm. Cậu thật sự cho rằng tôi đưa gia đình mình ra nước ngoài sau đó sống chết mặc bay sao?
Cậu sai rồi, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, đang chờ cậu từng bước đi vào trong cái bẫy này, giọng nói. Trầm thấp của Mã Hải vang vọng trong không gian tịch mịch. Sắc mặt Thu Thủy Sinh tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần. Lúc này Lâm Chính giống như một vị thần chiến tranh bất khả chiến bại, từng bước một đi về phía Thu Thủy Sinh. Bước chân của anh vững vàng, mỗi bước đi dường như đều dẫm lên trái tim Thu Thủy Sinh, khiến hắn cảm nhận được cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Anh có thể xin tha mạng. Lâm Chính giọng nói bình thản như nước, nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm vô cùng. Thu Thủy Sinh cố gắng đứng dậy, lại phát hiện cơ thể mình hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên từ bỏ việc giấy giụa phản kháng, nhẹ nhàng mỉm cười nói, vậy anh cho rằng mình có thể đối đầu với hội trưởng của chúng tôi sao? Lâm Chính không nói gì. Thu Thủy Sinh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, hắn không còn lối thoát. Nếu không vin vào cái danh của hội trưởng, kết cục của hắn ta sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, Lâm Chính đột nhiên dừng lại. Thu Thủy Sinh sững người, sau đó nhẹ nhàng cười nói, tốt lắm, Lâm Thần Y, xem ra anh cũng thức thời đấy. Tuy nhiên, Lâm Chính không đáp lời hắn mà chỉ im lặng nhìn về phía lối ra. Mã Hải cũng ý thức được điều gì đó, nhanh chóng đẩy xe lăn về phía Lâm Chính. Những thứ tôi đưa ông đều mang theo rồi chứ? Lâm Chính khàn giọng hỏi. Chủ tịch Lâm, tôi đều mang theo người rồi. Mã Hải đáp. Mang theo thì tốt, lát nữa ông hãy rời khỏi đây trước. Chủ tịch Lâm, còn cậu thì sao? Không cần lo lắng, tôi có kế hoạch của mình. Lâm Chính bình tĩnh đáp. Mã Hải gật đầu, không lãng phí thời gian, lập tức dùng tay xoay bánh xe lăn, đi về phía lối ra còn lại. Rất nhanh, trong hành lang vang lên tiếng bước chân giòn giã. Lâm Chính, Thu Thủy Sinh và những người khác nhìn về phía lối đi. Họ nhìn thấy một vài bóng người từ từ xuất hiện ở lối vào. Hội trưởng, Thu Thủy Sinh mừng rỡ. Lâm Chính bình tĩnh đáp. Hội trưởng nhìn thật kỹ anh, như thể muốn tìm ra mối liên kết giữa người đàn ông trước mặt với kẻ mặc áo choàng làm loạn trên núi Thánh Huyền trước đó. Nhưng sau khi so sánh một hồi lâu, ông ta không thấy có điểm tương đồng nào giữa hai người. Chẳng lẽ, ông ta đã đoán sai? Hội trưởng hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú Lâm Chính bằng ánh mắt sâu thẳm dường như xuyên thấu lòng người. Lâm Chính cũng không chút sợ hãi quay đầu lại nhìn ông ta, trong mắt anh là sự kiên định và bình thản. Bên trong lăng mộ, bầu không khí dường như đông cứng lại. Cuối cùng, hội trưởng chậm rãi mở miệng, giọng ông ta trầm thấp nhưng lại rất có sức em mờ thần y, nghe danh đã lâu. Hôm nay được gặp, quả thực rất phi. Hội trưởng đại nhân, đại hội của các ông mới gọi là phi thường. Vốn tôi còn tưởng đại hội là tổ chức duy trì trật tự cho thế giới, chưa từng nghĩ hóa ra đại hội so với những kẻ thừa cơ trục lợi ngoài kia cũng chẳng có gì khác biệt. Cái gọi là duy trì trật tự này chỉ là cái cớ của các người mà thôi. Xem ra Lâm Thần Y có chút hiểu lầm về đại hội của tôi rồi. Hội trưởng bình tĩnh đáp. Hiểu lầm, hội trưởng, ông phái người bắt cóc người của tôi, thậm chí còn ra tay tàn độc với tôi. Đây là hiểu lầm sao? Lâm Chính nheo mắt hỏi. Hội trưởng im lặng một lát. Sau đó trầm giọng nói, vậy Lâm Thần Y, tôi hỏi cậu, tại sao con trai tôi sau khi đến Giang Thành lại đột nhiên mất tích? Khi xuất hiện trở lại, nó đã trở thành một khối thịt nát trên núi Thánh Huyền. Chuyện này không phải do cậu làm sao? Con trai ông giết hại người vô tội một cách bừa bãi ở Giang Thành, tôi đương nhiên phải tự vệ chính đáng. Còn việc cậu ta gặp chuyện gì khác thì tôi hoàn toàn không biết. Lâm Chính lắc đầu. Tất nhiên là anh sẽ không thừa nhận điều đó. Nếu không... hội trưởng sẽ trở thành bên có lý. Điều này đối với Lâm Chính hiện đang ở thế yếu thì càng lợi bất cập hại. Hội trưởng lặng lẽ nhìn Lâm Chính. Không biết qua bao lâu, ông ta mới bình tĩnh mở miệng, Lâm Thần Y, đừng coi mọi người đều là kẻ ngốc. Đừng tưởng rằng tôi không biết, cho dù cậu không phải người mặc áo choàng thì chắc chắn cũng có liên quan đến hắn. Cái chết của con trai tôi, cậu, chắc chắn có liên quan. Xem ra hôm nay hội trưởng đã quyết định thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lâm Chính bình tĩnh nói. Lâm Thần Y xuất hiện ở đây, không phải đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi sao? Hội trưởng đại hội lặng lẽ nhìn quanh lăng mộ, bình tĩnh nói, lăng mộ cổ xưa này thật phi thường. Nó từng là thánh địa của y thuật và võ thuật qua các thời đại. Nếu chiến đấu với tôi ở đây, khả năng chiến thắng của cậu khá cao. Tuy nhiên, điều này thực tế không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Lâm Thần Y, với tư cách là hội trưởng đại hội, sức mạnh và nền tảng của tôi nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Ngay cả trong hoàng lăng này, cậu cũng không có cửa để thắng. Tôi. Vậy, ý ông là gì? Anh lặng lẽ đứng đó,
ánh mắt sáng như đuốc muốn nhìn thấu vẻ ngoài điềm tĩnh của hội trưởng để nhìn thấu xem bên trong ông ta đang nghĩ gì. Một lát sau, Lâm Chính cười lạnh một tiếng, tiếng cười vang vọng trong hoàng lăng yên tĩnh mang theo một chút khinh thường cùng quyết tâm, hội trưởng đại nhân, ông quá coi trọng cái gọi là đại hội của mình. Lâm Chính tôi trước nay chỉ hành động theo đạo nghĩa trong lòng mình. Sao tôi có thể trở thành kẻ cùng một ruột với các người, làm con chó đi theo ông được chứ? Nghe xong điều này vẻ mặt hội trưởng vẫn bình thản, ông ta chỉ lặng lẽ lắc đầu. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, tôi vốn là muốn cho cậu một con đường sống sót, nhưng bây giờ xem ra. Không cần thiết. Thân ảnh của hội trưởng trong hoàng lăng tối tăm càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Ông ta hơi giơ tay lên, một khí ý mạnh mẽ thoát ra khỏi cơ thể. Đó là công lực thâm hậu được tích lũy qua nhiều năm. Ánh mắt Lâm Chính lập tức trở nên sắc bén. Sức mạnh của hội trưởng đại hội đương nhiên không có gì phải nghi ngờ. Đại hội. So với người bình thường, gọi ông ta là thần tiên cũng không phải là quá đáng. Lâm thần y, nếu đã như vậy, giữa chúng ta không còn gì để nói. Giọng nói trầm thấp của hội trưởng vang lên như một lời cáo phó. Hội trưởng nhấc chân lên và bước về phía trước một bước, khí ý trong cơ thể đột nhiên dâng trào như một dòng sông cuồng nộ, trên lòng bàn tay ông ta xuất hiện một vầng hào quang mờ nhạt trông vô cùng huyền diệu. Đây là một loại sức mạnh khủng khiếp vượt qua sức mạnh phi thăng và long lực. Lâm Chính căn bản không thể giải thích được. Đôi khi lời nói của con người thật mâu thuẫn. Rõ ràng tôi muốn dùng lời nói để cảm hóa cậu, nhưng đối với một kẻ cứng đầu như cậu, lời nói bình thường làm sao có thể có tác dụng như nắm đấm. Cũng không biết sau khi lĩnh giáo vài quyền của tôi, liệu cậu có ân hận vì lúc trước từ chối yêu cầu của bổn hội trưởng hay không? Nói dứt lời, hội trưởng đột nhiên giơ tay lên vẫy. Rầm rầm rầm. Một luồng sức mạnh áp đảo như có thể rời non lấp bể hung hãn lao về phía Lâm Chính. Khí thế này như muốn đập nát toàn bộ lăng mộ hoàng gia. Lâm Chính trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng lấy hồng mông long châm đâm vào cơ thể, kích hoạt toàn bộ sức mạnh và hội tụ lại ở trước mặt để chống lại một đòn trông có vẻ rất tùy ý của hội trưởng. Bịch! Một tiếng động lớn rung chuyển mặt đất vang lên. Hoàng lăng rung chuyển. Thân thể Lâm Chính điên cuồng lui về phía sau, hai chân dẫm nát mặt đất trông có vẻ vô cùng khó khăn. Còn hội trưởng trông cứ như đang tản bộ dạo chơi nhàn nhã và ung dung vô cùng. Sợ rồi sao? Hội trưởng bình tĩnh hỏi. Lâm Chính đứng vững lại, hơi cau mày, nhưng rất nhanh hàng lông mày lại giãn ra. Sợ, tôi chưa từng sợ bất cứ ai. Có nhiều đó, vẫn chưa đủ đâu, Lâm Chính lắc đầu. Thật đáng buồn, hội trưởng bình tĩnh nói, định ra tay thêm lần nữa. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Chính lại giành lấy thế chủ động. Hội trưởng hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Chính từ trên trời đáp xuống, trong mắt không có lấy một chút hoảng sợ. Ông ta chỉ nhẹ nhàng giơ hai tay lên và bắt chéo qua đầu. Khí ý nồn dập tạo thành một lá chắn vô hình giữa hai cánh tay. Hồng mông long châm của Lâm Chính đâm mạnh vào lá chắn, phát ra âm thanh như thể tiếng ma sát chói tai, nhưng lá chắn lại giống như một tảng đá, vẫn hoàn toàn bất động. Ngay cả hồng mông long châm cũng không thể xuyên thủng phòng ngự của người này. Lâm Chính trong lòng hoảng loạn. Tôi đã cảm nhận được sự bất lực của cậu. Hội trưởng xua tay, khí ý xung quanh biến mất, ông ta đưa mắt nhìn Lâm Chính như nhìn một con kiến. Bất lực sao? Lâm Chính giơ tay lên, nhìn khí ý đang nhanh chóng dao động trên đầu ngón tay, trong con người hiện lên một sự bình tĩnh. Trên thực tế, anh đã sớm lường trước kết quả này. Nhưng anh không ngờ sức mạnh mà hội trưởng giải phóng ra lại mạnh đến mức này. Vậy hãy nhìn tay tôi đây, Lâm Chính bình tĩnh nói, đồng tử đột nhiên mở ra. Khí huyết trong cơ thể dâng trào như ngọn lửa bùng cháy. Thân ảnh của anh giống như một bóng ma, lao qua hoàng lăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Cùng lúc đó, vô số châm khí như một cơn cuồng phong lao về phía hội trưởng. Vô số châm khí đang điên cuồng lao tới từ mọi hướng. Muốn thăm dò điểm yếu trên hàng phòng ngự của tôi bằng mấy cây châm khí lố bịch này sao? Đó là một ý tưởng hay, nhưng đáng tiếc là nó lại không thể thành công. Hội trưởng chế nhạo. Hai tay kết thành một hình ấn kỳ quái phía trước ngực. Đột nhiên, toàn thân ông ta tỏa ra một luồng sáng chói lóa, lưỡng sáng đó giống như một thực thể, quấn chặt lấy ông ta ở bên trong nó. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Chính không chút do dự. Anh lập tức đâm hồng mông long châm xuống đất, hai tay di chuyển nhanh chóng, miệng lẩm bẩm, những phù văn huyền bí bay ra từ lòng bàn tay anh hợp nhất với hồng mông long châm. Hồng mông long châm đột nhiên kêu vù vù, tựa như được ban cho một sinh mệnh mới. Phá, Lâm Chính hét lớn, hai tay kéo mạnh, hồng mông long châm vọt lên khỏi mặt đất với sức mạnh vô tận và bắn thẳng về phía hội trưởng. Phù văn trên thân châm tỏa ra ánh sáng kỳ lạ,
như thể chúng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ và tinh túy nhất của trời và đất. Hội trưởng cảm nhận được sức mạnh kinh người ẩn chứa trong Hồng Mông Long Châm, nhưng ông ta không hề sợ hãi. Ông ta dùng sức đẩy hai tay về phía trước, hào quang bao bọc lấy hội trưởng trào ra như thủy triều, hướng về phía Hồng Mông Long Châm. Hai bên va vào nhau tạo nên một âm thanh chói tai. Ánh sáng tràn ngập không trung, toàn bộ hoàng lăng dường như được chiếu sáng. Lâm Chính nhìn thẳng về phía trước, nhìn thấy bóng dáng hội trưởng ẩn hiện trong luồng sáng, nhưng luồng ánh sáng lại không hề bị xuyên thủng. Đòn tấn công của cậu dù sao vẫn còn quá non nớt, giọng nói của hội trưởng từ trong luồng sáng truyền ra, mang theo ngữ khí khinh thường. Non nớt à, tôi không rõ, nhưng dù sao nó cũng có tác dụng nhất định. Giọng nói khàn khàn của Lâm Chính vang lên. Hội trưởng hơi giật mình và nhìn xuống. Có một vết nứt cực nhỏ trên hàng rào khí ý trước mặt ông ta. Tại vết nứt, một châm khí sáng loáng, kích cỡ như sợi tóc đang điên cuồng lao tới. Không hay rồi. Sắc mặt hội trưởng tối sầm lại và đột ngột lùi lại. Nhưng vẫn muộn một bước. Rít. Châm khí xé nát hàng rào khí ý và đâm thẳng vào hội trưởng đại hội. Chít. Bị châm khí đâm trúng, hội trưởng không khỏi cau mày. Châm khí tiếp tục lách vào trong. Nhưng cơ thể của hội trưởng quá rắn chắc. Châm khí dù có mạnh đến đâu cũng không thể xuyên thủng dù chỉ một tấc. Sức mạnh của cơ thể vật lý này đúng là quá sức tưởng tượng. Thủ đoạn hạ đẳng như vậy mà muốn đả thương tôi. Dứt lời, ông ta bắt đầu vận khí. Nhưng vừa vận khí, lồng ngực ông ta bắt đầu phập phồng, dường như máu sắp phun ra từ cổ họng. Thế nào, độc lực của tôi được đấy chứ? Lâm Chính mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hội trưởng, sau đó từng bước một đi về phía ông ta. Lâm Chính bước từng bước một đi về phía hội trưởng, mỗi bước đi đều vững vàng uy lực, như mang theo một nhịp điệu không thể phản kháng. Hội trưởng cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Chất độc đang chạy khắp cơ thể ông ta như một con rắn xảo quyệt nhưng vẻ mặt ông ta vẫn vô cùng lạnh lùng. Quả nhiên không hổ là Lâm Thần Y, y thuật của cậu quả nhiên lợi hại, trên đời này e rằng khó tìm được ai có thể vượt qua cậu ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi thì hiển nhiên là chưa đủ để hạ được tôi. Hội trưởng khàn giọng nói, hai tay vung mạnh, những tia sáng đủ màu sắc bản ra từ lòng bàn tay ông ta. Những tia sáng này đan xen, quyện vào nhau giữa không trung. Nhảy múa như những dải duy băng lộng lẫy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Chính hai mắt mở to, Hồng Mông Long Châm trong tay uốn lượn như linh xà bay qua, trong nháy mắt hòa vào ánh sáng đang bay khắp bầu trời. Hồng Mông Long Châm giống như một tia sét bạc, không ngừng lao vào giữa những khe sáng. Mỗi lần cây châm xé gió xuyên qua đều vang lên âm thanh sắc bén như muốn xé nát luồng sáng này. Hội trưởng nheo mắt lại, tay nhanh chóng thay đổi thủ ấn. Ánh sáng ban đầu rực rỡ đột nhiên trở nên kỳ lạ, một số tia sáng giống như ngọn lửa rực cháy, một số tia sáng giống như xương giá lạnh, và một số tia sáng giống như những chiếc gai nhọn quét về phía Lâm Chính từ mọi hướng. Lâm Chính chỉ cảm thấy một áp lực nặng nề đang hướng về phía mình mà thôi. Anh vội vàng phóng Hồng Mông Long Châm ra xung quanh, xé ti. Ánh sáng lao tới bị xé thành từng mảnh. Nhưng năng lượng của vụ va chạm đã đẩy cả hai lùi lại. Lâm Chính đè nén cơn tức giận dâng trào trong lồng ngực, lại điên cuồng tung năm đấm. Cú đấm chứa sức mạnh khủng khiếp tạo ra một làn sóng âm dữ dội trong không khí, giống như một con thú đang gầm thét lao về phía hội trưởng. Hội trưởng nhìn thấy cảnh này cũng không hoảng sợ, né nhanh đến mức cái bóng của ông ta vụt qua như một ảo ảnh. Nắm đấm của Lâm Chính giáng mạnh xuống đất, phiến đá cứng lập tức vỡ thành từng mảnh, bay tứ tung. Hội trưởng đứng một bên cười lạnh, hai tay múa như vũ bão. Vô số đốm sáng nảy lên và ngưng tụ trên đầu ngón tay ông ta, sau đó biến thành một móng vuốt ánh sáng khổng lồ lóe lên những đường vân thần bí và tản ra khí tức đáng sợ. Lâm Chính ánh mắt sắc bén, mấy chục cây châm bạc ngay lập tức bay ra khỏi cổ tay áo. Những cây châm bạc này vừa đến gần cơ thể anh đã lập tức đi vào phía dưới làn da. Trong phút chốc, khí tức của Lâm Chính điên cuồng dâng lên. Hai chân anh dậm mạnh xuống đất lấy đà và lao về phía hội trưởng như một viên đạn đại bác. Những móng vuốt ánh sáng khổng lồ với khí tức dữ dội vồ lấy Lâm Chính, nhưng anh không lùi mà lại tiến lên. Cơ thể anh sau khi được kim bạc khuếch đại sức mạnh giống như một ngọn núi không thể lay chuyển. Anh hét lớn, vung cánh tay phải đã được tăng cường sức mạnh của mình và giáng mạnh vào móng vuốt ánh sáng như một cái chùy khổng lồ. Bùm! Hai bên va chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Ánh sáng tràn ngập không gian, móng vuốt ánh sáng bắt đầu nứt ra dưới đòn tấn công mạnh mẽ của Lâm Chính. Cánh tay phải của Lâm Chính cũng bị năng lượng trên móng vuốt ánh sáng đốt cháy, tạo thành khói xanh bốc ra. Lâm Chính bình tĩnh nói.
Lợi thế. Hội trưởng Nhếch M là cao thủ y võ đấy chứ. Lâm Thần Y, không phải cậu cho rằng chỉ có mình cậu. Hội trưởng vừa dứt lời, thân ảnh ông ta biến mất tại chỗ như một bóng ma. Lâm Chính trong lòng ớn lạnh, ánh mắt sắc bén như đại bàng cảnh giác quan sát xung quanh. Đột nhiên, Lâm Chính cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên mơ hồ, một loại cảm giác bất lực dâng lên. Không màu không mùi, Lâm Chính thầm nghĩ có chuyện không ổn, vội vàng nín thở. Nhưng khí tức đó dường như lan tỏa khắp nơi và xuyên qua mọi lỗ hổng dù nhỏ nhất, không ngừng tiến vào khoang mũi của anh. Lâm Chính ép mình bình tĩnh lại và luân chuyển chân khí trong cơ thể, cố gắng xua tan ảnh hưởng của luồng khí kỳ dị này. Lúc này, thân ảnh của hội trưởng xuất hiện sau lưng anh như một bóng ma, lòng bàn tay ông ta lóe lên ánh sáng bạc, hung hăng đánh về phía Lâm Chính. Suýt TL. Lâm Chính không hề do dự, phóng ra một lưỡi dao sắc bén từ cánh tay, nhắm vào người hội trưởng. Toạc! Thân ảnh của hội trưởng lập tức bị xuyên thủng và xé làm đôi. Nhưng, không một giọt máu nào chảy ra. Hỏng rồi. Đó là một ảo ảnh. Lâm Chính nét mặt căng thẳng, vội vã lùi về phía sau. Nhưng giây tiếp theo, vô số tia năng lượng đáng sợ xé toạc khoảng không tấn công từ mọi hướng. Lâm Chính vội vàng vận khí, biến ra những cây kim bạc bao quanh người, tạo thành một tấm khiên khí. Đinh hi đinh, đinh hi, đinh. Toàn bộ hoàng lăng vang lên những âm thanh dày đặc như một trận mưa rào. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Khí tức hủy diệt đáng sợ gần như áp đảo Lâm Chính. Lâm Thần Y, phản ứng của cậu khá nhanh. Có điều, cậu chặn được chiêu này của tôi nhưng cũng sẽ không chặn được những chiêu tiếp theo đâu. Giọng nói của hội trưởng vang lên bên tai Lâm Chính đầy vẻ giễu cợt. Trên không trung vang lên những tiếng niệm chú thần bí. Sau đó, vô số phù văn bắt đầu xuất hiện xung quanh Lâm Chính và tỏa ra ánh sáng huyền bí, giống như những chú thuật cổ xưa. Vô số lực nguyên tố đang điên cuồng khuấy động trong đó. Lâm Chính nhìn phù văn trước mặt, không dám lơ là chút nào, nắm lấy hồng mông long châm múa như vũ bão tạo thành một phòng tuyến kiên cố trước mặt. Đoàng! Phù văn đột nhiên biến thành phù văn hình rồng và bắn ra, nhắm về phía Lâm Chính. Một số phù văn tỏa ra sức nóng kinh hoàng như dung nham phun trào, có phù văn lại tỏa ra hơi lạnh thấu xương như có thể đóng băng mọi thứ. Có phù văn ánh lên ánh sáng lạnh lẽo như một thanh đao có thể dễ dàng cắt đôi cả sắt thép. Đủ loại sức mạnh hủy diệt đáng sợ đồng loạt ập đến khiến không ai có thể ngăn cản được. Bang! Hàng phòng ngự của Lâm Chính trong nháy mắt bị phá vỡ, ngực bị trúng đòn khiến anh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất và nôn ra máu, trông bộ dạng vô cùng thảm thương. Nhìn thấy cảnh này, hội trưởng từ trong hư không đi ra, nhìn Lâm Chính nằm trên mặt đất với vẻ mặt bình tĩnh, khàn giọng cười, y thuật và võ thuật của cậu mới chỉ dừng lại ở mức trị liệu và cường hóa cơ thể. Trình độ đó vẫn còn quá nông cạn. Lẽ nào cậu không biết y võ đỉnh cao là có thể cường hóa linh hồn, khiến linh hồn của con người có thể sánh ngang với tiên thần sao? Hội trưởng khẽ mỉm cười rồi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay ông ta xuất hiện những lá bùa. Vô số lá bùa va chạm vào nhau, tỏa ra từng luồng khí tức thần bí, kỳ quái và đáng sợ. Cảm nhận được sức mạnh đó, trong mắt Lâm Chính tràn đầy cảnh giác. Lâm Chính loạng choạng đứng dậy, khàn giọng nói. Thực lực của cậu nếu đặt ở thế giới ngoài kia thì chính là thiên hạ vô song. Khó ai bì kịp, chỉ tiếc là tài năng đó của cậu ở trước mặt tôi lại chẳng đáng nhắc. Đến, thiên tài sao, đến tư cách được gặp tôi cậu còn chẳng cưới. Hội trưởng khế cười nói. Trật tự thế giới được kiểm soát bởi đại hội. Và những người có thể được nhận vào đại hội đều là những thiên tài. Nếu không có chút bản lĩnh, làm sao có thể chạm tới ngưỡng cửa đại hội. Với tư cách là hội trưởng đại hội, ông ta đã đánh bại vô số nhân vật truyền kỳ, ngồi vững ở vị trí này thì đương nhiên thực lực của ông ta không cần bàn cãi. Bây giờ, tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh đáng kinh ngạc nhất trên đời. Hội trưởng thì thầm. Lúc này, giọng nói của ông ta thay đổi, như thể có một sức mạnh đang khuấy động trong đó. Ông ta di chuyển lòng bàn tay của mình, những lá bùa trong lòng bàn tay như có sức sống, quấn lấy nhau và xoay tròn. Mỗi lá bùa đều tỏa ra ánh sáng huyền bí, như thể nó chứa đựng những bí ẩn vô tận của vũ trụ. Ông ta dường như bẩm sinh đã đồng điệu với những sức mạnh bí ẩn này và có thể điều khiển chúng một cách dễ dàng. Lâm Chính hoàn toàn không hiểu được sức mạnh của những lá bùa này. Mỗi lá bùa đều vô cùng sâu sắc và phức tạp, giống như một cuốn kinh thánh, dù ngồi đó nghiền ngẫm trăm năm cũng chưa chắc hiểu được huyền cơ trong đó. Vậy mà hội trưởng lại đang điều khiển hàng trăm lá bùa như vậy. Giữa những lá bùa, sức mạnh hỗn loạn đáng sợ tạo nên những gợn sóng. Năng lượng hỗn loạn giống như một con rồng đang gầm thét, như hàm răng sắc nhọn và móng vuốt lao về phía Lâm Chính. Lúc này,
bầu trời như muốn sụp đổ, mặt đất thì rung chuyển. Lâm Chính cảm giác như mình bị nghẹt thở. Không có sức mạnh nào có thể cạnh tranh được với nó. Cái này, đây là sức mạnh thực sự của hội trưởng sao? Chẳng lẽ trước đó ông ta chỉ đang trêu đùa với Lâm Chính? Lâm Chính vẻ mặt nghiêm nghị nhanh chóng rút lui. Anh nhanh chóng huy động sức lực bằng cả hai tay, cố gắng xây dựng một hàng rào phòng thủ. Tuy nhiên, sức mạnh hỗn độn do hội trưởng giải phóng giống như một loại sức mạnh hủy diệt, ngay lập tức phá vỡ kết giới chưa hoàn thiện thành từng mảnh. Lâm Chính buộc phải rút lui. Xem ra cậu cũng tầm thường như bọn họ. Khóe miệng hội trưởng hiện lên một tia giễu cợt. Dưới sự điều khiển của ông A, hàng trăm lá bùa ngày càng nhanh hơn, bắn về phía Lâm Chính như những vì. Sao trên trời? Mỗi lá bùa bay đi sẽ hút lấy linh khí trời đất xung quanh, tạo thành những vòng xoáy linh khí nhỏ. Lâm Chính vẻ mặt căng thẳng, cố gắng luân chuyển khí tức trong cơ thể đến cực điểm. Trên người anh xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt, sau đó biến mất vào hư không. Hội trưởng nhẹ nhàng vẫy tay, những lá bùa dường như được dẫn dắt bởi một hiệu lệnh nào đó, vế ra những vòng cung kỳ lạ trong không trung, truy đuổi sát sao. Lâm Chính, một trong những lá bùa đột nhiên phát nổ, rung chấn kinh hoàng trực tiếp đánh bay Lâm Chính. Lâm Chính cố gắng ổn định cơ thể chấp chới trong không trung, phun ra một ngụm máu. Hội trưởng nhìn bộ dạng thảm thương của Lâm Chính, khinh thường nói, kệ hiểu được loại sức mạnh này sao. Nói xong, hội trưởng chắp hai tay lại, hàng trăm lá bùa lập tức hợp nhất với nhau tạo thành một phù văn hỗn độn khổng lồ. Bên trong những phù văn đó chứa đựng sức mạnh hủy diệt thế giới, như thể nó có thể xé nát toàn bộ không gian. Lâm Chính thấy vậy, không dám do dự, lập tức lấy hồng mông long châm ra, đồng loạt đâm vào đầu mình. Sau khi đâm xong anh đột nhiên rút kim ra rồi hợp nhất tất cả những chiếc long châm thành một, đâm vào tim mình. Choang! Một đạo thần quang đột nhiên bùng phát từ trái tim anh. Sau khi Lâm Chính được hồng mông long châm tăng cường sức mạnh, một luồng thần lực dâng trào dường như đang gầm thét trong cơ thể anh. Ánh sáng trong mắt anh như những vì sao, điều đó thể hiện rằng anh đã tập trung toàn bộ sức mạnh của mình. Hội trưởng nhìn Lâm Chính biến hóa, trong mắt ông ta tuy vẫn là sự kiêu ngạo, coi thường nhưng trong lòng không khỏi có chút kiêng dè. Thật thú vị, Lâm Thần Y, xem ra cậu đang muốn liều mạng với tôi. Hội trưởng bình thản nói, khóe môi cong lên như thể có chút hưng phấn. Từ trước đến giờ, không có trận chiến nào mà tôi không liều mạng chiến. Lâm Chính khàn giọng nói, trong mắt tràn đầy quyết tâm. Tê tốt, nhưng đừng tưởng rằng cậu có thể dùng loại sức mạnh này khống chế tôi. Hội trưởng múa tay, những phù văn hỗn độn khổng lồ giống như một ngọn núi cổ kính và hùng vĩ chắn trước mặt ông ta. Năng lượng hỗn loạn trên khối phù văn dường như muốn nuốt chửng mọi thứ trên thế giới. Lâm Chính không hề sợ hãi, thần lực trong cơ thể dâng trào như thủy triều. Anh dùng cả hai tay đẩy mạnh, một luồng châm quang sáng như dải ngân hà trào ra từ lòng bàn tay anh. Dòng châm quang này chứa đựng thần lực và sự lĩnh ngộ tối thượng về châm thuật của anh. Nó giống như một vệt sao băng sáng chói, lao về phía phù văn hỗn độn. Tới đây! Hội trưởng gầm lên, phù văn lóe ra ánh sáng, năng lượng điên cuồng tuôn ra. Bùm! Châm quang va chạm với các phù văn hỗn độn, tạo ra một tiếng nổ như sấm sét làm rung chuyển cả mặt đất. Sức mạnh của phù văn hỗn độn dâng trào điên cuồng, cố gắng nuốt chửng và hòa tan lồng châm quang. Tuy nhiên, châm quang của Lâm Chính ẩn chứa những dao động thần lực đặc biệt, và mỗi chiếc kim dường như là một vũ khí ma thuật. Toàn bộ hoàng lăng gần như sụp đổ. Ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Cảnh tượng kinh hoàng ở đây đã làm kinh động tới cả cơ quan chức năng. Ngay cả võ giả hàng trăm dặm xung quanh hoàng lăng cũng bị sốc. Vô số người không thể ngủ được. Vô số người đang chăm chú theo dõi động tĩnh ở đây. Không ai biết đây là trận tử chiến giữa các bậc đại năng mạnh mẽ đến mức nào. Lâm Chính hét lớn một tiếng, ý niệm của anh giống như một chiếc búa khổng lồ vô hình, đánh mạnh vào dòng châm quang. Sức mạnh của dòng châm quang tăng lên ngay lập tức, giống như những thanh kiếm sắc bén, tạo ra những vết nứt nhỏ trên phù văn hỗn độn. Hội trưởng nhìn thấy cảnh này, cau mày và nhanh chóng tăng cường sức mạnh của phù văn. Các vết nứt trên phù văn dần dần lành lại dưới sự nuôi dưỡng của sức mạnh hỗn độn. Tới đây! Lâm Chính hét lên lạnh lùng, đầu ngón tay di chuyển nhanh chóng, vô số những cây châm nhỏ xíu bay trên bầu trời như những bông tuyết. Những cây châm này nhìn có vẻ không hề có sức đe dọa nhưng mỗi chiếc đều ẩn chứa thần lực cường đại của Lâm Chính và sự lĩnh ngộ của anh đối với sức mạnh sinh tử. Hội trưởng gầm lên với tông giọng trầm thấp, và những rào cản năng lượng hỗn độn hình thành trước mặt ông ta. Những cây châm đâm vào rào chắn và tạo ra âm thanh tanh tách như pháo. Nổ, mặc dù phần lớn châm đều bị kết giới chặn lại, nhưng vẫn có một số cây châm xuyên qua kết giới như dao găm sắc bén,
để lại một vài vết máu nhỏ trên cơ thể hội trưởng. Đáng sợ! Lâm Chính ánh mắt lạnh lùng, vẫn lựa chọn chính diện nghênh địch. Vô số châm khí nhanh chóng tạo thành một châm trận khổng lồ dưới sự điều khiển của anh. Cái gì? Hội trưởng đại hội sửng sốt. Ông ta không thể ngờ rằng trên đời thực sự có người có thể dùng châm khí để tạo ra thế tấn công như vậy. Châm thuật kỳ diệu như vậy đã vượt qua sự hiểu biết của người bình thường về châm cứu trong y đạo. Đây chính là sự lĩnh ngộ tự thân của Lâm Chính tạo ra. Euro có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Hội trưởng vẻ mặt lạnh lùng, không dám lơ là chút nào. Ông ta trầm giọng hừ một cái, huy động sức mạnh, con thú hỗn độn lại gầm lên và lao về phía Lâm Chính. Động lượng đáng sợ dường như nuốt chửng toàn bộ thế giới. Lâm Chính đứng đó với ánh mắt nghiêm nghị và không hề nao núng. Hai tay anh múa như vũ bão, điều khiển châm trận khổng lồ để đối đầu với quái thú hỗn độn. Bùm! Châm trận và quái thú hỗn độn va chạm ngay lập tức, phát ra âm thanh chói tai. Cú va chạm mạnh khiến không gian xung quanh biến dạng, đá trong hoàng lăng nứt ra và bay lên. Lâm Chính sắc mặt căng thẳng, cố gắng hết sức để duy trì sự ổn định của châm trận. Nhưng dù vậy, trong anh vẫn có cảm giác bất lực dâng trào. Sức mạnh của hội trưởng thật đáng kinh ngạc. Và, từ đầu đến cuối, ông ta chưa bao giờ lơ là. Khi sư tử chiến đấu với thỏ, không nhất thiết phải dùng hết sức lực. Nhưng hội trưởng không hề nương tay. Con thú hỗn độn tấn công châm trận một cách điên cuồng và Lâm Chính cảm thấy áp lực lớn hơn sau mỗi cú va chạm. Những vòng tròn gợn sóng mang sức mạnh hủy diệt đáng sợ lan ra mọi hướng. Lâm Chính nhìn chằm chằm vào con thú hỗn độn mạnh mẽ đáng sợ và nhanh chóng điều khiển châm khí bản ra như những mũi tên sắc nhọn, đánh chính xác vào những bộ phận trọng yếu của con thú. Rào rào rào. Luồng không khí trong cơ thể con thú hỗn độn bị đảo lộn và sự hỗn loạn dần dần xuất hiện. Con thú hỗn độn gầm lên giận dữ và các cuộc tấn công của nó trở nên điên cuồng hơn. Nhưng Lâm Chính vẫn không chút lay động, tiếp tục bình tĩnh điều khiển châm trận, không ngừng làm suy yếu sức mạnh của con thú. Đúng lúc này, giọng nói thờ ơ của hội trưởng vang lên. Chỉ một chiêu như vậy đã làm cậu tiêu hao biết bao nhiêu khí lực. Cậu nghĩ mình còn đủ năng lượng để đối phó với tôi sao? Hơi thở Lâm Chính thắt lại khi nghe những lời này. Nhưng hội trưởng đột nhiên giơ lòng bàn tay lên. Bộp! Những phù văn bí ẩn bay ra từ lòng bàn tay ông ta. Vô số lực hỗn loạn đáng sợ tuôn ra như nước tràn ra biển. Rít, rít, rít. Những sức mạnh này lại nhanh chóng biến thành những con thú hỗn độn đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Chính không do dự nữa, lập tức rút lui. Muốn rời đi, cậu có nghĩ đã quá muộn rồi không? Hội trưởng bình tĩnh nói và giơ tay lên. Vù! Tất cả quái thú hỗn độn đều lao về phía trước. Lần này, Lâm Chính không hề do dự mà buộc phải rút lui về phía bên ngoài hoàng lăng, đồng thời phát ra một lượng lớn năng lượng đáng sợ, hội tụ thành một con rồng và đâm vào con thú hỗn độn. Con rồng khổng lồ va chạm với quái thú hỗn độn, phát ra một tiếng động lớn rung chuyển cả mặt đất. Một làn sóng xung kích mạnh lan ra mọi hướng, đá trong. Lăng mộ rơi xuống như mưa. Hội trưởng hừ lạnh một tiếng, đập vỡ những tảng đá rơi xuống, áp sát lại gần Lâm Chính, định áp chế anh. Nhưng khoảnh khắc ông ta đến gần. Bùm! Một đạo thần quang mạnh mẽ đột nhiên bùng phát từ cơ thể Lâm Chính. Không ổn, trúng kế rồi. Và vào thời điểm ánh sáng của lá bùa này bao trùm lấy Lâm Chính, một đạo ánh sáng hủy diệt khủng khiếp cũng ngay lập tức bao trùm lấy hội trưởng. Chỉ thấy mọi thứ xung quanh hội trưởng bắt đầu tan chảy, sụp đổ và phân hủy. Và ánh sáng lá bùa của chính anh cũng bị hư hại nghiêm trọng. Nhưng may mắn thay, ánh sáng của lá bùa không bị xuyên thủng. Khuôn mặt hội trưởng căng thẳng và ông ta nhìn về phía trước. Còn Lâm Chính vẫn thản nhiên nhìn ông ta, sau đó đột nhiên xoay người rời đi. Hội trưởng nhìn bóng dáng đang rời đi của Lâm Chính bằng ánh mắt lạnh lùng và phức tạp. Ánh sáng hủy diệt đáng sợ đó mặc dù không xuyên qua được ánh sáng tỏa ra từ những lá bùa của hội trưởng nhưng vẫn khiến ông ta bị ảnh hưởng đáng kể. Ông ta có thể cảm thấy sức mạnh của mình vào lúc đó đã suy yếu rất nhiều, các cơ quan nội tạng của cũng bị tổn thương. Tuy nhiên, hội trưởng tin rằng vào lúc này tình trạng của Lâm Chính nhất định cũng không tốt chút nào. Muốn rời đi. Hội trưởng hừ lạnh một tiếng, đè nén sự khó chịu trong cơ thể, dùng sức đuổi theo Lâm Chính. Nhưng khi ông ta vừa lao ra khỏi lăng mộ, đã có rất nhiều xe cảnh sát từ mọi hướng lao tới. Vô số thanh tra cảnh sát lao ra khỏi xe, tạo thành một vòng tròn bao vây hội trưởng. Ngoài ra còn có nhiều cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện. Nhìn thấy điều này, vẻ mặt hội trưởng xa sầm lại và chỉ có thể từ bỏ việc truy đuổi. Sau khi Lâm Chính rời khỏi Hoàng Lăng thì lập tức đi tới chỗ Mã Hải.
Sau khi chạy được hàng trăm cây số, Lâm Chính mới dừng lại. Ở một nơi ngoài ngoại ô, Mã Hải đang cùng một nhóm võ giả thảo luận chuyện gì đó. Cảm nhận được khí tức đáng sợ đang tới, các cao thủ võ thuật xung quanh Mã Hải đều trở nên đề phòng. Là chủ tịch Lâm. Mã Hải quay đầu lại, nhìn rõ là ai tới liền lập tức hét lớn. Lúc này mọi người mới thả lỏng cảnh giác. Sau khi Lâm Chính tiếp đất, mọi người lập tức vây quanh anh. Nhưng giây tiếp theo. Phụt. Lâm Chính phun ra một ngụm máu. Chủ tịch Lâm, cậu ổn chứ? Mã Hải vô cùng lo lắng. Không sao đâu, bây giờ. Tôi vẫn chưa chết đâu. Lâm Chính ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt lạnh lùng. Anh đã luyện tập đòn cuối cùng đó vô số lần. Ban đầu anh nghĩ đòn này chắc chắn phải lấy mạng hội trưởng. Cú đánh đó chứa đựng long khí của Hoàng Lăng, có thể tăng khí ý của anh lên gấp nhiều lần. Những trận chiến trước đó đều là sự chuẩn bị cho cuộc tấn công này. Tuy nhiên, sự thận trọng của hội trưởng rõ ràng đã vượt quá dự đoán của Lâm Chính. Anh thực sự không thể ngờ hội trưởng đại hội lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy, đỡ được đòn cuối của anh mà chẳng hề nao núng. Euro ó vẻ như muốn giết chết ông ta không hề dễ dàng. Chủ tịch Lâm, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn trở mặt với đại hội, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mã Hải trầm giọng hỏi. Hiện tại sự tình đã đến nước này, cũng không cần khách sáo thêm. Tại sao phải ngồi chờ chết? Chúng ta nên chủ động đi. Lâm Chính lau máu ở khóe miệng, khàn giọng nói. Chủ động. Mã Hải không khỏi giật mình. Lập tức tập hợp toàn bộ lực lượng của Dương Hoa, chuẩn bị tấn công núi Thánh Huyền. Ngoài ra, triệu tập tất cả những người đang bất mãn với đại hội để chuẩn bị hành động. Lâm Chính nói. Nghe xong lời này, Mã Hải lập tức cứng đờ tại chỗ. Chủ tịch Lâm, cậu, không đùa chứ? Mã Hải mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Tấn công núi Thánh Huyền, đây đúng là hoang đường hơn cả một giấc mơ. Bây giờ giữa chúng ta và đại hội không có đường lui nào, chỉ có chủ động mới có cơ hội sống sót. Sự cai trị lâu dài của đại hội đã khiến nhiều người không hài lòng, những cuộc bạo loạn gần đây cũng khiến đại hội lao đao. Lúc này là thời cơ tốt nhất để tấn công. Nhớ kỹ, chúng ta phải chiến đấu trên hai mặt trận. Mặt trận truyền thông là không thể thiếu, lần tấn công này nhất định phải chính đáng. Nếu có được sự ủng hộ của chính phủ thì ta đã thành công một nửa. Nhưng trong chính phủ cũng có rất nhiều người đến từ đại hội. Vì vậy chúng ta càng phải hành động trước khi đại hội làm điều đó. Ánh mắt Lâm Chính kiên định. Mã Hải nhận mệnh lệnh rời đi, sau. Đó lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu sắp xếp. Lâm Thần Y. Nếu muốn chính phủ ra mặt giúp sức đối phó đại hội thì buộc phải. Thu thập được bằng chứng phạm tội của đại hội, hiện tại các đoạn video phát tán trên mạng cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiếng tăm của đại hội, thực chất chính phủ cũng đang chuẩn bị vào cuộc rồi, có điều quyền lực của đại hội còn lớn hơn mức. Anh tưởng tượng nhiều, có thế lực của đại hội đàn áp, anh đường đột ra tay như. Vậy chỉ e kết cục sẽ không tốt như anh mong đợi. Ngay lúc đó, một tiếng cười nghe, có vẻ giễu cợt vang lên từ bên cạnh. Lâm Chính vừa nuốt một viên đan. Nghe thấy âm thanh này liền lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Anh thấy một người. Thanh niên mặc bộ vest màu xanh, dáng người cao ráo bước về phía mình. Phía sau còn có một ông già tóc bạc mặc đường phục. Khí tức của ông già không tồi, nhưng trong mắt Lâm Chính, ông ta không hề có chút sức uy hiếp nào. Đến nay hiếm người trên thế giới xứng đáng là đối thủ của Lâm Chính. Anh là ai? Lâm Chính bình tĩnh hỏi. Tôi tên Tiên Chính Nhất. Chàng trai mỉm cười. Tiên Chính Nhất, họ Tiên sao? Lâm Chính cau mày. Anh chưa bao giờ nghe tới cái tên này. Tôi nhớ là chưa từng mời hai vị. Tới đây phải không? Mã Hải cũng nhận ra có điều gì đó. Không ổn, lập tức cúp điện thoại, đẩy xe lăn tới. Tiên Chính Nhất khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói, Lâm Thần Y danh tiếng lẫy lừng, sự kiện hôm nay lại trọng đại như vậy. Dù không có thiệp mời, làm sao chúng tôi có thể bỏ lỡ? Huống chỉ. Lần này tôi tới đây là để mang tới cho Lâm Thần Y một món quà hậu hĩnh. Lâm Chính con mắt hơi nheo lại. Không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tiên Chính Nhất, chờ anh ta nói tiếp. Tiên Chính Nhất dường như không quan tâm đến sự cảnh giác của Lâm Chính, nhàn nhã nói, Lâm Thần Y quả thực rất can đảm khi dám đứng ra chống lại đại hội, nhưng đúng như Lâm Thần Y đang lo lắng, đại hội có quyền lực rất lớn. Nếu không nắm chắc đường đột hành động là cực kỳ nguy hiểm, nhưng vừa hay là tôi có cách giúp anh. Đờ, nói tôi nghe xem. Lâm Chính cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Khóe miệng
Tiên Chính nhếch nhếch lên, nở một nụ cười tự tin, đại hội coi trọng trật tự, nhưng chính phủ không chỉ coi trọng trật tự mà còn coi trọng pháp luật và công bằng. Đại hội có thể ngông nghênh ngang ngược như vậy là do bọn trong chính phủ có rất nhiều người do bọn chúng cài cắm vào giúp sức cho chúng, nếu có thể diệt trừ những kẻ như mầm mống ung thư này thì Lâm Thần Y còn phải lo lắng gì nữa. Vậy thì sao? Trên đảo Thiên Khiếu có một căn cứ thuộc về đại hội. Anh sẽ tìm thấy câu trả lời ở đó. Chỉ y cho đảo Thiên Khiếu. Lâm Chính hơi nheo mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nói, vì sao anh lại muốn giúp tôi? Mục đích của anh là gì? Tiên Chính nhất giang hai tay ra, làm bộ bất đắc dĩ nói, Lâm Thần Y, đừng đa nghi như vậy, tôi là không vừa mắt những việc đại hội đang làm, muốn góp một chút sức lực chính nghĩa. Hơn nữa, nếu đại hội thực sự bị lật đổ thì chúng tôi cũng sẽ có được nhiều lợi ích, không phải sao? Không biết đã qua bao lâu, Lâm Chính đột nhiên hỏi. Tôi có thể giúp. Chủ tịch Lâm, vậy còn việc hiệu triệu các anh hùng trong thiên hạ tấn công núi Thánh Huyền thì? Vẫn theo kế hoạch, khi Dương Hoa tuyên bố sắp tấn công núi Thánh Huyền, toàn bộ Long Quốc, giống như mặt nước bị ném xuống một tảng đá khổng lồ, gây ra ngàn đợt sóng. Tất cả các thế lực đều bối rối và choáng váng trước hành động của Lâm Thần. Trang web đen cũng hỗn loạn vì sự kiện này. Lâm Thần Y điên rồi. Lâm Thần Y chắc chắn điên rồi, một người dùng ẩn danh đăng. Nhưng ngay sau đó, những bức ảnh về tàn tích của Học viện Huyền Y Phái được đăng tải cùng với dòng trạng thái đi kèm. Đại hội đã ra tay với Dương Hoa, nếu tôi là Lâm Thần Y, tôi cũng sẽ không dung thứ. Nhưng Dương Hoa thực lực đến đâu, tuy là phi thường thiên hạ, nhưng so với đại hội, quả thực chỉ là trứng trọi đá, một người dùng khác phản hồi. Dương Hoa muốn khai chiến, không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Không thể so sánh được, nền tảng của đại hội không thể bị lay chuyển bởi Dương Hoa. Dương Hoa mới phất lên được bao nhiêu năm, còn đại hội đã nắm quyền được bao nhiêu năm. Có lẽ đây là một bước đi bất đắc dĩ của Lâm Thần Y, nếu anh ta không phản kháng, đại hội cũng sẽ không buông tha cho anh ta. Trong khi mọi người đang thảo luận sôi nổi thì một bài đăng khác xuất hiện. Xin chào mọi người, tôi là Mã Hải, người phụ trách của Dương Hoa, các bạn có thể gọi tôi là Giám Đốc Mãi. Tôi tin rằng các bạn đã nhìn thấy sự tàn bạo và hung hãn của đại hội trên Internet, cũng như sự kiểm soát và đàn áp tất cả các thế lực trong Long Quốc của đại hội. Tôi tin rằng mọi người đã phẫn nộ với sự đàn áp của đại hội trong thời gian dài. Ở đây, thay mặt Dương Hoa, và thay mặt Lâm Thần Y, tôi chân thành mời các bạn tới tham gia liên minh chống đại hội của Dương Hoa chúng tôi, cùng nhau thành lập quân đội liên minh và thảo luận về vấn đề đại hội. Nếu các bạn quan tâm, có thể liên hệ riêng với tôi. Bài đăng này xuất hiện và ngay lập tức làm nổ tung trang web đen. Đồng thời, tất cả thế lực lớn nhỏ trong Long Quốc đều nhận được lời mời từ Dương Hoa. Trong một trang viên sang trọng, một số nhà lãnh đạo quyền lực đã ngồi lại với nhau để thảo luận vấn đề này. Dương Hoa điên rồi sao? Sao lại dám khiêu chiến đại hội chẳng khác? Nào một con dã thú to lớn, một người đàn ông trung niên mặc đường phục trang trọng cau mày nói. Hành động của Dương Hoa chưa chắc đã là liều lĩnh, quy tắc của đại hội đã khiến rất nhiều người bất mãn. Những gia tộc hùng mạnh chúng ta ai không bị đại hội lợi dụng? Ai dám chống lại đại hội sẽ bị tiêu diệt, bây giờ mạng sống của mỗi người đều bị đe dọa. Ai cũng không được sống tốt, hơn nữa đại hội đã nhắm vào chúng ta, có lẽ lúc này là thời cơ tốt để lật đổ đại hội, một ông già khác với vẻ mặt kiên quyết phản bác. Nhưng nếu chúng ta đứng về phía Dương Hoa, nếu thất bại, hậu quả sẽ rất thảm khốc, người đàn ông trung niên lo lắng nói. Vậy thì chúng ta hãy ngồi xem trận chiến, đợi tình hình rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định, một người có vẻ ngoài hiểu biết như doanh nhân bên cạnh đề nghị. Ngồi trên núi xem mãnh hổ đánh nhau, ông cho rằng bên thắng cuộc sẽ dung thứ cho thái độ của chúng ta sao? Ông già khàn giọng nói, bây giờ là lúc phải đứng về một bên. Nếu không chọn thì sẽ chết, nếu chọn sai cũng sẽ chết. Mọi người bàn tán rất nhiều, hội trường sôi sục. Đúng lúc này, một thanh niên ăn mặc sang trọng bước vào. Hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vẻ mặt anh ta bình tĩnh đến đáng sợ, trên tay vẫn cầm một tấm thiệp chúc mừng. Không dài dòng, anh ta đứng trong hội trường và nói lớn. Lập tức tập hợp toàn lực, đi Giang Thành, gia nhập liên minh. Khi Dương Hoa tung ra tin tức sắp tấn công núi Thánh Huyền, nó như một tiếng sét giữa trời quang ở Long Quốc và cả đất nước ngay lập tức sôi sục. Dù người dân vẫn sinh hoạt như thường lệ nhưng giới quan chức và võ thuật của Long Quốc đều không thể ngồi yên. Vớ vẩn, thật là vớ vẩn, Lâm Thần Y này rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy? Cánh cửa phòng họp bị đẩy ra,
một người đàn ông trung niên mặc đồng phục. Bước nhanh vào, giận dữ hét lên. Trong phòng họp, một nhóm người đang ngồi. Ông già ngồi phía trên cau mày nhìn người đàn ông trung niên. Tề phó trưởng, ông không thấy chúng tôi đang họp sao? Nếu ông tự tiện can thiệp vào cuộc họp, tôi sẽ thông báo cho tổ chức, ông già hừ lạnh một tiếng. Người đàn ông trung niên giật mình, nhưng lúc này dường như ông ta không thể quan tâm nhiều như vậy, lập tức bước tới đưa thông tin trong tay cho ông già kia. Thưa ngài, tôi chấp nhận tất cả những hình phạt đó, nhưng tình hình rất khẩn cấp và tôi không thể quan tâm nhiều như vậy. Đây là tin tức chúng tôi vừa thu thập được từ web đen và nghe ngóng từ mọi tầng lớp xã hội. Hiện tại, Dương Hoa, đứng đầu là Mã Hải, đang tuyển quân và chuẩn bị tấn công núi Thánh Huyền, hành động này không phải sẽ gây ra sự hỗn loạn trên khắp Long Quốc sao? Ông già nhận lấy thông tin nhưng không đọc kỹ mà chỉ thản nhiên lật lại rồi ném lên bàn. Chúng tôi đã biết về điều này. Nếu đã biết, tại sao không hành động nhanh hơn? Một khi hai bên bắt đầu chiến tranh, nhất định sẽ gây ra náo loạn trên diện rộng, người đàn ông trung niên vội vàng nói. Tề phó, xin đừng hỏi nhiều về chuyện này. Các lãnh đạo phía trên đã thành lập một đội tác chiến đặc biệt sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Ông già xua tay, tề phó, nếu không có chuyện gì, mời ông rời đi trước. Sắc mặt người đàn ông cứng đờ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và lãnh đạm của ông già kia, người đàn ông đành phải rời khỏi phòng họp. Vừa bước ra khỏi phòng họp, người đàn ông vội vã quay trở lại văn phòng của mình. Suy nghĩ một lát, ông ta từ trong người lấy ra một chiếc điện thoại cao cấp, lập tức bấm một dãy số. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một giọng nói khàn khàn phát ra từ đầu bên kia của điện thoại. Tình hình không khả quan, lần này cấp trên không nói cho tôi biết về kế hoạch, thậm chí còn có dấu hiệu loại bỏ tôi ra khỏi lần hành động này. Bên kia điện thoại lập tức im lặng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau đó. Ông lập tức đi N King. Đi tìm vị đó sao? Người đàn ông trung niên giật mình, vội vàng thấp giọng nói, Dương Hoa tụ tập một đám tạp nham, cho dù thực sự muốn tấn công núi Thánh Huyền thì cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi, tại sao chúng ta phải bận tâm? Hơn nữa, hội trưởng, giờ ông vẫn còn cho rằng kẻ địch của chúng ta là Dương Hoa. Người đàn ông chưa kịp nói xong thì người ở đầu bên kia điện thoại đã ngắt lời ông ta. Người đàn ông giật mình. Đại nhân, ý của ngài là, lần này chính phủ nhất định sẽ can thiệp, những kẻ giấu mặt đó sẽ không bỏ. Lỡ cơ hội này, ông thực sự cho rằng Lâm Thần Y sẽ ngây thơ cho rằng Dương Hoa của hắn có thể phá hủy núi Thánh Huyền sao? Ông sai rồi, hắn chỉ muốn biến bản thân thành mồi lửa để đốt cháy núi Thánh Huyền mà thôi. Người đàn ông trung niên hít một hơi lạnh, tôi sẽ đi Yên Kinh ngay lập tức. Báo cáo 24/7 cho tôi. Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy. Cảm giác ai nấy đều đằng đằng sát ý. Lâm Chính nhìn chằm chằm những người này, không khỏi cảm thấy e ngại. Sức mạnh của những này không thua kém các cao thủ trong vực diệt vong. Hơn nữa, họ thậm chí có thể cạnh tranh với các cao thủ của Long Mạch dưới lòng đất. Rốt cuộc các người đến từ đâu? Lâm Chính nhìn chằm chằm Tiên Chính Nhất, lạnh lùng hỏi. Tiên Chính Nhất mỉm cười và chỉ về hướng biển, đảo Thiên Khiếu. Sóng võ vào mạn tàu tạo nên những tiếng động lớn. Với khả năng của anh, vượt biển dễ như trở bàn tay, cần gì phải dùng tàu thuyền? Lâm Chính đứng trên bong tàu bình tĩnh nói. Con tàu tuy được đẩy bởi khí tức của hàng chục cao thủ và tốc độ cực nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng bay trên không. Đảo Thiên Khiếu trước nay chưa từng bị người đời phát hiện là bởi vị trí địa lý đặc biệt của nó. Chúng ta căn bản không thể bay tới đó được. Hội trưởng rốt cuộc có liên quan gì đến đảo Thiên Khiếu của các người? Lâm Chính trầm giọng hỏi. Tiên Chính Nhất không vội vã trả lời ngay mà đưa mắt nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười đáp, ông ta là người của đảo chúng tôi. Hả? Lâm Chính có chút sững sờ, anh cảm thấy khá ngạc nhiên trước câu trả lời này. Tiên Chính Nhất hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản, Lâm Thần Y, đảo Thiên Khiếu là một nơi tách biệt và bí ẩn với thế giới. Nơi này không được thế nhân biết tới và có sức mạnh vô song. Chúng tôi rất nhiều năm sống ở ngoài biển, không can dự vào những tranh chấp trốn giang hồ. Nhưng nếu có thứ gì uy hiếp đến chúng tôi sẽ không ngần ngại mà ra tay. Chúng tôi muốn hợp tác với anh là vì sự phát triển của núi Thánh Huyền đã đe dọa đến an nguy của đảo Thiên Khiếu. Lâm Chính cau chặt mày lại, rơi vào trầm tư. Đến khi lên đảo anh sẽ hiểu mọi chuyện, muốn tìm cách đối phó với hội trưởng, đảo Thiên Khiếu sẽ cho anh câu trả lời. Tiên Chính Nhất khế mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này, trên chân trời phía xa xuất hiện một quầng mây đen khổng lồ. Vô số tia sấm chớp như những con dao long đang luồn lách qua quầng mây. Đó là cổng. Tiên Chính Nhất bổ sung, phải vượt qua đó chúng ta mới vào được địa phận đảo Thiên Khiếu.
Lâm Chính quan sát những con dao long điện quang kia, cộng thêm việc Tiên Chính Nhất nói đây là cổng khiến anh cảm thấy vô cùng tò mò và cảnh giác. Khi con tàu đến gần quầng mây đen hơn, những tiếng nổ của sấm sét càng inh tai. Các cao thủ trên thuyền nhanh chóng dàn trận. Rầm. Một kết giới khổng lồ đột nhiên dựng lên từ dưới con tàu, nó giống như một cái mai rùa bao bọc lấy con tàu. Cảm nhận được sức mạnh của kết giới này, Lâm Chính lập tức nhận ra bên dưới con tàu này có một pháp trận vô cùng mạnh mẽ. Đây rõ ràng không phải pháp trận bình thường, ít nhất nó cũng phải do hàng trăm cao thủ có sức mạnh phi thăng liên thủ với nhau mới tạo nên được. Và từ khí ý mạnh mẽ mà nó đang tỏa ra, đại trận này cực kỳ tinh vi và phức. SL. Nếu không bỏ ra cỡ 10 năm thì không thể lập nổi pháp trận như vậy. Chẳng trách phải ngồi con tàu này mới qua được. Với sức mạnh của cánh cổng này, nếu một người xông vào thì đúng là tìm đường chết. Khi con tàu đi qua vùng mây đen, sấm sét chút xuống như mưa, đánh vào con ảo. Các cao thủ lập tức dựng lá chắn bằng khí ý để ngăn chặn cuộc tấn công này. Con tàu điên cuồng lắc lư. Tiên Chính Nhất mặt đăm chiêu, trầm giọng nói, đây mới chỉ là bắt đầu, càng gần đảo Thiên Khiếu thì những đợt tấn công sẽ càng dữ dội. Mỗi lần về nhà. Đúng lúc này, trong quầng mây đen đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng ý ẩn. Năng lượng này như một vòng xoáy, hút lấy sấm sét xung quanh, tạo thành một cơn lốc sét khổng lồ. Cơn lốc sét cuộn về phía con tàu với tốc độ chóng mặt, trông gian xung quanh như bị bóp méo. Nhìn thấy cảnh này, Tiên Chính Nhất mặt biến sắc. Không ổn rồi. Có chuyện gì thế? Lâm Chính thờ ơ nhìn Tiên Chính Nhất, anh cảm nhận được vẻ nghiêm túc trong mắt đối phương cho nên lập tức hiểu được tia chớp trước mắt không hề bình thường. Tiên Chính Nhất im lặng một lúc, trên mặt nở nụ cười gượng gạo, Lâm Thần Y, vận may của chúng ta không tồi đâu, còn gặp phải hiện tượng thiên lôi khóa long. Bây giờ xem ra đường về nhà sẽ khó khăn hơn. Thiên lôi khóa long, đó là cái gì? Khu vực này là một khu vực rất đặc biệt, là vương quốc của cực lôi cho nên mới có sự hỗn loạn này. Cũng chính vì điều này, đảo Thiên Khiếu phía sau khu vực này đã trở thành chốn đảo nguyên biệt lập trên mặt đất không được ai biết đến. Kỳ thực nơi này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, mỗi lần đi qua khu vực này, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ thì còn cần may mắn nữa. Hàng chục năm nay, người dân trên đảo đều gặp may, nhưng hôm nay chúng ta thực sự quá đen đủi. Thiên lôi khóa long chính là hiện tượng trong khu vực sấm sét này xuất hiện một điểm sấm sét. Điểm sấm sét này hàng trăm năm mới xuất hiện một lần để giải phóng sức mạnh cực lôi đã tích lũy hàng trăm năm. Tiên Chính Nhất thao thao bất tuyệt, sau đó quay người hô to với người phía sau, lập tức chuyển hướng tàu, rời khỏi nơi này, đợi khi hiện tượng thiên lôi khóa long kết thúc chúng ta sẽ tiếp tục lên đường về nhà. Vâng. Mọi người không còn cố chấp tiến lên nữa mà lập tức chuyển hướng tàu chuẩn bị rút lui. Thiên lôi khóa long tồn tại trong bao lâu? Lâm Chính hỏi. Khoảng một tháng. Một tháng. Lâm Chính sắc mặt đột nhiên tối sầm, quá lâu, tôi không thể chờ lâu như vậy. Không phải anh muốn mạo hiểm tính mạng đấy chứ? Tiên Chính Nhất cao mày nói, sức mạnh kết giới của con tàu không đủ để chống chọi những đòn tấn công của thiên lôi khóa long. Lâm Chính trầm mặc một lát, trong mắt đầy sự kiên định nói. Tôi không thể đợi được một tháng. Mối đe dọa từ núi Thánh Huyền đã đến rất gần. Trì hoãn ở đây chẳng khác nào chờ chết. Nếu đây là một điểm sấm sét, thì nó chắc hẳn cũng. Có điểm yếu, tại sao không thử xem? Tiên Chính Nhất sửng sốt một chút, sau đó cười lớn, quả không hổ là Lâm Thần Y, người dám chống lại đại hội thì đúng là kẻ điên mà. Tiên Chính Nhất cũng không nói nhiều thêm, ngay lập tức nháy mắt ra hiệu với người của mình. Con tàu sắp chuyển hướng lại dừng lại và tiếp tục tiến về phía trước. Nếu Lâm Thần Y muốn phát điên, vậy thì tôi sẽ điên cùng với anh. Tôi cũng muốn xem cái gọi là thiên lôi khóa long này có gì mà đáng sợ như vậy. Rất tốt. Lâm Chính hai mắt nheo lại, khí tức trên người bắt đầu dâng trào, một sức mạnh chân long cường đại tràn ngập không gian. Không khí xung quanh dường như bị bóp méo bởi luồng khí ý mạnh mẽ này. Ngay khi Tiên Chính Nhất cảm nhận được sức mạnh này, trong mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Xem ra Lâm Thần Y quả thực có sức mạnh để đấu với đại hội. Tiên Chính. Các cao thủ trên tàu đều đã chuẩn bị đầy đủ, nâng cao khí tức lên đến đỉnh điểm và chuẩn bị đối mặt với cơn bão sắp tới. Khi con tàu chính thức tiến vào khu vực thiên lôi khóa long, vô số tia sét chút xuống như mưa xối xả, đập vào mạn tàu. Kết giới trên tàu bị sét đánh trúng ngay lập tức, phát ra những tiếng động long trời lở đất. Lâm Chính nhảy lên, bay lên không trung, lao vào sấm sét vô tận. Xung quanh vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Thân ảnh của Lâm Chính giống như một ngôi sao băng sáng chói, trong nháy mắt xuyên thủng bầu trời tối tăm. Trong khu vực thiên lôi khóa long, những tia sét giống như những con rồng dường như có sức sống, chúng rít lên bằng răng và móng vuốt, giải phóng một.
sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Lâm Chính lao mình về phía đó, con người nhỏ bé lại toát ra khí thế kiên cường và mạnh mẽ. Sức mạnh chân long trong anh dâng trào như ngọn lửa rực cháy, và xung quanh anh xuất hiện vầng sáng màu vàng khiến Lâm Chính trông oai phong như một vị thần. Đạo sấm sét đầu tiên giống như lưỡi kiếm khổng lồ, đem theo sức mạnh hủy diệt vạn vật đánh về phía Lâm Chính. Lâm Chính hừ lạnh, hai tay kết thành hình ấn, một lá chắn màu vàng ngưng tụ trước mặt anh. Tia sét va vào lá chắn làm phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Lá chắn rung lên bần bật nhưng vẫn miễn cưỡng đỡ được đòn sấm sét này. Những người ở bên dưới không khỏi kinh ngạc hô lên. Anh ấy tiếp được đòn đó sao? Tiên Chính Nhất hơi sững lại nhưng sau đó khẽ lắc đầu, thật là ngu ngốc, cứ như vậy thì đỡ được mấy đòn cơ chứ? Quả đúng như vậy. Những đạo sấm sét tiếp tục nối đuôi nhau giáng xuống giống như một trận mưa xối xả. Lâm Chính biết nếu cứ tiếp tục dùng vũ lực cưỡng ép như thế này rõ ràng là không thực tế, vì vậy anh lập tức dùng trưởng lực mạnh mẽ đánh lại về phía sấm sét. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, lực sấm sét vẫn không thể bị phân tán hết. Vẫn sẽ có một phần nhỏ sét đánh vào cơ thể anh. Cơ thể Lâm Chính lập tức run lên khi bị sét đánh. Chuẩn bị sẵn sàng. Tiên Chính Nhất thấy tình thế không ổn, lập tức hét lên. Đúng lúc này, một con rồng sấm sét khổng lồ từ trên mây hiện ra, há cái miệng khủng bố lao về phía Lâm Chính. Sức mạnh của con rồng này vượt xa tất cả những tia sét trước đó, và luồng khí kinh hoàng mà nó tỏa ra khiến toàn bộ không gian như móp méo. Tiên Chính Nhất khuôn mặt tái nhợt, vội vã hét lên, Lâm tiên sinh, rút lui mau. Nhưng Lâm Chính không có ý định lùi lại, thay vào đó anh còn lao về phía con rồng sét. Điên rồi, người này chắc chắn bị điên rồi. Hầu như tất cả mọi người đều có suy nghĩ này, mở to mắt nhìn cảnh tượng điên rồ trước mặt. Cuối cùng, bang, Lâm Chính va chạm với con rồng sấm sét, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Sấm sét vô tận nổ tung trên bầu trời. Sấm sét kinh hoàng lan ra mọi hướng, như một tấm lưới che phủ cả bầu trời. Mọi người ngơ ngác nhìn. Đôi mắt Tiên Chính Nhất nheo lại. Trên đời này làm sao có thể có người chủ động chui vào chỗ chết như vậy nhỉ? Ngay cả anh ta cũng không có can đảm để đối đầu trực diện với con rồng sấm sét vừa rồi. Nhưng người kia không những không rút lui phòng thủ mà còn lao thẳng về phía con rồng đó. Đây rõ ràng là đang tìm chỗ chết. Nhìn thấy bầu trời sấm sét, mọi người trong lòng đều nghẹn lại. Thưa đại nhân, liệu người đó đã chết chưa? Một thuộc hạ cẩn trọng đi đến bên cạnh Tiên Chính Nhất, run giọng nói. Tiên Chính Nhất trầm mặc hồi lâu, khàn giọng đáp, nếu anh ta đã chết, quay. Đầu lập tức rời đi. Liệu có kịp không? Mặc kệ đi. Vâng. Đó là Lâm Chính. Lâm Chính hai tay dang rộng, sấm sét vô tận bao quanh cơ thể anh, như thể đang tấn công, nhưng cũng giống như đang rửa tội. Lúc này, tất cả sấm sét dường như bị thu hút, điên cuồng đánh về phía Lâm Chính. Nhất thời, toàn bộ khu vực Thiên Lôi Khóa Long đều chấn động. Trên bầu trời đầy sấm sét. Thân ảnh Lâm Chính sừng sững như một tấm bia bất tử. Anh đứng đó kiêu hãnh. Sấm sét vô tận bao quanh cơ thể anh. Cảnh tượng này đúng là gây sốc. Nhìn nó thật đáng sợ. Lâm Chính lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới sấm sét. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa trong từng tia sét, đó là một nguồn năng lượng đáng sợ có khả năng hủy diệt vạn vật. Sấm sét này khác với sức mạnh sấm sét mà Lâm Chính đã lĩnh ngộ trước đây, đây dường như là lôi lực nguyên thủy nhất giữa trời và đất. Anh lặng lẽ nhắm mắt lại và cảm nhận luồng sức mạnh này. Thời gian trôi qua, từng tia sét giống như những con rắn bạc linh hoạt, bay lượn xung quanh Lâm Chính. Chúng hung dữ đến mức dường như muốn xé xác anh. Lâm Chính không hề phản kháng, chịu đựng cơn đau do nguồn sức mạnh này gây ra, đồng thời cẩn thận cảm nhận và phân tích những khía cạnh cơ bản và sâu sắc nhất của sức mạnh sấm sét này. Anh ta đang làm gì vậy? Tiên Chính Nhất đứng phía dưới nhìn chằm chằm vào Lâm Chính, sự bối rối hiện lên trong mắt anh ta. Chỉ lơ lửng giữa không trung và chịu sét đánh vô ích. Điều gì đang diễn ra trong đầu con người này? Đại nhân, chúng ta có nên rời đi không? Lúc này, một người thận trọng bước tới hỏi Tiên Chính Nhất. Tiên Chính Nhất im lặng một lát, giọng khàn khàn nói, chúng ta xem tình hình rồi tính. Cái đó, được rồi. Lúc này, thân thể Lâm Chính bất giác run lên. Sấm sét đang tấn công anh không hiểu sao lại trở nên ngoan ngoãn. Chúng không còn tấn công Lâm Chính nữa mà hình thành một vòng xoáy sấm sét cực lớn bao quanh cơ thể anh. Vòng xoáy này tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh phải rung chuyển. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiên Chính Nhất không khỏi giật mình. Người này, lẽ nào, không thể, tuyệt đối không thể.
Tiên Chính Nhất nghĩ đến một khả năng cực kỳ đáng sợ. Nhưng anh ta không thể ngờ có người có thể lĩnh ngộ sức mạnh sấm sét theo cách này. Dưới sự quan sát của mọi người phía dưới, Lâm Chính giống như một ngôi sao sáng treo cao trên bầu trời. Biển sấm sét vô tận bao quanh anh, nó giống như một cơn bão kinh hoàng, khiến người ta run lên vì sợ hãi. Không biết qua bao lâu, cơ thể Lâm Chính đột nhiên bắt đầu run rẩy. Vòng sấm sét không ngừng xoay tròn, bóng dáng Lâm Chính càng lúc càng mơ hồ. Như thể cơ thể anh đã hòa tan với sấm sét và trở thành một phần của cơn bão này. Cuối cùng, khi cơn sấm sét đạt đến đỉnh điểm, một ánh sáng chói lóa tỏa ra từ cơ thể Lâm Chính. Ánh sáng chói như mặt trời khiến người ta không thể nhìn thẳng vào nó. Thật sự, thành công rồi à? Tiên Chính Nhất ngơ ngác nhìn, không khỏi lẩm bẩm. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Người bên cạnh anh ta hỏi bằng giọng run run. Tiên Chính Nhất hít sâu một hơi, khàn giọng nói, người này. Lợi dụng thiên lôi khóa long, để lĩnh ngộ quy luật sấm sét. Cái gì, quy luật sấm sét, đó là cái gì? Người kia ù cạc cạc không hiểu chuyện gì. Tiên Chính Nhất không giải thích mà chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Chính. Lúc này, Lâm Chính chậm rãi mở mắt. Sấm sét bắn ra từ con ngươi của anh, con mắt chuyển sang màu xanh đậm, như thể có vô số lưới sấm sét đan xen bên trong đôi mắt đó. Quy luật sấm sét. Lâm Chính nhìn thoáng qua tia chớp trong lòng bàn tay mình, bình tĩnh nói, anh sai rồi. Sai, Tiên Chính Nhất hơi giật mình. Điều tôi lĩnh ngộ không phải là quy luật sấm sét, mà là bí mật của sấm sét. Tiên Chính Nhất vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, bí mật sấm sét sấm sét. Đây là loại sức mạnh gì? Có lẽ nào, loại sức mạnh này còn lợi hại hơn cả quy luật sấm sét. Anh ta quay lại nhìn Lâm Chính, nhưng không thể nào nhìn thấu con người này. Một lúc lâu sau, Tiên Chính Nhất hít một hơi thật sâu, đè nén sự kinh ngạc trong đôi mắt, khàn giọng nói, Lâm Thần Y, anh quả thực đã khiến tôi được mở. Rộng tầm mắt, có điều, hiện tượng thiên lôi khóa long này vẫn chưa kết thúc. Vậy mà anh lại lĩnh ngộ được bí mật của sấm sét. Liệu có thể cho chúng tôi biết, loại sức mạnh này đặc biệt như thế nào được không? Lâm Chính không lên tiếng mà dùng ánh mắt thờ ơ quét qua khu vực thiên lôi khóa long trước mặt, sau đó lập tức nhảy lên. Thân ảnh anh giống như một con rồng, lao vào giữa cơn bão sấm sét. Trong khoảnh khắc, sức mạnh bí mật của sấm sét dâng trào xung quanh anh, như thể Lâm Chính đã hòa làm một với sức mạnh cuồng bạo của sấm sét. Bóng dáng anh thoát ẩn thoát hiện trong tia chớp, giống như một vị thần điều khiển sấm sét. Sấm sét dày đặc giống như những con rắn bạc có răng nanh và móng vuốt, chúng điên cuồng lao về phía Lâm Chính. Nhưng khi chạm vào sấm sét xung quanh cơ thể anh, chúng lập tức trở nên ngoan ngoãn. Lâm Chính hơi giơ tay lên, trong lòng bàn tay lóe lên tia sét, một lực hút cực mạnh phát ra, sấm sét cuồng bạo dường như được triệu hồi mà tụ lại về phía lòng bàn tay anh. Khi sấm sét càng không ngừng ập tới, ánh sáng trên người Lâm Chính càng lúc càng chói mắt. Anh lặng lẽ quan sát, ánh mắt kiên định và tập trung, như đang trò chuyện với sức mạnh nguyên thủy của trời và đất. Dưới sự chỉ dẫn của bí mật sấm sét, Lâm Chính bắt đầu sắp xếp lại khu vực thiên lôi khóa long đầy hỗn loạn này. Sau đó, toàn bộ sấm sét đều dồn vào cơ thể Lâm Chính. Đoàng! Đoàng! Rào! Tiếng sét vẫn tiếp tục vang lên, sắc mặt của những người bên dưới tái nhợt vì kinh ngạc. Họ chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Bầu trời và mặt đất như mất đi màu sắc, còn mặt trời và mặt trăng như mất đi ánh sáng. Sóng biển cồn cuộn, vạn vật xung quanh như đang ở trong ngày tận thế. Nhiều người thậm chí còn sợ hãi trước cảnh tượng này đến mức không thể đứng vững mà ngồi phịch xuống đất. Ngay cả nét mặt của Tiên Chính Nhất cũng căng ra, anh ta trước đó không hiểu bí mật của sấm sét là gì. Nhưng bây giờ, anh ta đã hiểu. Chỉ sợ cái gọi là quy luật của sấm sét khi đứng trước sức mạnh này cũng chẳng là gì cả. Cảnh tượng này tiếp tục trong vòng 10 phút trước khi sấm sét dần dần tiêu tan, để lộ bầu trời và đại dương đang bị che khuất. Mà Lâm Chính cũng từ trên trời chậm rãi hạ xuống bong thuyền. Giống như một vị thần. Sấm chớp vô tận giống như thuộc sở hữu của anh. Tất cả mọi người đều kính sợ trước anh. Một số người thậm chí còn muốn tỏ lòng tôn kính với anh. Đi thôi, chúng ta tới đảo Thiên Khiếu, giọng nói bình tĩnh của Lâm Chính truyền đến. Tiên Chính Nhất lúc này vừa định thần lại và nhìn về phía trước. Chỉ thấy bóng hình của đảo Thiên Khiếu đã xuất hiện ở phía chân trời. Thiên lôi khóa long, đã bị anh tiêu diệt hoàn toàn rồi sao? Tiên Chính Nhất nói bằng chất giọng trầm và khô khốc. Có vẻ như vậy. Thật sự đáng kinh ngạc. Lâm Chính gật đầu nhưng không nói gì thêm. Con tàu suôn sẻ vượt qua chặng còn lại của hành trình và chẳng mấy chốc đã đến gần bến tàu của đảo Thiên Khiếu. Nhưng trên bến tàu, có vài nhân vật mặc áo choàng xuất hiện. Xuất!
Một âm thanh xé toạc không khí. Sau đó, một bóng người lao thẳng về phía trước nhanh như một tia sáng. Hả? Ánh mắt Lâm Chính lập tức trở nên sắc bén. Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Lâm Chính, khí thế xung quanh anh đột nhiên bùng nổ, một luồng năng lượng mạnh mẽ lan ra bốn phía như một làn sóng cuồng nộ. Mọi người xung quanh đều nghiêm mặt lại. Thân ảnh đang lao tới như tia chớp kia cũng rùng mình. Hiển nhiên, kẻ này không ngờ Lâm Chính còn trẻ như vậy mà lại có thể bộc phát ra khí tức đáng sợ đến thế. Thân ảnh của Lâm Chính cũng vụt qua như điện xẹt, trong nháy mắt đến gần kẻ kia. Chỉ với một cái vẫy tay của anh, một tia sét lóe lên, mang theo khí tức hủy diệt. Kẻ lạ mặt sao có thể đỡ được đòn này, cho nên chỉ đành vội vã rút lui. Nhưng sấm sét đáng sợ dâng lên như thủy triều, dù đã rút lui thì kẻ lạ mặt cũng không tránh khỏi bị mấy tia sét đánh trúng. Hắn bị chấn động mạnh đến mức lùi về phía sau, suýt chút nữa ngã xuống đất. Những người còn lại trên đảo Thiên Khiếu khi nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt, hiển nhiên không ai ngờ kết cục lại như vậy. Tiên Chính Nhất vội vàng bước tới, cười nói, các vị xin chớ làm bậy. Đây là khách quý của đảo Thiên Khiếu chúng ta, đừng làm phiền khách quý. Nói xong, anh ta nhìn bóng người vừa bị Lâm Chính đánh lui, nói, Mạc Phong, sao anh có thể lỗ mãng như vậy? Trong mắt Mạc Phong hiện lên một tia kinh ngạc và ngưỡng mộ. Ban nãy anh ta đã dùng toàn lực ra đòn, tưởng rằng có thể dọa cho đối phương khiếp sợ. Nhưng thật không ngờ Lâm Chính lại có thể đánh cho anh ta lùi lại dễ dàng như vậy. Thực lực này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của Mạc Phong. Tiên đại nhân, ngài cũng biết quy tắc của đảo Thiên Khiếu. Nếu người tới thực lực không đủ thì không có tư cách tiến vào đảo của chúng ta. Mạc Phong chắp tay đáp. Nếu người đó không đủ thực lực thì tôi sẽ đưa lên đảo chắc. Huống chỉ các vị chưa từng nghe qua danh tiếng lẫy lừng của Lâm Thần y sao. Tiên Chính Nhất nheo mắt cười lạnh, cảm nhận được sức mạnh sấm sét trong khu vực Thiên Lôi Khóa Long rồi chứ. Để tôi nói cho các vị biết, sức mạnh đó đã bị Lâm Thần y thu phục và hấp thụ rồi. Mọi người nghe được lời này đều rất kinh ngạc và kinh hãi. Tiên đại nhân, ngài nói cái gì vậy? Người này hấp thu sức mạnh Thiên Lôi Khóa Long. Làm sao có thể, Thiên Lôi Khóa Long là sức mạnh nguyên thủy của trời và đất, nó đáng sợ đến mức nào, làm sao có thể dễ dàng bị hấp thụ? Không ai tin điều vừa nghe. Chỉ có Mạc Phong tựa hồ đã phát hiện ra điều gì, anh ta quay lại nhìn Lâm Chính, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Đủ rồi. Ngay lúc hiện trường đang náo nhiệt, một giọng nói trầm và lớn vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn. Họ nhìn thấy một ông già tóc trắng mặc áo choàng xanh bước ra từ phía sau đám đông. Bái kiến Bạch Lão. Tiên Chính Nhất chắp tay. Bái kiến Bạch Lão. Mọi người cũng tỏ ra vô cùng kính cẩn. Ông già được gọi là Bạch Lão gật đầu, đi về phía Lâm Chính và hơi cúi đầu. Lâm Thần y hạ cố tới đây là phúc của đảo Thiên Khiếu. Trước đó người dân đảo, không biết phép tắc, đã xúc phạm Lâm Thần y. Xin Lâm Thần y lượng thứ. Bạch Lão khách sáo rồi. Lâm Chính khế gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Ông già trước mặt khí tức phần lớn được kiềm hãm lại, nhưng luồng khí tỏa ra từ cơ thể ông ta đặc biệt độc đáo và không thể nhìn thấu. Ơ ó vẻ như đảo Thiên Khiếu này quả thực có rất nhiều bậc kỳ nhân. Bạch Lão khế mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, nói, Lâm Thần y, nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp thì quả thực là không tầm thường. Vừa nghe Tiên Chính Nhất nói Lâm Thần y đã hấp thụ được sức mạnh của Thiên Lôi Khóa Long. Xem ra Lâm Thần y rất có duyên với đảo Thiên Khiếu này. Đó chỉ là gặp may thôi. Lâm Chính thản nhiên đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy đề phòng. Lâm Chính thoáng ngạc nhiên. Còn có loại môn pháp như vậy sao? Lâm Thần y, nếu muốn biết về hội trưởng đại hội thì mời đi bên này. Bạch Lão nói xong xoay người dẫn đường. Lâm Chính do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Đoàn người đi dọc theo con đường quanh co rợp bóng cây, hoa cỏ xung quanh tỏa ra mùi thơm đặc biệt. Lâm Chính nhìn quang cảnh xung quanh, vẻ mặt đột nhiên nghiêm lại. Anh phát hiện ra mình không thể nhận ra được bất kỳ loại hoa cỏ nào ở nơi này. Tất cả những loài thực vật ở đây đều là kỳ hoa dị thảo. Có vẻ như đảo Thiên Khiếu này thực sự phi thường. Một lúc sau, một cung điện tráng lệ xuất hiện trước mắt đoàn người. Những lầu các hùng vĩ được chạm khắc, toát ra bầu không khí cổ kính và huyền bí. Đoàn người đi vào cung điện. Lối trang trí cổ xưa vô cùng bắt mắt. Có một bàn trà ở trung tâm của gian nhà. Một người đàn ông mặc áo choàng đen đang bình tĩnh pha trà. Lâm Chính cẩn trọng quan sát. Đánh giá từ dung mạo lúc ẩn lúc hiện dưới tấm áo choàng, người kia có lẽ đã ngoài 50. Nhưng khí ý mạnh mẽ toát ra từ người này lại nói rằng tuổi tác của ông ta không chỉ có thế. Đảo chủ, Lâm Thần y đã tới, Bạch Lão cung kính nói.
Người mặc áo choàng đen khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Chính, chậm rãi nói, Lâm thần y, lại đây uống một tách trà thơm. Lâm Chính không khách sáo, bước tới, bưng trà lên nhấp một ngụm. Trà ngân nở lờ. Lâm Chính hai mắt không khỏi sáng lên. Xem ra Lâm thần y cũng là người am hiểu trà. Đảo chủ mỉm cười nói. Đảo chủ quá khen rồi, có điều hiện tại Lâm mỗ không có tâm trạng thưởng trà. Đảo chủ hẳn đã biết mục đích Lâm mỗ đến đây rồi phải không? Lâm Chính đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói. Tôi đã biết điều đớ. Đảo chủ bình tĩnh nói, kẻ đó rời đảo từ trăm năm trước, tham gia đại hội và trở thành hội trưởng hiện tại đang thao túng trật tự thế giới. Hiện tại, kẻ đó là mối đe dọa đối với đảo Thiên Khiếu chúng tôi. Hôm nay, tôi nhờ tiên chính nhất mời Lâm thần y đến đảo cũng là vì muốn tiêu trừ mối họa này cho đảo chúng tôi. Lâm Chính nheo mắt lại. Đảo Thiên Khiếu đã ẩn giật gần nghìn năm, không quan tâm đến chuyện trần tục. Về phần người đó, có thể nói hắn là một nhân tài độc nhất vô nhị mà chúng ta ngàn năm nay chưa từng thấy ở đảo Thiên Khiếu. Lâm thần y có thể cùng hắn đấu trí đấu dũng mà vẫn toàn mạng khiến tôi thực sự vô cùng ngưỡng mộ. Đảo chủ mỉm cười nói. Nói như vậy thì đảo chủ đã từng giao đấu cùng hội trưởng rồi. Lâm Chính trầm giọng hỏi. Đảo chủ trầm mặc một lát, lắc đầu, tôi từng phái vài tốp người tới đó, nhưng đều đã chết. Hiện tại đảo Thiên Khiếu của chúng tôi chỉ có thể dựa vào trận pháp cổ xưa do tổ tiên để lại để chống cự. Nếu không, kẻ đó đã lên đảo giết sạch tộc, nhân của tôi từ lâu rồi. Lão ta cũng là người trong tộc của ông, tại sao lại muốn ra tay tàn nhẫn như vậy? Đó là một câu chuyện dài. Đảo chủ thở dài một hơi, khàn giọng nói, Lâm thần y có lẽ không biết, trên đảo Thiên Khiếu từng có một cuốn yêu thư, gọi là Thông Thiên Thần Thư. Lâm Chính vẻ mặt cũng đăm chiêu. Anh không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế. Mặc dù Thông Thiên Thần Thư không thể mở ra con đường tu tiên trường sinh bất tử, nhưng bên trong ghi chép không ít cấm thuật uy lực vô song. Lâm thần y, không thể kéo dài thời gian nữa, nếu không sớm diệt trừ kẻ này, chúng ta đều sẽ phải chết. Đảo chủ trầm giọng nói. Lâm Chính khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương, nếu đã như vậy thì đảo chủ, ông mời tôi tới đây thì hẳn là đã có biện pháp đối phó với hội trưởng rồi phải không? Có một điều kiện cần thiết để tu luyện Thông Thiên Thần Thư. Đảo chủ không trả lời câu hỏi. Điều kiện là gì? Ngừa Lâm Chính nghe được câu trả lời này, sắc mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Tôi nhận được tin tức, trong lúc đại hội triệu tập hội nghị, có một người bí ẩn. Đã làm gián đoạn hội nghị, thậm chí còn gây gổ với hội trưởng. Người này có liên quan đến Lâm thần y phải không? Đảo chủ mỉm cười hỏi. Việc đó rất quan trọng sao? Lâm Chính bình tĩnh hỏi ngược lại. Ha ha ha, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Đảo chủ cười lớn, sau đó lại thấp giọng nói, nếu Lâm thần y đã từng giao đấu cùng hội trưởng thì cậu sẽ biết khi hội trưởng thi triển Thông Thiên Thần Thư đó cần phải hiến tế người sống. Cậu từng tới núi Thánh Huyền rồi phải không? Cảm giác ở đó thế nào? Là mảnh đất địa linh nhân kiệt, rồng cuộn hổ ngồi. Có thể nói là một vùng đất với phước lành hiếm có. Lâm Chính cau mày, mặc dù không biết đảo chủ vì sao lại hỏi như vậy. Đảo chủ nghe vậy. Liên tục lắc đầu, khàn giọng nói, đó chỉ là bề ngoài thôi. Núi Thánh Huyền thực chất, là địa ngục, thậm chí còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Nói đến đây, ông ta chăm chú nhìn Lâm Chính, Lâm thần y có biết trong núi Thánh Huyền có thứ gì không? Thứ gì? Người. Lâm Chính như hãng một nhịp thở. Có người sống, có người chết, tóm lại, bọn họ chỉ là người, rất nhiều người. Đảo chủ nhỏ giọng nói. Mà những người này chính là điều kiện cần thiết để hội trưởng đại hội tu luyện Thông Thiên Thần Thư. Lâm Chính trầm mặc, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đại hội luôn tuyên bố duy trì trật tự thế giới, trừng phạt cái ác và thúc đẩy cái thiện. Tổ chức này có thể được coi là luật lệ ngầm ở Long Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, thủ đoạn của chúng còn đáng sợ và độc ác hơn bất kỳ thế lực nào. Đảo chủ nói cho tôi biết chuyện này, lẽ nào ông muốn ra tay với núi Thánh Huyền? Lâm Chính khàn giọng hỏi. Tôi có nghĩ tới chuyện này. Đảo chủ khẽ mỉm cười, có điều, đây chỉ là một phần. Kế hoạch chủ yếu của tôi là dụ hội trưởng đến đảo Thiên Khiếu rồi giết chết hắn. Dẫn tới đây. Đúng vậy. Đảo chủ hơi nheo mắt lại, trong mắt sáng ngời vẻ thông tuệ và kiên định, chậm rãi nói, đảo Thiên Khiếu có một trận pháp cổ xưa do tổ tiên chúng tôi để lại. Trận pháp này cực kỳ mạnh mẽ, nếu có thể tận dụng tốt thì có thể trở thành một vũ khí đắc lực để tiêu diệt kẻ đó. Nhưng muốn dẫn lão ta tới đây không phải chuyện dễ dàng. Việc này cần có sự giúp đỡ của Lâm thần y. Đảo chủ cười nói, hiện giờ tôi đã nói cho biết yếu điểm của hội trưởng. Lâm Chính suy nghĩ một chút, đột nhiên nói,
tại sao không chuyển đại trận pháp của mọi người đến núi Thánh Huyền? Anh vừa nói xong, đảo chủ sửng sốt một chút, sau đó bật cười lớn. Ha 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 ha! Lâm Thần Y, cậu quá ngây thơ rồi. Đây là trận pháp thượng cổ, những người như tôi và cậu đâu phải nói chuyển là chuyển được. Đảo chủ không khỏi cất giọng đùa cợt. Lâm Chính vẻ mặt thản nhiên đáp, đảo chủ, mặc kệ trận pháp cổ xưa này có thể dịch chuyển hay không, tôi vẫn hy vọng ông có thể dẫn tôi đi xem. Đảo chủ nhếch môi cười, sau đó gật đầu nói, cậu còn trẻ người non dạ, không hiểu sự kỳ diệu của trận pháp thượng cổ cũng là điều dễ hiểu. Nếu vậy tôi sẽ đưa cậu đi xem để cậu hiểu được sự đáng sợ của nó. Có điều tôi phải nói trước, đại trận này vô cùng phi thường, uy lực vô song, không thể tùy tiện tác động. Lâm Chính khẽ gật đầu. Đi theo tôi. Đảo chủ đứng dậy gật đầu với mấy người bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, một đoàn người đi tới. Trong đoàn người đó có cả Tiên Chính Nhất và Bạch Lão. Đảo chủ dẫn đầu đoàn người đi vào sâu bên trong đảo Thiên Khiếu. Một lúc sau, đoàn người đến một thung lũng rộng lớn. Thung lũng được bao quanh bởi mây và sương mù, không gian huyền bí và yên tĩnh. Ở chính giữa thung lũng, một trận pháp cổ kính và hùng vĩ toát ra khí tức mạnh mẽ. Lâm Chính chăm chú quan sát trận pháp, vẻ mặt đăm chiêu. Trận pháp này giống như một mê cung khổng lồ, được tạo thành bởi vô số phù văn và đường nét huyền bí. Những phù văn tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, như thể chúng chứa đựng sức mạnh vô tận. Những đường nét chằng chịt như mạng nhện, phức tạp và khó hiểu. Đây là trận pháp thượng cổ sao? Lâm Chính trầm giọng hỏi. Đúng, mà cũng không đúng. Ý ông là gì? Đây chỉ là đại trận bề mặt, giống như nắp của một cái hộp. Bản chất và tinh hoa thực sự của đại trận nằm ở bên dưới đại trận bề mặt này. Đảo chủ mỉm cười đáp, đại trận bề mặt. Lâm Chính sửng sốt. Anh chưa bao giờ nghe tới khái niệm này. Một đại trận còn có thể chia thành đại trận bề mặt và đại trận bên trong được sao? Lâm Chính nhìn chằm chằm vào trận pháp, đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ đang dâng lên. Đó là một loại sức mạnh có thể hủy diệt trời đất, có nguyên tắc và quy luật vận hành độc đáo của riêng mình. Anh từ từ tiếp cận đại trận và quan sát cẩn thận từng phù văn và đường nét. Phù văn có trạng thái khác nhau, có cái nóng như lửa, có cái lạnh như băng. Có cái nhanh như sấm sét. Hình thù của các phù văn cũng khác nhau, mỗi cong như con rắn, một số thẳng như kiếm, một số lại xoắn ốc như rồng cuộn. Thật đáng kinh ngạc. Lâm Chính không khỏi cảm thán. Chỉ là đại trận bề mặt mà đã thiên biến vạn hóa như vậy, nó bao trùm vạn vật, chứa đựng rất nhiều loại pháp lực. Vậy rốt cuộc đại trận bên dưới còn lợi hại đến mức nào? Lâm Thần Y, bây giờ cậu đã nhận ra việc di chuyển trận pháp là ý tưởng nực cười đến mức nào rồi phải không? Đảo chủ mỉm cười hỏi. Là tôi đã quá nông cạn. Lâm Chính gật đầu, nhìn chằm chằm đại trận bề mặt một hồi, sau đó bình tĩnh hỏi, có thể mở đại trận bề mặt ra được không? Tôi muốn xem đại trận chính bên trong sẽ như thế nào. Tất nhiên là được. Đảo chủ gật đầu với người bên cạnh. Tiên Chính Nhất. Bạch Lão và những người khác hiểu ý và lập tức bước vào đại trận. Bạch Lão lấy từ trong người ra một chiếc hộp tinh xảo và sang trọng, cẩn thận mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một vật giống như viên ngọc rồi đặt vào giữa đại. Trận bề mặt. Những người còn lại nhanh chóng cắt một vết trên tay và giỏ máu lên các đường vân của đại trận bề mặt. Việc này diễn ra trong một thời gian ngắn. Choang, một tia sáng bắn ra từ viên ngọc. Trong khoảnh khắc, các phù văn trên trận pháp phát sáng rực rỡ. Và các đường nét bắt đầu hơi rung chuyển. Chúng cũng đang đi lên cùng với đại trận. Một lát sau, một cái đầu rồng khổng lồ xuất hiện trong tâm mắt Lâm Chính. Đó chính là bên trong đại trận. Đảo chủ bình tĩnh nói. Lâm Chính nhìn chiếc đầu rồng khổng lồ, thận trọng đánh giá nó. Cứ như vậy một lúc, sau đó Lâm Chính nhấc chân lên định bước vào đại trận bên trong. Ngay lúc anh vừa nhấc chân lên, một bóng người được bao bọc trong quang sáng rực rỡ xuất hiện. Một luồng khí thức mạnh mẽ ập tới. Mọi người nhìn kỹ hơn thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp từ trên trời đáp xuống. Người phụ nữ mặc một bộ váy sặc sỡ, vạt váy bay trong gió trông hệt như một tiên nữ vừa đáp xuống từ cửu trùng thiên. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng như sao toát ra vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, mái tóc đen dài xõa xuống như thác nước được điểm xuyết bởi những viên ngọc sáng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ này xuất hiện. Lâm Chính không khỏi nhíu mày nhìn sang. Anh phát hiện khí tức của người phụ nữ này không thua kém gì so với đảo chủ. Đây là ai? Đúng lúc Lâm Chính còn đang suy nghĩ, người phụ nữ kia hơi nhếch cằm, ánh mắt đầy khinh thường, lạnh lùng nhìn Lâm Chính, hừ lạnh nói, tên nhãi danh không biết trời cao đất dày này sao dám ngông cuồng đòi bước vào trận pháp thượng cổ.
đừng hòng làm ô uế báu vật mà tổ tiên chúng tôi truyền lại. Mau cút đi. Cô ta nói dứt lời, Lâm Chính lập tức đưa mắt nhìn đảo chủ. Lâm thần y xin đừng phật ý, đây là thiên nữ của đảo thiên khiếu chúng tôi. Đảo chủ mỉm cười giải thích. Thiên nữ, đó là gì vậy? Đảo thiên khiếu chúng tôi từ xa xưa đã có một vị thiên nữ chấn giữ, địa vị của thiên nữ rất đặc biệt, đây chính là thiên nữ đương nhiệm. Thật sao, nghe lời cô ấy nói thì có vẻ tôi không được phép làm ô uế trận pháp thượng cổ này. Lâm Chính bình tĩnh nói. Để tôi giải thích cho cô ấy. Đảo chủ đáp. Không cần phí lời với tôi. Thiên nữ khế nhấc gót sen, đi về phía trận pháp thượng cổ, nhìn xung quanh và nói, trận pháp thượng cổ này vô cùng thiêng liêng, không ai được phép bước vào đây, nếu không chính là xúc phạm tổ tiên. Đảo chủ, ông đối phó với tên nghịch đồ đó là chuyện của ông. Ông muốn dùng trận pháp tôi cũng không phản đối, nhưng tôi không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào đây. Việc này, sắc mặt đảo chủ cũng trở nên khó coi. Lâm Chính giờ đã nhìn rõ tình huống trước mắt. Có vẻ như ở đảo thiên khiếu này, đảo chủ cũng không phải đối trọng của thiên nữ này. Thật ra tôi không có chút hứng thú nào với trận pháp cổ xưa của các người. Lâm Chính cũng không chịu thua, anh mặt không cảm xúc nhìn thiên nữ trước mặt, nói, nếu không để giải quyết chuyện của hội trưởng đại hội thì cho dù cô có mời tôi vào, tôi cũng còn phải xem xét. Cậu nói gì cơ, đôi lông mày lá liễu của thiên nữ dựng đứng. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để loại bỏ hội trưởng đại hội. Nếu thiên nữ đây có khả năng trừ khử hội trưởng đại hội đang nắm trong tay thông tiên thần thư đó thì đại trận này không mở ra cũng chẳng sao. Có điều, nếu cô không có khả năng này mà còn ở đây làm kỳ đà cản mũi thì tôi thật tò mò không biết khi hội trưởng đuổi giết đến đây và dẫm bẹp cô dưới mũi giày của lão ta thì cô sẽ phản ứng thế nào đây? Lâm Chính buông lời giễu cợt không chút khách khí. Tên khốn này, sao cậu dám sỉ nhục tôi? Thiên nữ nổi giận, khí tức trên người đột nhiên dâng trào, áp lực mạnh mẽ lao. Về phía Lâm Chính. Mọi người xung quanh mặt đều biến sắc. Được rồi, để tôi xem thiên nữ của đảo thiên khiếu có bản lĩnh đến mức nào. Nói dứt lời, trong mắt Lâm Chính đột nhiên tỏa ra quầng sáng vàng đáng sợ, những tiếng rồng gầm đột nhiên phát ra từ trong cơ thể anh. Đây có phải là sức mạnh chân long không? Bạch lão thất thanh reo lên. Không đúng. Đảo chủ sắc mặt tái nhợt, như thể đã bắt được thứ gì đó, vội vã hét lên, thứ này còn vượt xa sức mạnh chân long. Đây là long khí thái sơi. Thiên nữ lao về phía Lâm Chính như một ngôi sao băng sáng chói, khí tức mạnh mẽ của cô ta dường như xé nát khoảng không xung quanh. Lâm Chính đứng đó với ánh mắt thờ ơ. Khi luồng sáng đó đến gần, anh hơi giơ tay lên, một thần lực hỗn loạn và hùng hậu nở rộ trong lòng bàn tay anh, đỡ được đòn tấn công của thiên nữ một cách. Hoàn hảo! Thiên nữ thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Lâm Chính, vung bàn tay ngọc ngà. Bùm! Sức mạnh kinh khủng có thể xẻ đôi bầu trời bộc phát từ bàn tay đó. Quả thực đây là một đối thủ mà ngay cả đảo chủ cũng phải dè chừng. Cô ta vừa ra tay đã làm kinh thiên động địa. Lâm Chính cau mày, bước nhẹ nhàng rồi đột nhiên biến mất như thể dịch chuyển tức thời. Khi xuất hiện trở lại, anh đã kéo giãn khoảng cách với thiên nữ. Chạy đi đâu? Thiên nữ hai tay kết ấn, lẩm bẩm niệm chú. Năng lượng xung quanh nhanh chóng tụ lại, tiếp tục ép về phía Lâm Chính, càng lúc càng thu hẹp không gian hoạt động của anh. Phốt thần thiên lưu. Thiên nữ hét lên, bàn tay chụp vào khoảng không. Bùm. Không gian xung quanh Lâm Chính lập tức trở nên vặn vẹo. Lực cào xé vô hình điên cuồng cắn xé cơ thể anh. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ tiếp tục lan rộng ra mọi hướng. Mọi người xung quanh đều lùi lại vì sợ sẽ bị nguồn năng lượng này ảnh hưởng. Lâm Chính thì ngược lại, anh đứng ngay giữa trung tâm của cuộc tấn công nhưng không hề cử động. Anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh này. Cái gì? Thiên nữ không khỏi ngạc nhiên. Xem ra mình đã đánh giá thấp kẻ này. Đôi mắt cô ta dần trở nên đăm chiêu, khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi. Trên làn da trắng nõn không tì vết của thiên nữ đột nhiên xuất hiện những luồng. Ánh sáng xanh lục. Nhìn thấy cảnh tượng này, đảo chủ mặt biến sắc, hét lên, thiên nữ, đừng làm vậy. Mau dừng lại. Hôm nay nếu không đánh bại kẻ này, chẳng phải đảo thiên khiếu sẽ mất sạch thể diện sao? Thiên nữ không quan tâm, ý chí chiến đấu dâng cao. Cô ta chắc chắn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi Lâm Chính bị giẫm nát dưới chân. Lần này Lâm Chính cũng đã thực sự nổi cơn thịnh nộ. Tôi đến đây để đối phó với kẻ thù chung của chúng ta. Nếu không, các người. Nghĩ tôi thèm đến hòn đảo rách nát này chắc. Rõ ràng là các người chủ động mời tôi tới đây nhưng lại làm khó tôi đủ đường. Thực sự nghĩ Lâm Mỗ dễ bắt nạt sao? Lâm Chính hừ lạnh một tiếng, đột nhiên toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, chủ động lao về phía thiên nữ.
Ánh sáng vàng trên người anh càng lúc càng chói lóa, giống như mặt trời nhỏ toát ra sự uy nghiêm và uy lực vô tận. Đôi mắt thiên nữ nheo lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Cô ta không hề sợ hãi, hàm răng nghiến chặt, hai tay bắt đầu múa may. Một luồng ánh sáng màu lục lam tụ lại như một dải duy băng, nhanh chóng biến thành một ngọn giáo, lao rất nhanh về phía Lâm Chính. Phá thiên thần kích. Một tiếng gầm vang lên, ngọn giáo xuyên qua bầu trời. Nhưng giây tiếp theo, năm con rồng vàng xuất hiện xung quanh Lâm Chính, há miệng ngoạm lấy ngọn giáo. Khoảng không cũng bị phá vỡ và trở nên vặn vẹo. Trước khi những ngọn giáo kịp đến gần mục tiêu thì tất cả đều vỡ nát. Cái gì? Sắc mặt thiên nữ thay đổi rõ rệt, cô ta đột ngột lùi lại, muốn né tránh nhưng đã muộn. Năm con rồng vàng khí thế mạnh mẽ đang lao về phía cô ta. Mọi người chứng kiến đều bị sốc. Nhưng vào lúc con rồng vàng chuẩn bị nuốt chửng thiên nữ. Nhưng thiên nữ không trả lời câu hỏi của ông ta. Đảo chủ trong lòng thầm thở dài, lập tức chắp tay nói với Lâm Chính, đa tạ Lâm thần y đã giơ cao đánh khẽ. Bảo thiên nữ của các ông tiết chế nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi vô tình, lần này tôi tha cho cô ta một mạng. Lâm Chính mặt không cảm xúc đáp. Đảo chủ chỉ chắp tay, mỉm cười không nói gì. Nhưng xung quanh có rất nhiều người của đảo thiên khiếu âm thầm cau mày. Họ phải thừa nhận rằng Lâm Chính rất mạnh mẽ, nhưng anh quá kiêu ngạo và lời nói của anh giống như sự sỉ nhục đối với họ. Suy cho cùng, đây là thiên nữ của đảo thiên khiếu, địa vị hơn xa người thường. Sỉ nhục cô ta thì không khác gì sỉ nhục đảo thiên khiếu. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng. Thiên nữ nghiến chặt răng, trong đôi mắt xinh đẹp hừng hực lửa giận nhưng sau cùng lại không nói nên lời. Dù sao thua thì chính là thua, cô ta cũng không thể nói gì thêm nữa. Sao vậy, thiên nữ đại nhân vẫn muốn ngăn cản tôi sao? Nhìn thấy thiên nữ vẫn còn đang đứng chản lối vào đại trận bên trong, Lâm Chính nhướng mày hỏi. Thất bại hôm nay chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi, thiên nữ lạnh lùng nói. Nhưng tôi không phải kiểu người có thua mà không nhận. Tôi đã dùng hết sức, ngăn cản mà không được, có trách chỉ có thể trách năng lực của tôi không đủ. Tổ, tiên chắc cũng sẽ không oán giận tôi. Nói xong thiên nữ quay người sang một bên, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng. Lâm Chính không nói thêm nữa, sải bước đi vào trong. Đảo chủ không khỏi thở dài, nhưng vẫn dẫn người đi theo Lâm Chính vào trong. Khi Lâm Chính tiến đến gần đại trận bên trong, một luồng khí bí ẩn và mạnh mẽ ập vào mặt anh. Bên trong có một lớp sương mù mỏng, Lâm Chính căn bản không nhìn thấu được loại năng lượng này. Anh dừng bước, hơi nheo mắt lại, cảm nhận được luồng khí tức thần bí này mà trong lòng không khỏi kinh ngạc. Khí tức này vô cùng cổ xưa, có vẻ như đây thực sự là đại trận thượng cổ. Nhưng tại sao sức mạnh này lại có phần giống với long khí thái sơ mà anh đang nắm giữ? Có lẽ nào chúng đến từ cùng một nguồn, Lâm thần y có phát hiện gì không? Đảo chủ mỉm cười hỏi. Không có gì. Lâm Chính do dự một chút, bình tĩnh nói. Lâm thần y, khi chiến đấu với thiên nữ đại nhân, cậu đã sử dụng long khí thái sơ phải không? Đảo chủ mỉm cười hỏi. Lâm Chính có chút ngạc nhiên nhìn đảo chủ, bình tĩnh nói, ông nhìn ra thân pháp của tôi sao? Đảo thiên khiếu chúng tôi cũng là một tông môn cổ xưa đã được truyền thừa hàng nghìn năm. Tổ tiên của chúng tôi đã ở đây qua nhiều thế hệ kể từ thời Thương Chu. Long khí thái sơ tuy rất cổ xưa nhưng cũng được ghi chép trong điển tịch của chúng tôi. Có điều thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ có người lĩnh ngộ được loại sức mạnh này. Quả thực là không thể ngờ tới. Đảo chủ trầm tư nhìn Lâm Chính, tựa hồ muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại mỉm cười không nói gì nữa. Ồ, đảo chủ không muốn hỏi nguồn gốc của long khí thái sơ tôi có được là từ đâu sao? Thấy ông ta không hỏi thêm, Lâm Chính cũng khá ngạc nhiên. Lâm thần y sao có thể để lộ ra thần thông như vậy, đảo chủ lắc đầu. Lâm Chính khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói. Kỳ thực tôi có thể nói cho ông biết, nhưng ông sẽ không tin. Nếu Lâm thần y hạ cố chỉ giáo thì xin cứ nói. Hoàng Lăng. Cái gì? Long khí thái sơ của tôi đến từ Lăng mộ Tần Vương. Lâm Chính bình tĩnh nói. Đảo chủ giật mình, Lăng mộ Tần Vương nào cơ? Ở Long Quốc còn có Lăng mộ Tần Vương nào được nữa? Lâm Chính khinh thường nhìn ông ta, nói, ngồi máy bay đến Tây Thành, sau đó ngồi xe bus số 2. Mua một tấm vé 38 đồng là có thể vào đó tham quan rồi. Đảo chủ sững sờ tại chỗ. Đảo chủ, ông không nghe ra sao? Hắn đang trêu đùa ông đấy. Thiên nữ hừ lạnh một tiếng. Đảo chủ nét mặt trông khá kỳ lạ. Lâm Chính khẽ lắc đầu, tôi nói rồi, dù tôi có nói cho ông biết sự thật thì ông cũng sẽ không tin. Ground. Một tiếng gầm lớn vang lên từ phía trước. Âm thanh này. Đảo chủ mặt biến sắc, thần thú bảo vệ trận pháp.
Mọi người lo lắng, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong làn sương kia có một cái bóng lúc ẩn lúc hiện, sau đó là những tiếng gầm thét không ngừng vọng tới. Một áp lực vô cùng lớn dần dần truyền tới. Lâm Chính con mắt hơi nheo lại, không khỏi trầm giọng hỏi, chẳng lẽ trong trận pháp cổ xưa này còn nuôi hung thú? Lâm Thần Y hiểu lầm rồi, thần thú hộ trận bên trong không phải vật sống, mà S hình thành do sự ngưng tụ năng lượng của cổ trận, đảo chuột ba giai đảo chủ giải thích. Vật thể hình thành từ năng lượng, Lâm Chính nhìn về phía trước, vẻ mặt căng thẳng. Trận pháp cổ xưa này quả thực phi thường, thậm chí còn có thể tạo thành một vật thể như vậy từ năng lượng. Ro ó vẻ sự huyền diệu của trận pháp này vượt quá sức tưởng tượng của Lâm Chính. Grun tiếng gầm gừ lại tiếp tục vang lên. Mọi người, cẩn thận, đảo chủ thấp giọng hét lên. Ông không thể giải quyết được thần thú hộ trận này sao? Lâm Chính bình tĩnh hỏi. Lâm Thần Y lại đùa rồi, bên trong trận pháp này là cấm địa, đến chúng tôi cũng không thể vào. Chúng tôi chỉ có thể thi triển thuật pháp trên đại trận bề mặt, còn nơi này tổ tiên cấm chúng tôi đặt chân vào. Đảo chủ tiếp tục giải thích. Lâm Chính hít sâu một hơi, không nói thêm nữa mà tiếp tục đi vào trong. Chẳng bao lâu, cái bóng trong sương mù dần dần hiện rõ. Mọi người chăm chú nhìn và thấy một con thú khổng lồ trông giống như kỳ lân, nhưng nó được bao quanh bởi một ánh sáng kỳ lạ. Ánh sáng dường như ẩn chứa những phù văn cổ xưa và huyền bí, mỗi phù văn đều tỏa ra ánh sáng nhàn. Nhạt, thần thú chậm rãi bước ra khỏi sương mù, đôi mắt như hai ngọn lửa rực cháy, chăm chú nhìn đoàn người. Mỗi bước đi của nó dường như khiến mặt đất khẽ rung chuyển, nhiệt độ xung quanh cũng đột nhiên tăng lên từ khi con thú xuất hiện. Cảm nhận được khí tức của thần thú, mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Lâm Thần Y, từ đầu đến giờ tôi đều cho rằng việc thâm nhập vào đại trận bên trong không phải một nước đi khôn ngoan, Tiên Chính Nhất hít sâu một hơi, không khỏi mở miệng khuyên ngăn. Hắn tự mình muốn tìm chỗ chết thì khuyên can làm gì? Thiên nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Lâm Chính, giễu cợt nói, thần thú hộ trận đại diện cho sức mạnh của tổ tiên chúng tôi. Nếu thấy sợ hãi thì cứ lùi bước đi, không ai nói gì đâu. Cô sợ rồi sao? Lâm Chính bình tĩnh nhìn thiên nữ. Thiên nữ mặt biến sắc, lạnh lùng nói, tôi không vào. Nếu không vào thì im miệng, Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó đi thẳng về phía trước. Tên kia, được rồi, tôi muốn xem rốt cuộc anh sẽ bị thần thú hộ trận xé xác thành từng mảnh như thế nào. Thiên nữ khoanh tay và lạnh lùng nhìn. Đảo chủ và những người khác cũng không bước vào, đương nhiên là họ không thể tham gia được. Tiếp theo, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào Lâm Chính. Lâm Chính đến gần thần thú hộ trận, luồng khí tức nóng hầm hập ập tới như muốn nướng chín anh. Anh có thể cảm nhận được những dao động năng lượng mạnh mẽ phát ra từ thần thú hộ trận này. Thật là một sức mạnh bí ẩn, Lâm Chính âm thầm phân tích khí tức này, nhưng anh vẫn không thể nhìn thấu nó. Tao muốn xem một thần thú hộ trận như mày rốt cuộc có thủ đoạn gì, Lâm Chính tự nhủ thầm, rồi âm thầm luân chuyển sức mạnh trong cơ thể. Thần thú hộ trận dường như nhận ra sự khiêu khích của Lâm Chính, nó ngẩng đầu và gầm lên. Phun ra một cột lửa từ miệng và lao về phía Lâm Chính. Bất cứ nơi nào cột lửa đi qua, không khí đều bị thiêu đốt và móp méo. Đảo chủ hơi giật mình. Đó là sức mạnh của thiên lôi khóa long, Tiên Chính Nhất khàn giọng nói. Đảo chủ yên lặng gật đầu, ánh mắt dán chặt vào Lâm Chính. Lâm Chính hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy về phía thần thú hộ thể anh phun ra năng lượng sấm sét trông giống như những tấm lưới. Sức mạnh của sấm sét giống như những chiếc xúc tu, lao thẳng về phía thần thú hộ trận. Cuộc tấn công dồn dập và áp đảo khiến thần thú không kịp phản công. Thần thú hộ trận bị sét đánh trúng, ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, phun ra một cột lửa lao thẳng về phía Lâm Chính. Bất cứ nơi nào cột lửa đi qua, không gian đều bị thiêu đốt và bóp méo. Lâm Chính hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một tia sét từ lòng bàn tay phóng ra, xé toạc cột lửa, đánh vào cơ thể thần thú đang bảo vệ trận pháp. Tuy nhiên, thần thú hộ trận chỉ khẽ run rẩy một chút rồi nhanh chóng hồi phục. Đôi mắt rực lửa của nó càng đỏ rực phẫn nộ. Nó đột nhiên giơ vó trước lên và dậm mạnh xuống đất. Một làn sóng xung kích mạnh mẽ lan ra xung quanh theo vòng tròn. Ngay cả những người ở xung quanh cũng phải sốc trước sức mạnh này. Lâm Chính đang lơ lửng giữa không trung cũng cảm nhận được sức mạnh của làn sóng xung kích, anh vội vã đổi tư thế để tránh né. Nhưng sóng xung kích cực kỳ nhanh, vẫn kịp lan tới chỗ Lâm Chính khiến thân thể anh run rẩy trên không trung. Lâm Chính hai mắt nheo lại. Tạo một phản lực đánh về phía sóng xung kích. Anh tăng tốc hướng về phía thần thú hộ trận. Đồng thời, hai tay múa nhanh, sức mạnh sấm sét đan xen trong tay tạo thành một mạng lưới phức tạp nhắm thẳng vào phần đầu của thần thú. Cơ thể thần thú rung chuyển,
những ngọn lửa vô tận lao tới như cơn lũ, va chạm với lưới sét, phát ra ánh sáng chói lóa và một vụ nổ chói tai. Thật đáng sợ. Đây là sức mạnh của thần thú hộ trận do tổ tiên chúng ta để lại sao? Người của Đào Thiên Khiếu thốt lên kinh ngạc. Ngay cả thiên nữ lúc này cũng ngẩn người. Tuy rằng không hài lòng với Lâm Chính, nhưng cô ta cũng phải thừa nhận, thực lực của Lâm Chính quả thực ngoài sức tưởng tượng. Trong ánh sáng của ngọn lửa, bóng dáng Lâm Chính lờ mờ ẩn hiện. Anh tiếp tục phóng ra sấm sét, cố gắng chấn áp ngọn lửa của thần thú hộ trận. Ánh sáng kỳ lạ xung quanh thần thú càng trở nên chói lọi hơn, những phù văn cổ xưa và bí ẩn đó dường như sống dậy và bắt đầu xoay tròn rất nhanh xung quanh nó, cung cấp cho thần thú luồng sức mạnh lớn hơn. Có vẻ như trì hoãn như thế này sẽ chỉ tiêu hao hết năng lượng thôi. Thần thú này được trận pháp hỗ trợ, năng lượng của nó là vô tận, cần phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Chính hít một hơi thật sâu, tập trung sức lực, điều động toàn bộ năng lượng sấm sét trong cơ thể, dùng tay kết ấn và lẩm bẩm niệm chú. Trong phút ầu trời bị mây đen bao phủ và sấm chớp lóe lên. Một tia sét cực mạnh từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào thần thú hộ trận. Tia sét này chứa đựng năng lượng cực lớn, như muốn xé nát trời và đất. Không phải nói người này chỉ am hiểu y thuật và võ thuật sao? Tại sao lôi thuật của cậu ta lại thần kỳ như vậy? Đảo chủ quay lại nhìn Tiên Chính Nhất. Tiên Chính Nhất khẽ lắc đầu, không biết trả lời thế nào. Thần thú hộ trận bị đòn tấn công bất ngờ và mạnh mẽ này đánh chúng liền gầm lên một tiếng đau đớn. Cơ thể nó run lên, ánh sáng và phù văn trên cơ thể lập tức mở đi rất nhiều. Thăng rồi sao? Mọi người đều choáng váng. Nó gầm lên liên tục, ánh sáng trên khắp cơ thể nó bắt đầu thay đổi. Chẳng bao lâu sau, từ cơ thể nó phát ra vầng sáng giống như một trận pháp cổ xưa. Sau đó, một làn sóng năng lượng đáng sợ bắt đầu tỏa ra từ cơ thể của thần thú. Tự phát nổ sao? Đảo chủ mặt biến sắc. Lâm Chính cũng nhận thấy thần thú hộ trận có điều gì đó kỳ lạ, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Không ngờ thần thú hộ trận này lại có ý định tự phát nổ. Có điều cũng phải thôi. Nó không phải là một sinh vật sống mà chỉ là một dạng năng lượng hình thành từ trận pháp này. Cho dù nó có tự phát nổ, nếu trận pháp thượng cổ không bị phá hủy thì nó cũng sẽ không chết. Lâm Chính hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, tập trung sức lực, bắt đầu dùng năng lượng bao phủ thần thú hộ trận. Năng lượng phóng ra rất kỳ diệu, tỏa ra nhiều màu sắc khác nhau, hỗn độn khiến người khác không thể nhìn thấu. Tiên Chính Nhất giọng thất thanh. Làm sao có thể? Thiên nữ cũng thốt lên kinh ngạc. Bí mật của ngũ hành. Đảo chủ hít một hơi thật sâu. Nguồn năng lượng này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của người dân đảo Thiên Khiếu. Ánh sáng lóe lên giữa lòng bàn tay Lâm Chính, năng lượng phun ra, tạo thành một vòng xoáy năng lượng đầy màu sắc, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Nhưng giây tiếp theo, bùm, ngay khi năng lượng của Lâm Chính vừa bao bọc thần thú, một vụ nổ kinh hoàng vang lên. Thần thú hộ trận phát nổ ngay tại chỗ, năng lượng đáng sợ lan ra xung quanh như thủy triều. Nhưng ngay khi những sức mạnh này sắp tràn ra khỏi cổ trận, năng lượng đầy màu sắc do Lâm Chính phóng ra lập tức quét qua và bao trùm mọi thứ. Toàn bộ năng lượng hủy diệt do vụ nổ tạo ra đều bị chặn lại. Cái gì? Tiếng cảm thán của mọi người không ngừng vang lên. Cái này, làm sao có thể? Thiên nữ cũng choáng váng tại chỗ. Cô ta có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng do vụ nổ này tạo ra đáng sợ đến mức nào. Tuy nhiên, Lâm Chính lại có thể trực tiếp chặn đứng nguồn năng lượng này. Sẽ không có ai tin nổi chuyện này trừ khi họ được tận mắt chứng kiến. Bí mật của ngũ hành, không thể sai được, đây chính là bí mật của ngũ hành. Đảo chủ khàn giọng nói, khó trách người này có thể hấp thu cả thiên lôi khóa long. Hóa ra là do cậu ta nắm trong tay thứ này. Năng lượng dần dần tiêu tán, trận pháp cổ xưa trở lại bình thường. Lâm Chính một mình đứng ở trung tâm trận pháp, lặng lẽ nhìn về nơi bắt đầu của cổ trận. Ánh sáng liên tục phát ra từ đó, từng luồng năng lượng sôi sục như nồi nước. Bị đun sôi. Cổ trận lại sắp tạo ra thần thú hộ trận mới, Lâm Thần Y. Đảo chủ dường như nhận ra điều gì đó và ngay lập tức hét lên. Lâm Chính di chuyển nhanh chóng, lắc người lao về phía nơi năng lượng đang sôi sục, và trước khi năng lượng này được giải phóng, Lâm Chính đã dùng năng lượng của mình trấn áp nó. Trong nháy mắt, năng lượng sôi sục bị dập tắt. Lâm Chính nhìn chằm chằm vào nơi bắt đầu trận pháp một lúc. Sau đó trực tiếp ngưng tụ năng lượng của mình thành một ngọn núi, chặn ngay ở nơi bắt đầu trận pháp. Thiên nữ nhìn thấy vậy, mặt biến sắc, sao anh dám? Lâm Chính quay đầu lại, lạnh lùng nhìn. Chỉ một cái nhìn đã chặn đứng những lời tiếp theo của thiên nữ. Thiên nữ cắn môi, tuy rằng không hài lòng nhưng cũng không dám dễ dàng mở miệng. Lúc này,
cô ta đã hoàn toàn bị Lâm Chính thuyết phục. Lâm Chính cũng không chú ý đến phản ứng của thiên nữ. Sau khi trấn áp năng lượng của nơi bắt đầu trận pháp, Lâm Chính bắt đầu nghiên cứu và phân tích trận pháp cổ xưa. Người ở bên ngoài chỉ có thể mở to mắt nhìn Lâm Chính, yên lặng chờ đợi. Bí ẩn của trận pháp cổ xưa này có lẽ vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta, Lâm Chính thì thầm, như đang nói với chính mình mà cũng như đang giải thích cho những người xung quanh. Lâm Thần Y, cậu có phát hiện gì không? Cái gì? Những người xung quanh hóa đá ngay tại chỗ. Giải trừ, ý của cậu là, giải trừ cổ trận. Đảo chủ hai mắt mở to hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Hết tập 123.